chương 676, hợp thể quái thú. Trong tiếng cười điên dại, Clayman sau lưng áo choàng lóe lên, thuấn di chi thuật triển khai, phù phù, một tiếng, một đầu đâm vào dưới bên cạnh trong biển máu. Tiêu phàm Mikhail Miranda không để phòng hắn hội thi triển chiêu thức ấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ cái này trong biển máu, còn có đi thông địa phương khác thông đạo? khơi khoảnh, Miranda trần chờ nói đạo, nhìn về phía Mikhail. Mikhail tại huyết tộc trong đám người, một mực dùng học rộng tài cao chứ danh, quan trọng hơn trước mắt, Miranda tự nhiên mà vậy về phía hắn hỏi thăm. Mikhail cười khổ một tiếng, nói ra Miranda, tại đây ta cũng là đầu vừa về đến, thật không biết trong biển máu có những thứ gì huyền cơ. Miranda trong mắt hiện lên một vòng thất vọng thần sắc, lập tức dứt khoát nói ra, truy xuống dưới, quyết không thể lại để cho hắn cứ như vậy chạy mất. Nếu không, về sau chúng ta sẽ có sao sao phiền dùng clay man tính cách, chờ hắn chỉ hoãn tới về sau, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi chờ hắn khôi phục tu vi, tiêu phàm không tại dưới tình huống, Miranda cùng Mikhail cho dù hai người liên thủ, cũng chưa chắc thấy là đối thủ của hắn. Thân là duy cầm bảo gia tộc thủ lĩnh, chảm thảo chứ căn đạo lý, Miranda có lẽ hay là hiểu được đích. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại. Audio điện tử võ tấn bền luyện hóa qua ngân dược lôi bằng nội đan một chút tinh hoa về sau, hắn nắm giữ phong độn thuật một ít da lông, nhưng thủy độn thuật chưa nắm giữ. Cái này thuộc về ngũ hành độn thuật phạm trù. Ngũ hành độn thuật tuy nhiên tại độn nhanh chóng thượng không bằng phong độn thuật lôi độn thuật như vậy đặc dị độn thuật, lại đều có kỳ thật dùng nơi. Ví dụ như hiện tại, Miranda cùng Mikhail rõ ràng đều tu luyện qua thủy độn thuật, đối với hạ đến trong biển máu, không có làm khó ý. Đem tiêu phàm nhíu mày, Mikhail lập tức liền hiểu được, rất khéo hiểu lòng người nói, tiêu tiên sinh, ta cùng Miranda đến nước đi xuống xem một chút, trên mặt biển tựu phiền toái tiêu tiên sinh chấn thủ, quyết không thể lại để cho Clayman như vậy chạy trốn. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra, thủy độn thuật ta biết không nhiều lắm, vậy thì làm phiền hai vị liễu tương đương. Cũng là thẳng thắn thành khẩn, cũng không tại Mikhail cùng Miranda trước mặt ra vẻ cao thâm, giấu giếm nhược điểm của mình. Mikhail một chút vuốt cằm, liền hướng Miranda nói ra, đi hai người đầu dưới chân trên, giống như mùi tên, hướng trong biển máu kích bắn đi, nhẹ nhàng một tiếng tiếng nước chảy, hai người lại đồng thời vào nước, tué lên điểm một chút rất nhỏ rung động, bỗng nhiên liền không thấy bóng dáng. Tiêu phàm lơ lửng tại giữa không chung, mật thiết chăm chú nhìn mặt biển động tính, ánh mắt ánh mắt xéo qua, nhịn không được hướng huyết bên bờ biển Adelina miết đi, lập tức thoảng qua khẽ giật mình, chỉ thấy trong biển máu bay lên huyết vụ, chính ti ti từng sợi về phía Adelina thổi đi, vô thanh vô tức mà chui vào đến Adelina trong cơ thể. Cảm giác, Adelina trên mặt thật sâu nếp nhăn tựa hồ hơi chút bình phục một chút. Đương nhiên, loại biến hóa này cực kỳ rất nhỏ, rất có thể chỉ là tiêu phàm đối với Adelina quan tâm quá, chỗ sinh ra một loại ảo giác mà thôi. Tiêu phàm nhưng trong lòng không hiểu buông lỏng, âm thầm kinh hỉ. Adelina chính là thuần tránh nhất huyết tộc huyết mạch, trong cơ thể tiềm lực vô cùng, Clayman có thể dùng cái này biển máu làm cơ sở, tu luyện cao thâm pháp môn, trên lý luận, cái này trong biển máu tánh mạng tinh hoa, đồng dạng tài cán vị Adelina sử dụng. Quả thật như thế, Adelina thường thế tựu có rất lớn hy vọng phục hồi như cũ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể an tâm hấp thu nơi này huyết linh chi lực. Muốn làm được điểm này, phải diệt sát Clayman, trở thành biển máu đứng đầu mới được. Đang lúc tiêu phàm trong nội tâm mừng thầm thời điểm, vốn là bình tĩnh biển máu bỗng nhiên lại nổi lên gợn sóng, từng đợt bọt khí, phần phật A, à, mà toát ra mặt biển, ọt 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 ọt, thanh âm không rứt bên tai. Rất rõ ràng, đây là đáy biển đã xảy ra nào đó dị biến. Tiêu phàm phản ứng đầu tiên chính là Miranda Mikhail Lược hai người đã cùng bỏ chạy đáy nước Clayman giao thủ. Ngay sau đó, mặt nước liền nhấc lên sóng cả, đầu sóng càng lúc càng lớn, đánh ra lấy hai bờ sông, phát ra ầm ầm tiếng vang, uy thế kinh người. Tiêu phàm nắm chặt trong tay viêm linh chi lưới kiếm, 10 miếng băng phách phi đao trên lên lóe lên, biến mất tại trong hư không. Những này băng phách phi đao tự luyện thành thời điểm lên, tự có một chút tàng hình công năng, nhưng loại công năng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại muốn xem thật lực của đối thủ mà định ra. Ví dụ như Amy Anna cùng những kia tuần tra sứ giả, sẽ rất khó phát hiện tàng hình về sau băng phách phi đao, tại Clayman trước mặt, phi đao tàng hình hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá tại đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm ban đánh lén, hiệu quả có lẽ hay là rất không tệ. Bỗng nhiên trong lúc đó, giang giác một tiếng vang thật lớn, vốn là bị đông thành băng trụ sáu đầu huyết sắc xúc tua, trên của hắn bao trùm huyền băng đồng thời vỡ vụn, sáu đầu xúc tua đồng loạt trùng hoạch tự do, không đợi tiêu phàm ra tay, sáu đầu xúc tua liền bỗng nhiên về tới trong nước. Ngay sau đó, biển máu bỗng nhiên sôi trào lên, huyết sắc sóng lớn ngập trời mà dậy, phảng phất có một đầu bàng nhiên cự thú, tại đáy biển gây sóng gió. Tiêu phàm thần sắc, càng thêm nghiêm túc lên, trong cơ thể pháp lực, bắt đầu cuồn cuộn không dứt về phía viêm linh chi lưới kiếm trung quán thâu đi vào, hẹp dài ngọn gió phía trên, ngọn lửa hừng hực giấy lên, đem bốn phía chiếu lên một mảnh tươi sáng. Hoặc suy, một đạo nhân ảnh phá vỡ mặt nước, phi thân ra, đúng vậy Miranda. Chỉ có điều Miranda không phải tự hành nhảy ra mặt nước đích, mà là bị đối thủ đánh bay, hai mắt nhắm nghiền, đã muốn mất đi chi giác, thân thể thẳng tắp về phía lấy bên cạnh bờ bay đi tiêu phàm biến sắc, tay trái rời đi chuôi đao, hư không một chảo, một màu ngà sữa cự đại quang tay ngưng kết ra, vào đầu bắt xuống dưới, đem không trung bay nhanh Miranda một phát bắt được, chậm rãi để đặt tại nho nhỏ duy cầm bảo trên ban công, đúng vậy trước kia Clayman nhốt Miranda gian phòng. Miranda như trước hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc này, tiêu phàm cũng đằng không xuất ra thời gian đi cho nàng chậm chế cứu chữa. Sau một khắc, mặt nước lại là, hoắc suy, vừa vang lên, Mikhail bắn ra, hướng tiêu phàm kêu lên, tiêu tiên sinh, chú ý. Thân sắc hoảng loạn, chật vật không chịu nổi, nhẹ nhàng phong độ thân sĩ đó là nửa điểm đều không thừa rơi xuống. Một lời không tất, trên mặt biển rũi ra một cực lớn huyết sắc xúc tua, lăng không vung vẩy, nặng nề đánh tại Mikhail trên người, Mikhail quát to một tiếng, như bị sét đánh giống nhau, cả thân thể giống như mùi tên. Hướng nho nhỏ duy cầm bảo bên kia kích bắn đi, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi sao sao ra. Tiêu phàm chấn động, sau lưng ngân rực lôi bằng hư ảnh lóe lên, thân thể lập tức sau này thổi đi vài chục trượng xa, cái này mới ngừng lại được, hai tay nắm chặt viêm linh chi lưỡi kiếm, gắt gao nhìn thẳng biển máu ở giữa mặt biển. Ọt 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 ọt, bọt khí không ngừng bay lên, trên mặt biển sóng cả cuồn cuộn, một bộ thay đổi bất ngờ tư thế. Dần dần, sáu huyết sắc xúc tua thò ra mặt nước, không ngừng vung vẩy, khí thế kinh người nặng nề ngã tại duy cầm bảo trên ban công Mikhail giấy dụa lấy đứng dậy, một mực nhìn thẳng cái kia sáu đầu huyết sắc xúc tua, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, há mồm lại phun ra một ngụm tiên huyết, kêu lên tiêu tiên sinh, coi chừng. Là Clayman, hắn và biển máu chi linh hợp thể liễu tương đương. Hắn huyết tế chính mình. Huyết tế chính mình. Vừa vừa nghe đến Mikhail những lời này, tiêu phàm có chút tráng váng đầu. Đây là ý gì? Nhưng là rất nhanh, Tiêu Phàm sẽ hiểu Mikhail những lời này chân thật hàm nghĩa. Theo sát tại sáu đầu huyết sắc xúc tua về sau, một bóng người quái vật cũng toát ra mặt nước. Chỉ thấy quái vật kia toàn thân huyết hồng, chừng 4 năm trượng cao, phảng phất một cái máu tươi ngưng kết mà thành cự nhân, cũng chỉ có nhân loại nửa người trên, mà nửa người dưới thì là sáu đầu đồng dạng huyết hồng xúc tua, như cùng một cái bạch tuộc tương tự. Cái này bạch tuộc quái thú, miệng mũi giống như, dĩ nhiên là Clayman bộ dáng mở ra miệng lớn dính máu, phát ra đinh tai nhức óc cười quái dị thanh âm. Tiếng cười lại là đắc ý lại là phẫn uất, một loại trầm trọng vô cùng áp lực, đập vào mặt. Bạch tuộc quái thú trừng mắt lượng huyết hồng con mắt, tại duy cầm bảo trên ban công khé quét mà qua, lập tức trên mặt lộ ra cực độ khinh thường thần sắc, cười lạnh nói chính là lượng hai cái trúc cơ kỳ tiểu bối, cũng dám tại bổn tỏa trước mặt làm càn, quả thực là tự tìm đường chết. Bạch tuộc quái thú ánh mắt chút nào cũng chưa từng tại Miranda cùng Mikhail trên người dừng lại, lập tức liền quét về phía tiêu phàm, lập tức liền định tại tiêu phàm trên mặt. Ồ, ngươi là kim đan tu sĩ. Quái thú ong ong nói, thanh âm tuy nhiên chưa nói tới cỡ nào vang dội, lại chấn đắc cả dưới mặt đất động rộng rãi ẩm ẩm rung động. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút sơ lên. Đan điền của hắn khí hải chỗ, xác thực ngưng kết ra một quả đậu xanh lớn nhỏ màu vàng viên châu. Cứ việc tiêu phàm cũng hoài nghi cái này là trong truyền thuyết, kim đan, dù sao không có được xác nhận, cũng không dám thập phần khẳng định. Dưới mắt trung thổ thế giới, trên cơ bản đồng đẳng với một cái tu chân hoang mạc, tiêu phàm không biết tình huống thật sự nhiều lắm. Cái này bạch tuộc quái thú, rõ ràng liếc thấy ra hắn ngưng kết kim đan, chẳng lẽ là đến từ giới diện khác chính thức tu tiên giả. Hẳn là, nơi này không gian thông đạo đã bị mở ra, giới diện khác tu chân giả đã bị tiếp dẫn đã tới. Không đúng không đúng, kỳ quái kỳ quái. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Bạch Tuộc quái thú lại đại giao động đầu của nó, tựa hồ đối với Tiêu Phàm tình hình cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cái này cũng quá trẻ tuổi a, à. rõ ràng vẫn chưa tới 30 tuổi, coi như là kiệt xuất nhất thiên tài, từ trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện công, chính là 30 năm thời gian, làm sao có thể ngưng kết kim đan thành công. Cổ rất quái. Bạch Tuộc quái thú cũng không thèm để ý Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Phối hợp tại đó dung đùi đắc ý, thì thào tự nói. "Này, tiểu bối, ngươi là môn phái nào tu sĩ? Có phải là có kỳ ngộ gì, nuốt cái gì thiên địa linh quả?" Hơi khoảnh, bạch tuộc quái thú hướng về phía Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra, "Ngươi lại là nơi nào đến quái vật?" "Quái vật, tiểu bối, ngươi thật sao không biết đắc vô cùng, xem ra ngươi khẳng định không phải cái nào lão quỷ nhập vào thân chuyển thế đích, bằng không thì tuyệt sẽ không hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề." Bất kể thế nào nói, người coi như là cái kim đan tu sĩ, cứ việc nhìn về phía trên vừa mới ngưng kết kim đan không lâu, bổn tỏa cũng cho ngươi một phần chút tình mọn. Người cũng không nên không tán thưởng, bạch tuộc quái thú ong ong nói, càng thêm làm ra vẻ. Này, người đang ở đây lề mề cái gì, còn không mau đem bả những cái thứ này đều gỡ yêu ta hết. Bỗng nhiên, lại một thanh âm vang lên, tự bạch tuộc quái thú trong cơ thể phát ra, nghe đi lên nhưng lại Clayman thanh âm, oán độc vô cùng. Chúng ta nhưng không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn, lập tức đem bọn hắn gợi yêu ta ít mở ra không gian thông đạo mới được là cần gấp nhất đại sự. chương 677, Huyết Linh Đại Nhân Người cái này tiểu bối, ồn ào cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi đem bả thân thể của mình hiến cho ta, có thể một vốn một lời tòa ngồi khoa tay múa chân. Nhắm chúng ta mất hứng, đồng dạng đem ngươi tiêu diệt. Bạch tuộc quái thú giận tím mặt, giống giận nói ra, ngữ khí thật là bạo ngược. Huyết linh đại nhân, người muốn làm tinh tường, không có ta nhiều năm như vậy đối với người cung phục, không có huyết nhục của ta chi thân thể, người căn bản tựu không khả năng trong thời gian ngắn như vậy phục sống lại. Lúc trước ngươi là như thế nào đối với ta hứa hẹn đích, chẳng lẽ ngươi hiện tại cũng đã quên sao? Clayman thanh âm, cũng thập phần phẫn nộ, không chút nào yếu thế. Cần biết hắn bản chính là như vậy tâm cao khí ngạo ra hỏa, vì đối phó tiêu phàm bọn người, không tiếc dùng thân huyết tế. Cái này bạch tuộc quái thú như thế quát lớn cho hắn, thật sao có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bạch tuộc quái thú huyết hồng đảo mắt một phen, cười lạnh nói, ngươi là đang cùng ta giảng thành tín sao? Tự loại người như ngươi người, cũng không biết xấu hổ cùng người giảng thành tín. Ngươi cầm miệng cho ta, còn dám rong dài, ta lập tức liền đem ngươi cuối cùng cái này một tia tinh hồn diệt sát rơi, cho ngươi vĩnh viễn đều không có lại đầu thai chuyển thế cơ hội. Lời vừa nói ra, dưới mặt đất động rộng rãi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Clayman cho dù lại tâm cao khí ngạo, nếu không chịu từ bỏ ý đồ, tại bạch tuộc quái thú như vậy uy hát yêu ta ép trắng trợn phía dưới, cũng đành phải nén giận. Tiêu phàm thờ ơ lạnh nhạt, đối với cái này ngoài ý muốn phát sinh tình hình, trong đầu đại khái có cái cơ bản nhất hiểu rõ. Bạch tuộc quái thú cùng Clayman tinh hồn trong lúc đó, náo mâu thuẫn, tiêu chân nhân tự nhiên thích nghe ngóng, tuyệt sẽ không lung tung ngắt lời đích. Bạch tuộc quái thú ánh mắt, lại chăm chú vào tiêu phàm trên người miệng rộng mở ra đang muốn mở miệng clayman thanh âm bỗng nhiên lại vang lên nói ra huyết linh đại nhân người này tốt nhất là có thể bắt sống đem hắn cũng huyết tế rồi thì có thập phần nắm chắc mở ra thông đạo huyết linh đại nhân chỉ cần có thể trở về huyết linh đại lục khẳng định có cơ hội khôi phục nguyên anh kỳ cường đại tu vi nguyên anh kỳ tiêu phàm hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rút lại cứ việc hắn đối với tu chân giới tình hình có lẽ hay là biết không nhiều lắm, nhưng Nguyên Anh Kỳ rõ ràng cho thấy so kim đan kỳ rất cao cùng bậc. Chẳng lẽ trước mắt cái này vừa giống như người vừa lại huy hiệu cá gia hỏa, đời trước dĩ nhiên là cái Nguyên Anh Kỳ lão quái vật. Giống như bạch tuộc quái thú nói, hắn chỉ là vừa vừa ngưng kết kim đan mà thôi, đối mặt so với chính mình cao nghiêm chỉnh giai Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, như thế nào đánh. Không chỉ nói chiến thắng, cho dù ngay cơ hội chạy trốn đều thập phần xa vời. Bất quá, nghe Clayman vừa rồi ý tứ, cái này bạch tuộc quái thú tu vi hiện tại nhận lấy rất lớn áp chế, tựa hồ là không có nguyên anh kỳ thực lực. Loại tình hình này, tiêu phàm ngược lại trải qua không ít trở về. Trước sau bị hắn diệt sát quỷ vương khô lâu, sáu khúc thành phố thế giới dưới lòng đất áo trắng quỷ mẫu, đại tuyết sơn ở chỗ sâu trong ngàn năm tuyết yêu cùng với phụ thể là các đại thượng sư trong gió yêu linh phong ngây thơ, tại lâm vào ngủ say trước kia, thực lực đều phi thường cường đại phải chăng đều đều là nguyên anh kỳ lão quái vật, không được tốt nói, nhưng chân thật tu vi, khẳng định so tiêu phàm nhìn thấy thời điểm muốn mạnh hơn nhiều. Những này yêu vật quỷ mị coi như là không may, cầm lên trong lúc ngủ say thức tỉnh không bao lâu, tự đụng phải tiêu phàm cái này tên sát tinh, một thân bổn sự ngay hai ba thành đô thi triển không được, đã bị tiêu phàm không chút khách khí mà diệt gỡ yêu ta chết. Xem ra trước mắt cái này bạch tuộc quái thú, cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống. Một nghĩ đến đây, Tiêu Phàm trong nội tâm đại định. Hắc hắc, cái này ngươi cũng đừng có quan tâm, muốn hay không mở ra thông đạo, lúc nào mở ra thông đạo, đều là của ta sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Nơi này biển máu, ẩn chứa vô số tánh mạng tinh hoa, đúng là chúng ta huyết tộc hội đồng nhân dân bổ thánh địa. Bồn Tỏa cần gì phải vội vã mở ra thông đạo trở lại Huyết Linh Đại Lục đi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, ta năm đó ở Huyết Linh Đại Lục sáng tạo môn phái cùng cơ nghiệp, chỉ sợ sớm đã đã muốn người và vật không còn liếu tương đương. Dựa vào ta hiện tại điểm ấy tu vi, vội vã chạy về huyết linh đại lục làm cái gì? Đến thăm đi tìm chết sao? Ta vì cái gì không ở chỗ này an an tâm tâm tu luyện vài thập niên nói sau. Chờ ta khôi phục nguyên anh kỳ thực lực, đến lúc đó là ở chỗ này quân lâm thiên hạ, xưng vương xưng tổ, có lẽ hay là mở ra thông đạo phản hồi huyết linh đại lục, đều tốt nói được vô cùng. Bạch tuộc quái thú hắc hắc mà cười, huyết hồng trong mắt tại biển máu bốn phía vung mạnh, dương dương đắc ý nói, phảng phất hắn đã là cái này tấm biển máu chủ nhân giống nhau, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem tiêu phàm bọn người để vào mắt. Lúc này, Miranda sớm đã tỉnh dậy, chỉ là quay mắt về phía cường đại như vậy đắc không hợp thói thường quái thú, nàng cùng Mikhail đều rất thức thời mà ngậm miệng lại, tuyệt đối không dám lung tung mở miệng. Vừa rồi tại dưới nước thời điểm, bọn hắn đã từng muốn ngăn cản Clayman cùng cái này bạch tuộc quái thú hợp thể, xem như cùng quái thú này kết xuống thù hận, dưới mắt có lẽ hay là điệu thấp chú ý thì tốt hơn. Quái thú này thực lực, thật sự quá kinh khủng, xa không phải Clayman có thể so sánh đích. Tại đây bạch tuộc quái thú trước mặt, hai người bọn họ ngay chút nào chống cự chi lực đều không có. Hiện tại cũng còn có thể sống được, đã muốn xem như vận khí rất tốt liễu tương đương. Nghe xong bạch tuộc quái thú một phen, Clayman xem như triệt để hết hy vọng, cùng Miranda Mikhail đồng giảng, trầm mặc bắt đầu đứng dậy, lại không nói được lời nào. Hôm nay thịt của hắn thân thể đã cùng bạch tuộc quái thú hợp thể, thậm chí ngay linh hồn cũng đã bị cái này ngủ say ngàn năm lão quỷ đồng hóa một bộ phận lớn. Tại đây huyết linh đại nhân trước mặt, Clayman đã hoàn toàn ở vào phụ thuộc địa vị. Mắt thấy không tiếp tục người tiếng huyên náo, bạch tuộc quái thú lúc này mới đem ánh mắt lần nữa rơi vào tiêu phàm trên mặt, hắc hắc mà vừa cười vừa nói, tiểu bối, người vẫn không trả lời bổn tỏa vấn đề ni. Người là môn phái nào đệ tử? đối với tiêu phàm người phương đông tướng mạo, cái này bạch tuộc quái thú ngược lại không thèm để ý chút nào, hơn nữa cùng tiêu phàm trao đổi nói cũng đúng hán ngữ. Chẳng lẽ tại hơn một nghìn năm trước, đúng như Thanh Dương Tổ Sư nói, phương đông tu sĩ cùng tây phương giáo sĩ, đều là tuy hai mà một hay sao? Huyết linh tiên sinh, ta là môn phái nào đệ tử, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Tiêu phàm hỏi ngược lại, đối với bạch tuộc quái thú vấn đề, tránh mà không đáp. Đương nhiên, Tiêu phàm cũng biết, cái này bạch tuộc quái thú hơn một nghìn năm trước bản thể, hẳn không phải là gọi là huyết linh đại nhân, cũng không biết hắn có phải là rất trùng hợp mà ngủ say tại đây biển máu phụ cận, cuối cùng nhất bị Clayman man tỉnh lại rồi, còn là đừng nguyên nhân gì lại tới đây đích. Bất quá tự trước mắt mà nói, những vấn đề này cũng không phải rất quan trọng hơn. Tiểu bối, người rất liều lĩnh. Bạch tuộc quái thú đại trừng mắt, cả giận nói. Nhìn về phía trên, người này tính tình rất không bình thản vốn là nhìn người tuổi còn trẻ tự ngưng kết ra kim đan là nhưng tạo chi tài bổn tọa muốn cho ngươi một con đường sống hiện tại xem ra người người này rất không tán thưởng a hát nhìn như ngươi vậy tử chẳng lẽ ngươi là chính đạo liên minh những kia tên đáng ghét hậu nhân hay hoặc là người dứt khoát chính là vô cực môn hay sao tiêu phàm không khỏi giật mình chiếu ý tứ này vô cực môn tại năm đó thật đúng là không phải bình thường danh tiếng Thanh Dương Tổ Sư nói vô cực môn là chính đạo đứng đầu, lãnh tụ xem ra một chút cũng không có khoa trương. Cái này ngủ say ngàn năm lão quỷ, triệt để tỉnh lại về sau, vậy mà há miệng ra nói đến vô cực môn. Mắt thấy tiêu phàm sững sờ, bạch tuộc quái thú không khỏi khắc khắc quái cười rộ lên, nói ra, như thế nào, chẳng lẽ ta đã đoán đúng, người thật sự là vô cực môn truyền nhân. Không tệ, tại hạ tiêu phàm, đúng vậy vô cực môn thứ 64 đời truyền nhân các hạ cùng ta vô cực môn tiền bối tổ sư rất quen thuộc sao. Thứ 64 đời. Lúc này, đến phiên bạch tuộc quái thú chấn động liễu tương đương. Lúc này mới hơn một nghìn năm, các người tự truyền hai mươi mấy đời. a à, đúng rồi, cái này giới diện hỏng mất, không hề thích hợp tu luyện. Các ngươi vô cực môn tổ sư đám bọn họ đều chạy mất, lưu lại chỉ là một chút hít vắng chi đệ tử, phàm phu nhục thai, vài thập niên quang cảnh liền biến thành một bồi đất vàng, hơn một nghìn năm, cũng là cũng đủ truyền thượng hai mươi mấy đời liếu tương đương. Ngay sau đó, quái thú này liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Tiêu phàm âm thầm hoảng sợ. Cái này bạch tuộc quái thú cứ việc bộ dáng cổ quái, đầu thật đúng là vô cùng tốt xử, chỉ số thông minh cực cao, đơn thuần bằng suy đoán, cũng đã đến gần vô hạn sự thật liếu tương đương. Bọn hắn những này vô cực truyền nhân chỗ cung phụng thứ 36 đời tổ sư thiên minh chân nhân, năm đó không gian thông đạo sụp xuống thời điểm, chính là một vừa mới nhập môn không bao lâu tiểu đệ tử. Nói là vắng chi truyền nhân, lại chính xác bất quá. Nếu như tại tu chân giới, hơn một nghìn năm, vô luận như thế nào cũng truyền không được hai mươi mấy đại đệ tử A. Có thể truyền thập đời, cũng đã rất rất giỏi liễu tương đương. Đúng vậy người tên tiểu bối này, rõ ràng cũng là phàm phu nhục thai, lại là như thế nào ngưng kết kim đan đây này. Cái này thật đúng là có điểm kỳ quái A hát, bất quá tiểu bối, người đã là vô cực môn đệ tử, đó thật lạ chính ngươi số mệnh không tốt liếu tương đương. bổn tọa nhất không quen nhìn đích, chính là các ngươi những này vô cực môn truyền nhân. nguyên một đám tự cho là đúng chính nghĩa hóa thân, Nghiêu hò hét đích. bổn tọa năm đó chính là thấy một cái diệt một cái, thủ hạ tuyệt bất sung tình. bạch tuộc quái thú biến sắc, dư tợn vừa cười vừa nói. nói đi, tiểu bối, người muốn chết như thế nào? bổn tọa thành toàn ngươi. tiêu phàm tự nở nụ cười chằm chằm vào bạch tuộc quái thú xấu xí vô cùng gương mặt cười lạnh nói ta muốn ngươi chết ha ha tốt rất tốt chỉ cần ngươi có bổn sự kia lại để cho bổn tỏa tử cũng không sao chính muốn nhìn hơn một nghìn năm sau vô cực truyền nhân rốt cuộc có những thứ gì bổn sự rõ ràng đem bà clayman tiểu tử này làm cho tự sát tiểu bối trước tiếp ta một chiêu bạch tuộc quái thú cười ha ha một huyết sắc xúc tua mãnh liệt phung vẩy bắt đầu đứng dậy hướng tiêu phàm quất thẳng tới đi qua lập tức biển máu mặt biển lật lên một hồi cực lớn cuộn sóng. Huyết sắc xúc tua cái này co lại, ngoại trừ tốc độ nhanh một ít, nhìn về phía trên cũng không có đặc biệt gì. Tiêu phàm bình tĩnh đứng ở nơi đó, không tránh không né, viêm linh chi lưới kiếm nhẹ nhàng một cắt, màu đỏ sậm đao mang hiện lên, suy, mà một tiếng vang nhỏ, hùng hổ huyết sắc xúc tua, lập tức chém làm hai đoạn. Cho dù không thúc dục trong đó ẩn chứa hỏa linh lực, viêm linh chi lưỡi kiếm phong duệ cũng là khó gặp lợi khí đứt rời một đoạn huyết sắc xúc tua nhẹ nhàng run lên, cực nhanh mà thu trở về. Huyết linh tiên sinh, muốn đánh tựu trăm chú điểm, không cần phải dẫn đến người chê cười. Tiêu Phàm nhìn thẳng bạch tuộc quái thú, lạnh lùng nói ra. "Ha ha, người cái này tiểu bối còn rất ngạo khí. Đi, vậy thì trăm chú đánh đi." Bạch tuộc quái thú không thèm để ý chút nào, vừa mới bị Viêm Linh chi lưới kiếm chặt đứt huyết sắc xúc tua, đứt gãy nơi tờ máu chập động một đoạn mới xúc tua cực nhanh mà dài đi ra, trong khoảng khắc tự khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu phàm hai mắt có chút nhíu lại. Bạch tuộc quái thú bản thể là biển máu chi linh, tại đây trong biển máu, hắn thật đúng là bất diệt chi thân thể. Có được loại này bổn sự, diệt sát hắn độ khó lập tức tự thành gia tăng gấp bội. chương 678, tuyệt đối thực lực. Oanh! Bạch tuộc quái thú lại một lần nữa động. Lúc này đây cùng vừa rồi cái kia một lần ra tay, hoàn toàn là hai việc khác nhau biển máu bỗng nhiên gầm hét lên một cổ cực kỳ khủng bố khí tức đập vào mặt dùng tiêu phàm mạnh trong chốc lát cũng có cảm giác hít thở không thông bạch tuộc quái thú cầm lên đáy nước lộ diện thời điểm tuy nhiên khí tức không kém cũng chỉ là ca đích ri lược cường nửa phần mà thôi tiêu phàm tuy nhiên tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng nhưng cũng không bằng gì tâm kinh nhục khiêu run rẩy sợ hãi nhưng là giờ khác này tiêu phàm biết mình sai rồi Vừa rồi cái loại này, bình thản, khí tức là bạch tuộc quái thú cố ý vì chi, chuyên môn dùng để mê hoặc hắn đích. Hôm nay cái này một toàn lực ra tay, liền lập tức đưa hắn thực lực chân chính triển lộ đi ra. Tiêu Phàm cứ việc không có chính thức được chứng kiến nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng trước mắt cái này bạch tuộc quái thú, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Tiêu Phàm phỏng chừng, bạch tuộc quái thú ít nhất so với chính mình cao hơn hai cái cùng bậc. Tại tu chân giới, nếu như từng đại cảnh giới đều dựa theo tam đẳng dai trôi qua phân lời mà nói, tiêu phàm cảm giác mình nhiều nhất xem như kim đan sơ dai, bạch tuộc quái thú tối thiểu có kim đan trung kỳ thậm chí là kim đan hậu kỳ tu vi. Tiểu bối, chịu chết đi. Bạch tuộc quái thú dư tợn vừa cười vừa nói, sáu chi huyết sắc xúc tua xoay quanh vùng vẩy, giống như sáu đầu trường tiên, kết thành một cái huyết sắc phóng cháo, đem tiêu phàm bao phủ hắn hạ, phô thiên cái địa mà áp đem xuống. Cái này sáu chi huyết sắc xúc tua, vậy mà thành hắn phương tiện nhất vũ khí. Vèo, tiêu phàm cũng động, không có sử dụng viêm linh chi lưới kiếm liệt diễm ra oai, thân hình nhanh như thiểm điện, màu đỏ sậm đao mang không ở tại huyết sao sao cháo bên trong chấp động, suy suy, không ngừng, trong khoảng khắc, sáu chi huyết sắc xúc tua đều bị viêm linh chi lưới kiếm cắt xuống một đoạn đến. Nhưng mà sau một khắc, những này bị cắt xuống đến xúc tua cũng không có như dĩ vãng như vậy thẳng tắp rơi vào phía dưới trong biển máu, mà là đón gió run lên, bỗng nhiên bạo liệt ra đến, lập tức tại tiêu phàm đỉnh đầu tạo thành một đại đoàn huyết vũ, trọn vẹn bao trùm nửa mẫu lớn nhỏ phạm vi, mãnh liệt xối xuống dưới. Mùi tanh sông vào mũi. Tiêu phàm kinh hãi, chút nào cũng không dám bị những này huyết vũ nhiễm đến, sau lưng ngân dược lôi bằng hư ảnh lóe lên, cả người lập tức lướt ngang hơn 10 trượng, thoát ly huyết vũ bao trùm phạm vi. Làm cho là như thế, trên bờ vai vẫn bị một giọt huyết vũ dính vào một điểm, lập tức, suy, mà một tiếng, tựa như bị axit sunfuric dội đến giống nhau, đầu vai bốc lên một cổ khói đen, kỳ tanh khí xông vào mũi. Tiêu phàm không nói hai lời, đảo ngược viêm linh chi lưới kiếm, bá, mà đem đầu vai cái này một mảnh thịt nạo đi, viêm linh chi mũi nhận lưới kiếm phía trên, hỏa hồng liệt diễm lóe lên, dâng lên một cổ khét lẹt hương vị, tuyết trắng đường trang, đầu vai thành cháy đen nhan sắc. Nhưng viêm linh chi lưới kiếm ẩn trí dương chi lực, thực sự đem huyết trong mưa bí mật mang theo lấy kỳ độc vô cùng tà khí cho hóa giải mất cái này huyết trong mưa bí mật mang theo kỳ độc, tùy tà mị, may mà tiêu phàm chỉ là lây dính một chút, hơn nữa ra tay rất kịp thời, lúc này mới có thể may mắn tránh được một kiếp. Tiêu phàm thật dài thở phào một cái, sắc mặt tái nhợt vài phần. Cái này bạch tuộc quái thú quả nhiên không hổ là ngủ say ngàn năm lão yêu quái, rất lợi hại, ra tay khẽ vẫy liền đem hắn bước bách đắc chật vật không chịu nổi. Cái này tại tiêu phàm mà nói, cơ hồ là trước đó chưa từng có sự tình. Ô, là tinh viêm chi lực, người cây đao này, vậy mà ẩn chứa ly hỏa chi tinh. Bạch tuộc quái thú huyết hồng trong mắt một hồi chấp động, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một vòng tham lam ý. Cái này bạch tuộc quái thú năm đó bởi vì có chút đặc biệt nguyên nhân khác, không có có thể kịp thời thông qua không gian thông đạo phản hồi huyết linh đại lục, chỉ có thể ở tu chân hoàn cảnh triệt để tan vỡ trung thổ thế giới phong ấn, dưới mắt vừa mới tỉnh dậy, thực lực xa xa chưa từng hoàn toàn khôi phục cái này ánh mắt nhưng như cũ sắc bén vô cùng. Huyết linh đại nhân, hắn chui, này đao rất lợi hại, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tinh viêm chi lực. Trầm mặc hồi lâu Clayman, bỗng nhiên lại phát ra thanh âm. Hắc hắc, tiểu bối, tinh viêm chi lực, xa xa không phải ngươi một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể đem ra sử dụng đích. Người mỗi đem ra sử dụng một lần, cái này tinh viêm chi hỏa thô bạo khí, tự xâm nhập ngươi ngũ tạng lục phủ một phần, đến lúc đó dối rắm tại người phủ bẩn bên trong, lại cũng khó có thể loại trừ, người tự đợi đến bị liệt diễm hóa thành cho tàn A. Nhìn qua hơn 10 trượng bên ngoài tiêu phàm, bạch tuộc quái thú cười lạnh nói. Tiêu phàm âm thầm kinh hãi. Cái này lão quái vật quả nhiên kiến thức rộng rãi, vậy mà liếc thấy ra viêm linh chi lưới kiếm giấu giếm nguy cơ. May mắn hắn đã muốn ăn qua ngàn năm tuyết liên hoa phối trí linh dược, đem cái kia thô bạo khí bị xua tan một bộ phận bất quá đây cũng chỉ là chỉ phần ngọn phương pháp không thể chỉ tận gốc nếu muốn triệt để ngăn cách thô bạo khí đối với hắn ăn mòn trừ phi cảnh giới của hắn có thể có một đại tăng lên dùng thân mình cường đại tu vi cùng hùng hồn pháp lực đem thô bạo khí ngăn cách bên ngoài bất quá cái này thật sự cần rất lâu thời gian cảnh giới tăng lên tuyệt không dễ dàng như vậy tiểu bối nếu không như vậy đi chúng ta làm giao dịch như thế nào tiêu phàm hừ lạnh một tiếng bạch tuộc quái thú cũng không để ý tới hội tiêu phàm thái độ, trên mặt lộ ra hòa hoãn dáng tươi cười, vẻ này khinh người khí tức, cũng lập tức thu liếm không thấy, nhiều hứng thú mà đánh giá tiêu phàm cùng trong tay hắn viêm linh chi lưỡi kiếm, vừa cười vừa nói ta dạy cho ngươi loại trừ thô bạo khí phương pháp, người đem đao này lưu lại, ta thả ngươi lúc này rời đi thôi, thế nào? Nói xong, trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ tham lam. Thân là thời kỳ thượng cổ nguyên anh tu sĩ, Bạch tuộc quái thú tự nhiên so ở đây bất cứ người nào, đều càng minh bạch ẩn chứa tinh viêm chi lực bảo vật chân quý. Một ít tu luyện hỏa thuộc tính thần thông tu sĩ, cuối cùng cả đời đều muốn tìm được một kiện ẩn chứa tinh viêm chi lực bảo vật. Tiêu phàm trôi, này hỏa diễm đao, xem xét cũng không phải là vật phàm, ẩn chứa tinh viêm chi lực, cực kỳ cường đại. Nếu như bạch tuộc quái thú biết rõ cái này viêm linh chi lưới kiếm là năm đó cách hỏa tinh linh sử dụng bổn mạng binh khí, trực tiếp tại phía nam cách trong lửa chỗ sinh ra đời, toàn thân đều ẩn chứa tràn đầy tinh viêm chi lực, chỉ sợ lập tức hội điên cuồng liễu tương đương. Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng, như trước có lẽ hay là không rên một tiếng. Nghe đi lên cái này bạch tuộc quái thú là nhìn chúng hắn viêm linh chi lưỡi kiếm, tiêu phàm làm mất đi trong mắt của hắn đọc được một chút sợ hãi ý. Tiêu phàm tuy nhiên không biết năm đó bị vô cực thiên tôn diệt sát viêm linh, rốt cuộc là loại nào cùng bậc yêu linh, nhưng kim đan kỳ tu sĩ, gần kề chỉ có thể nắm giữ viêm linh chi lưỡi kiếm một điểm ra lông mà thôi, nghĩ đến viêm linh cùng bậc nhất định không thấp, ít nhất không thua nguyên anh kỳ. Nếu không, bạch tuột quái thú tự cũng không toát ra vẻ sợ hãi liễu tương đương. Tiểu bối, người không cần phải rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Bồn tọa đây là đáng thương ngươi tu luyện tới hôm nay cảnh giới không dễ dàng, lúc này mới nổi lên một điểm lòng chắc ẩn. Bằng không thì, ta trực tiếp đem ngươi diệt sát rơi, ngọn lửa này đau còn không giống với là của ta thấy tiêu phàm không có chút nào muốn, trao đổi ý, bạch tuộc quái thú lập tức liền nôn nóng bắt đầu đứng dậy, phẫn nộ quát. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt mà nhìn qua hắn, hai tay đem viêm linh chi lưới kiếm chậm rãi hướng chính phía trước, màu đỏ sậm lưỡi đao, dần dần sáng lên. Tốt, tốt, tiểu bối, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Bồn tỏa thành toàn ngươi. Bạch tuộc quái thú không giận ngược lại cười. Hơn một nghìn năm trước, từ hắn tiến giai nguyên anh về sau, nói đó có kim đan tu sĩ có can đảm ở trước mặt hắn như thế hung hăng càn quấy. Ở trước mặt hắn, những này kim đan tu sĩ ai mà không thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Tuy nhiên tại nơi này tan vỡ thế giới, trước mắt tiểu tử này khả năng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết cái gì gọi là nguyên anh tu sĩ. Nhưng bạch tuộc quái thú cũng quyết không thể dễ dàng tha thứ quyền uy của mình đã bị chính là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ ở trước mặt khiêu chiến. Oanh! cả biển máu nhấc lên ngập trời cuộn sóng, cao tới hơn 10 triệu huyết sắc sóng cả, hướng về cách đó không xa tiêu phàm cuồn cuộn mà đi, bạch tuộc quái thú cô sáu đầu huyết sắc xúc tua, lần nữa hình thành một mạng lưới khổng lồ, hướng về tiêu phàm bao phủ xuống đi. Dưới chân là ngập trời huyết sóng, đỉnh đầu là huyết sắc mạng lưới khổng lồ, toàn bộ phương vị lập thể hình thế công, bạch tuộc quái thú biết rõ tiêu phàm hiểu được thuấn di chi thuật, không có để lại cho hắn nửa điểm né tránh đường sống. Liền vào lúc này, trong hư không hơn 10 đạo hắc trung sáng quang mang lóe lên, 10 miếng băng phách phi đao loại quỷ mị tại bạch tuộc quái thú trước mặt di động hiện ra, đầu đao run lên, đồng thời hướng về bạch tuộc quái thú cực đại thân hình kích bắn đi. Lập tức một cổ có thể đem người huyết dịch đều triệt để đông cứng kỳ hàn phún dũng ra. 10 miếng băng phách phi đao đầu đao hàn mang lóe lên, đồng loạt ngưng kết ra huyền băng tấm chắn đến, trong khoảng khắc, những ngày huyền băng tấm chắn liền nhanh chóng mở rộng, nối thành một mảnh trở thành một đạo dày đặc huyền băng bình chướng, hướng về bạch tuộc quái thú đẻ ép đi qua. Chút tài mọn, quay mắt về phía cực độ giá lạnh huyền băng bình chướng, bạch tuộc quái thú nhưng lại không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt dáng tươi cười, từ tiền phương rút về một đầu xúc tua, mãnh liệt quét ngang qua. Răng rác, thanh thúy vỡ tan chi tiếng vang lên, dày đến hơn một xích huyền băng bình chướng, bị xúc thủ nhẹ nhàng một kích, lập tức tự biến thành mảnh nhỏ, tứ tán phi dương. Mười miếng băng phách phi đao, lại càng chịu đựng không được này cổ sức lực, ào ào phản xạ đi ra ngoài. Tiêu phàm hai hàng lông mày mãnh liệt dơ lên. Từ luyện thành cái này băng phách phi đao về sau, còn chưa bao giờ bị người như thế thoải mái mà đánh bại qua. Xem ra song phương tuyệt đối thực lực, thật sự kém quá xa. Pháp bảo ẩn chứa đặc biệt uy lực, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không đủ để đền bù thực lực ở giữa cực lớn tranh lệch. Cơ hồ là lập tức, tiêu phàm liền nghĩ đến đỉnh càn khôn trong thủy tổ tàng bảo các. Trước sau đối mặt qua hai lần vô pháp chiến thắng đối thủ, đều là tại thủy tổ tàng bảo các trong tìm được rồi không tưởng được bảo vật, cuối cùng nhất mới có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá lập tức, tiêu phàm liền buông thả ý nghĩ này. Rất rõ ràng, bạch tuộc quái thú tuyệt sẽ không lại để cho hắn có thời gian có cơ hội nguyên thần xuất khiếu, tiến vào tu khắp trời gian đi đoạt bảo vật đích. Chỉ cần hắn một nguyên thần xuất khiếu, lưu lại cái kia chiếc cụ túi ra, lập tức cũng sẽ bị bạch tuộc quái thú cầm lấy đi huyết tế liễu tương đương. Nói sau, tiêu phàm cũng không cho rằng, mỗi lần vừa gặp phải nguy hiểm, có thể chạy đến tàng bảo các đi tìm đến tốt bảo vật đi ra, một chiêu tướng địch người diệt sát. Đại thiên tôn năm đó lưu lại cái này tàng bảo các, nhưng không phải là vì làm cho bọn họ những này hậu đại môn nhân lười biếng dùng mánh lưới đích. Tiểu bối, trên người của ngươi thứ tốt còn thật không ít. Nếu ta không có nhìn lầm lời mà nói, người những này phi đao, chỉ dùng để yêu thú tài liệu luyện chế đích, trong đó còn ẩn chứa băng tủy khí tức. Chẳng lẽ người vậy mà diệt sát qua một đầu tuyết yêu? Bạch tuộc quái thú tuy nhiên một kích tựu phá vỡ băng phách phi đao thần thông, trong miệng lại nhịn không được tấm tắc tán thưởng bắt đầu đứng dậy. Không phải nói, đây là một tan vỡ tu chân thế giới sao, tu luyện tài nguyên sớm đã khô kiệt, như thế nào vừa mới khôi phục một ít, tựu bỗng nhiên xuất hiện cái này rất nhiều kỳ chân dị bảo, hơn nữa đều giấu ở tiêu phàm một người trên người. Cái này vô cực môn tiểu bối thật đúng là có điểm tà môn a hát Chương 679, yêu linh biến thân. Ta xác thực diệt sát qua một đầu tuyết yêu, dùng hắn móng vuốt luyện thành những này phi đao. Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp. Tâm tắc, đáng tiếc, nát bét thư tốt, từ nơi này móng vuốt khí thức để phán đoán, cái kia tuyết yêu ít nhất cũng là tương đương với kim đan hậu kỳ cửu cấp yêu thú. Dùng hắn lợi trảo luyện chế phi đao, còn trộn lẫn băng tủy một loại tài liệu đi vào không nên chỉ có một chút như vậy huy năng. Xem ra đều là người không hiểu chính thức luyện khí chi thuật, lung tung mân mê, nát bét những này thượng giai tài liệu. Bạch tuộc quái thú vừa nói vừa tấm tắc lắc đầu, tựa hồ đối với tiêu phàm như thế lãng phí thật là bất mãn. Tiêu phàm sắc mặt càng thêm lúng túng. Cái này bạch tuộc quái thú không hổ là ngàn năm trước đại năng người, thậm chí ngay cả hắn tại tuyết yêu lợi trảo bên trong trộn lẫn vào băng tủy cũng biết đắc nhất thanh nhị sở, xem ra những này năm đó đại năng người lão yêu quái, còn thực không có một người nào, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Đừng nhìn bạch tuộc quái thú trong miệng luôn mồm cùng tiêu phàm nói chuyện, thủ hạ lại hào bất dung tình. Ngập trời sóng lớn cùng năm đầu thật dài xúc tua tạo thành thiên la địa võng, tiếp tục hướng tiêu phàm tới gần. Sóng lớn cùng xúc tua động tác, chưa nói tới quá nhanh, nhưng tạo thành vòng vây, nhưng lại kín không kẽ hở vì chính là phòng ngừa tiêu phàm lại một lần nữa dùng thuấn di chi thuật tránh né. Tại đây biển máu chi địa, bạch tuộc quái thú tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng chính mình sân nhà ưu thế, dựa vào liên tục không ngừng pháp lực bổ sung, hơn nữa cao hơn tiêu phàm ít nhất lượng hai, dài chân thật tu vi, cho dù không thể tốc chiến tốc thắng, mệt mỏi cũng mệt chết đi được hắn. Bạch tuộc quái thú nhìn ra được, tiêu phàm trong tay thứ tốt tuy không ít, chính thức có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hát yêu ta ép đích, chỉ có ẩn chứa tinh viêm chi lực hỏa diễm đao hết lần này tới lần khác chui này đao dùng tiêu phàm tu vi lại rất khó lặp đi lặp lại nhiều lần địa chấn dùng dùng loại phương thức này bước bách tiêu phàm cùng hắn cứng đối cứng là ổn thỏa nhất đấu pháp phòng trừng tiêu phàm bị buộc cử động nữa dùng một lần viêm linh chi lưới kiếm hậu pháp lực sẽ tiến thêm một bước khô kiệt kế tục không còn chút sức lực nào liếu tương đương huyết sắc sóng lớn cùng thật dài xúc tua tạo thành lưới rốt cuộc bắt đầu vây kín đem tiêu phàm một mực tập trung ở chính giữa. Tiêu phàm trong mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, trong tay viêm linh chi lưới kiếm vung lên, lập tức quang hoa đại thịnh, liệt diễm bốc hơi. Xuy, hai cái xúc tua lên tiếng mà đoạn, tại nóng bỏng liệt diễm bên trong. Lập tức bị bốc hơi đắc bóng dáng đều không có, bóng trắng lóe lên, tiêu phàm tự thiên la địa võng vây kín bên trong thuấn di ra, đến hơn 10 trượng bên ngoài. Hừ, thử lại lần nữa chiêu này. Đối với Tiêu Phàm tự thiên la địa võng bên trong chạy ra, tựa hồ đã sớm nằm trong dự liệu, bạch tuộc quái thú một tiếng cười lạnh, hai cái bị chém nứt một đoạn huyết sắc xúc tua, mãnh liệt hất lên, hơn 10 đạo máu tươi. Nhanh như thiểm điện loại hướng Tiêu Phàm kích bắn đi. Những này máu tươi, mặt ngoài xem không có chút nào hắn kỹ xảo của hắn đáng nói, chính là cực nhanh vô cùng, thoáng qua trong lúc đó, đã đến Tiêu Phàm trước mắt. Tiêu Phàm chấn động, sau lưng lôi bằng hư ảnh lóe lên, lại một lần nữa thi triển di hình đổi ảnh, chi thuật, tránh qua, tránh né những này nhanh đến không gì sánh kịp máu tươi. Ai ngờ thân hình của hắn vừa mới tại ngoài 4 năm trường lộ ra hiện ra, bén nhọn tiếng xé gió lần nữa vang lên, nhóm thứ hai hơn 10 đạo máu tươi, lại đã kích xả tới. Tiêu phàm không có phòng ngự tính pháp bảo, muốn dùng bùa chống cự. Những này máu tươi tốc độ quá nhanh, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không kịp thả ra bùa đến. Đương nhiên, Kích phát viêm linh chi lưới kiếm tự có thể đem những này máu tươi thoải mái bốc hơi rơi, chỉ là vừa mới một kích, cứ việc không có hoàn toàn kích phát viêm linh chi lưới kiếm uy lực, trong cơ thể hắn pháp lực có lẽ hay là tiêu hao gay gắt. Trong thời gian ngắn nhiều nhất còn có thể miễn cưỡng vận dụng một lần viêm linh chi lưới kiếm. Nhưng mà tại bị động như vậy dưới tình hình, cho dù hắn lần nữa vận dụng viêm linh chi lưới kiếm, cũng khó có thể đối với bạch tuộc quái thú tạo thành trí mạng thương tổn, thậm chí hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu với không tới người ta. Mà bởi như vậy, thế tất đem hoàn toàn hao hết trong cơ thể hắn pháp lực. Kế tiếp tựu thật sự chỉ có thể khoanh tay chịu chết liếu tương đương. Sau lưng lồi bằng hư ảnh lại là lóe lên, tiêu phàm lần nữa thi triển phong độn thuật, di hình đổi ảnh, tránh qua, tránh né máu tươi công kích. Tiểu bối, nhìn ngươi còn có thể thi triển mấy lần thuấn di. Đây hết thảy tựa hồ đã sớm tại bạch tuộc quái thú trong dự liệu, cười hắc hắc, hơn 10 đạo so sánh lúc trước càng thêm tấn mãnh máu tươi, lại hướng vừa mới hiện hình ra tiêu phàm kích bắn xuyên qua, tựa như phụ giỏi trong xương, vậy mà không để cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Đối với bạch tuộc quái thú mà nói, thi triển như vậy nhanh như tia chớp máu tươi thuật, tuy cũng hao tổn rất lớn pháp lực, không thể so với tiêu phàm thi triển di hình đổi ảnh phong độ thuật càng thêm thoải mái, thắng tại hắn thân mình pháp lực tựu so tiêu phàm hùng hậu, còn có liên tục không ngừng bổ sung, hoàn toàn không sợ bỏ đi hao tổn chiến mà tiêu phàm thì phiền toái, chỉ cần hơi có sơ sẩy, lập tức sẽ gặp độc thủ. Đây là một sân hoàn toàn không đối xứng chém gỡ Iota S, tiêu phàm đã muốn triệt để đang ở hạ phong, không chỉ nói không có chút nào thủ thắng hy vọng, tại đây dạng đánh tiếp, một khi pháp lực hao hết, chỉ sợ ngay cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có liếu tương đương. Tại phía xa trên ban công Mikhail cùng Miranda liếc nhau, đều đều sắc mặt tái nhợt, nhìn không tới nửa điểm huyết sắc liếu tương đương thì tiêu phàm còn có thể kiên trì đến hiện tại thay hai người bọn họ sớm đã bị bạch tuộc quái thú diệt sát vô số lần như vậy sắc bén rất nhanh máu tươi công kích bọn hắn ngay một lần đều không tránh thoát chỉ có thể nhắm mắt đợi tử tiêu phàm chạy mau a núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun bỗng nhiên miranda hét dầm lên cứ việc nàng rất rõ ràng tiêu phàm một khi chạy trốn mẹ con các nàng cùng mikhail lập tức tự thành thịt cá chỉ có thể mặc người chém gỡ iota -S đúng vậy cùng với lại để cho tiêu phàm cùng các nàng ở chỗ này toi mạng còn không bằng chạy trốn một cái tính toán một cái ít nhất tương lai tiêu phàm còn có cho các nàng báo thù hy vọng nếu thật là ở chỗ này toàn quân bị diệt vậy cũng tự nửa phần hy vọng cũng không có chạy lúc này còn muốn chạy nằm mơ a à. không đợi tiêu phàm đáp ứng bạch tuộc quái thú ngửa mặt lên trời cười ha hả sáu đầu cực lớn xúc tua mãnh liệt đánh vào trên mặt biển vô số huyết sắc bọt nước vẩy ra mà dậy tại giữa không trung trung hóa vì rậm rạp chẳng chịt máu tươi bốn phương tám hướng hướng tiêu phàm kích xạ mà đến tốc độ vậy mà cùng lúc trước máu tươi đồng dạng kinh người chằm chằm vào cái kia phô thiên cái địa phóng tới máu tươi tiêu phàm trong mắt hung lệ vẻ mãnh liệt hiện lên phải giơ tay lên viêm linh chi lưới kiếm liệt diễm ngừng ngực vũ thành một đoàn đao võng đem chính mình khỏa trong đó mưa gió không thấu vô số máu tươi chưa bắn tới cái này liệt diễm tạo thành đao võng phía trên tự ở giữa không trung bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đao trong lưới, tiêu phàm tay trái vừa nhấc trong tay nhiều ra tới một màu trắng bình ngọc, lóng lánh lấy cực kỳ nhu hòa sáng bóng, đúng vậy cùng ngân dược lôi bằng phóng cùng một chỗ chính là cái kia bình ngọc, bên trong nở rộ lấy vô cực thiên tôn năm đó dùng bí pháp thu thập đến lôi bằng máu huyết. Tiêu phàm mở ra bình ngọc, không chút do dự đưa đến bên miệng, một giọt tươi đẹp ướt át linh huyết, theo trong bình ngọc chảy xuống, nhỏ vào tiêu phàm trong miệng lập tức một cổ tinh thuần đến cực điểm yêu linh chi lực, bỗng nhiên hiện đầy tiêu phàm tứ chi bách hài, tuyết trắng gỏ má. Lập tức trở nên đỏ thấm như máu, sau lưng mãnh liệt dâng lên một cái cực kỳ trói mắt lôi bằng hư ảnh, tựa như thật thể giống nhau. Cái này lôi bằng hư ảnh lóe lên tức thì, viêm linh chi lưới kiếm tạo thành đao võng. Cũng tùy theo biến mất, vô số máu tươi ảo ảo phóng tới, lại tất cả đều rơi vào khoảng không. Thoáng qua trong lúc đó, bóng người lóe lên, tiêu phàm quỷ dị vô cùng mà xuyên qua hơn 10 trượng khoảng cách, bỗng nhiên ra hiện tại bạch tuộc quái thú trên không, hai tay dơ lên cao viêm linh chi lưỡi kiếm, thật dài ngọn gió thược, ngọn lửa hừng hực, ngân sắc ký hiệu chói mắt sáng chói. Viêm linh chi lưỡi kiếm uy lực, lập tức bị tiêu phàm vận dụng đến cực hạn, viêm, linh, chém. Tiêu phàm một tiếng hét to, hẹp dài viêm linh chi lưỡi kiếm, nhằm thẳng vào đầu chém. Rất xa, Mikhail cùng Miranda lập tức trợn tròn trong mắt, Vừa mừng vừa sợ. Thật sự không nghĩ tới, tại đây chính là hình thức quan trọng hơn trước mắt, Tiêu Phàm bỗng nhiên đại phấn thần uy. Không biết phục dụng loại nào linh dược, sắp khô kiệt chân nguyên, bỗng nhiên ở phía trong lại khôi phục đến nhất sự dư thừa trạng thái. Cái này ảo thuật, thật sao trở nên có chút ly kỳ. Tới tốt, bạch tuộc quái thú cảm thụ được đỉnh đầu nóng bỏng liệt diễm, hào không kinh hoàng. Hô, mà một tiếng sáu đầu huyết sắc xúc tua mãnh liệt hóa thành sáu chuôi huyết quang óng ánh nhưng phong duệ vô cùng huyết kiếm đồng loạt hướng lên đón đánh đi lên suy đao kiếm tương giao cũng không phát ra kim loại tấn công âm vang thanh âm ngược lại giống như nóng bỏng bàn ủi cắm vào lạnh như băng như dầu bên trong phát ra trận trận mùi khét lẹt trong khoảng thời gian ngắn bạch tuộc quái thú trên không ngọn lửa hừng hực huyết vụ quay cuồng lập tức đem hai người thân ảnh đều bao phủ hơn phân nửa dĩ vãng vô kiên bất tồi không có gì không thể viêm linh chi lưới kiếm, vậy mà ngạnh xanh xanh bị sáu chuôi huyết kiếm chặt, tuy nhiên trong khoảng khắc, sáu chuôi huyết kiếm tự bày biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái, liên tục không ngừng bổ sung đi vào linh khí, lại luôn khiến cái này huyết kiếm tại cuối cùng trước mắt đứng vững viêm linh chi lưới kiếm tinh viêm chi lực, một mực đem viêm linh chi lưới kiếm vây ở huyết trong lưới. Tiểu bối, chịu chết đi. Trong huyết phụ, truyền đến bạch tuộc quái thú cực kỳ đắc ý cười to thanh âm. Vụt một thanh hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm, bỗng nhiên ra hiện tại bạch tuộc quái thú trong tay, trước đó, hắn vẫn luôn là dùng sáu đầu xúc tua đối địch, cái kia hai cái nhân loại cánh tay, ngược lại thành bài trí, hoàn toàn không có sử dụng qua một hồi. Lúc này đây, chui, này lợi kiếm vừa vừa phù hiện ra, liền chăm chú nắm ở trong tay, mãnh liệt phản vung tay lên, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, thậm chí càng tại vừa rồi những kia huyết trên tên, Tiêu Phàm giờ phút này đang tại toàn lực thúc dục viêm linh chi lưới kiếm, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không nghĩ tới, lúc này cái này bạch tuộc quái thú còn có dư lực thi triển mặt khác sát chiêu, không chỉ nói hắn đã không có đường sống đến thi triển di hình đổi ảnh phong độn thuật, cho dù còn có như vậy dư lực, cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Suy, một tiếng vang nhỏ, đang ở giữa không trung Tiêu Phàm, không hề kháng cự chi lực, bị phản chiêu chọc trên xuống lợi kiếm trẻ thành hai mảnh. Không. Miranda lập tức sợ tới mức hồn phi thiên bên ngoài bệnh tâm thần sự cuồng loạn mà kêu to lên. Mikhail vốn là thư thái dáng tươi cười cũng mãnh liệt cứng tại trên mặt tựa hồ tuyệt đối không tin như vậy nghịch chuyển tự phát sinh ở trước mắt mình cách đó không xa rõ ràng tiêu phàm đã muốn chuyển bại thành thắng ai biết tại đây mấu chốt nhất thời khắc lại thất bại trong gang tắc bị bạch tuộc quái thú một kiếm chém yêu iota -S. mất đi pháp lực gia trì viêm linh chi lưới kiếm quang mang lập tức ảm đạm biến thành màu đỏ sậm, không hề sáng bóng rồi, cái kia vài chuôi vây khốn hắn huyết kiếm cũng lập tức hồi phục thành huyết sắc xúc tua, quấn quanh lấy ly hỏa thần binh, bỗng nhiên thu trở về. Bạch tuộc quái thú một tay lấy viêm linh chi lưới kiếm chảo trong tay, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên vẻ. Trong lúc này, hắn lại đã quên một sự kiện, tiêu phàm bị phách vì hai mảnh, trong thi thể cũng không có máu tươi bắn tung tóe ra. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Liên ở phía sau, trước mắt kim quang lóe lên, một gã mặc tăng bào, chỉ có hơn một xích chiều cao tăng nhân, kim chói mà ra hiện ở trước mặt của hắn, lập tức từ đó một phân thành hai, hóa thành hư ảo, tiểu thuyết xinh đẹp ít nâu vô. Hóa kiếp sao sao, bạch tuộc quái thú không khỏi mục trừng khẩu kết, lại cũng không nghĩ ra, tại đây tan vỡ tu chân giới diệt. Rõ ràng còn có thể nhìn thấy thần kỳ như vậy không thể tưởng tượng nổi thay cướp chi thuật, từ một tên chính là Kim Đan Sơ Kỳ Tu Sĩ, ở trước mặt hắn thi triển đi ra. Tiêu phàm đâu này? tiêu phàm chân thân đi nơi nào. Bạch tuộc quái thú mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, một đôi huyết hồng con mắt trợn thật lớn, hướng bốn phía nhìn quét mà đi. Một tiếng xé rách trường không cao vút kêu to, bỗng nhiên tại bạch tuộc quái thú đỉnh đầu vang lên, bạch tuộc quái thú gấp vội ngẩng đầu hướng lên nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu là bầu trời bao la sớm được một mảnh cực lớn bóng đen bao phủ, một một mình trường mấy trượng, hai cánh ngân quang lóng lánh chim khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo trong lúc đó ngân sắc lôi điện không ngừng lượn lờ, trói mắt đến cực điểm. Đây là, ngân dực lôi bằng. Bạch tuộc quái thú bật thốt lên kinh hô, thanh âm bởi vì hoảng sợ mà thay đổi điều. Điều đó không có khả năng. Loại này trong truyền thuyết yêu linh, làm sao sẽ ra hiện ở chỗ này? Cái này nhưng là chân chính trời sinh thánh linh, chỉ tồn tại ở thượng một cái giới diện, như vậy hạ vị giới diện đều khó có khả năng tồn tại đích. Nhưng mà hiện tại, lại thật sự rõ ràng mà ra hiện tại trước mắt của hắn, sao không làm hắn giận xem líu lưỡi, hoàn toàn cây ếch yêu ta ép sợ đắc trong đầu trống rỗng. Không đợi bạch tuộc quái thú nghĩ đến minh bạch, chim khổng lồ lôi điện lượn lờ lợi chảo, đã muốn vào đầu chảo xuống dưới, bạch tuộc quái thú cây ếch yêu ta ép sợ ngoài, căn bản đến không kịp trốn tránh, bị cái này phong duệ vô cùng thép chảo chảo vừa phạn. Xét đánh một tiếng, một cổ vừa thô vừa to vô cùng ngân sắc lôi điện, mãnh liệt đánh mà hạ, trong khoảng khắc, đem bạch tuộc quái thú toàn thân đều cái bọc trong đó không có bất kỳ giấy ruộng, không có bất kỳ phản kháng. Trời sinh thánh linh lôi điện chi lực, cũng không phải hiện nay chỉ có chính là kim đan hậu kỳ tu vi bạch tuộc quái thú có thể ngăn cản được đích. Tại vừa thô vừa to hồ quang điện bên trong, bạch tuộc quái thú đầu vô thanh vô tức mà bạo liệt ra đến. Ngay sau đó, chính là thân thể, sau đó là tứ chi, cuối cùng thì là cái kia sáu đầu huyết sắc xúc tua. Bạch tuộc quái thú toàn thân, đều hóa thành một cổ huyết vụ, tứ tán bạo liệt huyết vụ lập tức lại hóa thành khói xanh tiêu tán ở vô hình trong nháy cực đại vô cùng huyết linh đại nhân tính cả cùng hắn hợp làm một thể clayman đều biến thành hư ảo chỉ còn lại có một khỏa ngón cái lớn nhỏ màu đỏ như máu đan hoàn tại ngân sắc hồ quang điện bên trong nhất khởi nhất phục khổng lồ như biển tánh mạng tinh khí không ngừng theo huyết sắc đan hoàn bên trong bắn ra ra loại này đan hoàn tiêu phàm không lâu mới thấy qua một khỏa chính là amy na bị diệt sát về sau còn lại huyết đan chỉ có điều, Amina huyết đan chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, xa xa không bằng trước mắt cái này khỏa có ngón cái lớn nhỏ. Lại là một tiếng cao vút kêu to, ngân dược lôi bằng cũng tại trong hư không từng khúc vỡ vụn, giống như một tòa pho tượng, bỗng nhiên bị đánh đắc nát bấy. Tiêu phàm thân ảnh lộ ra hiện ra. Bất quá giờ phút này tiêu phàm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất muốn hư thoát giống nhau. Trong lúc nguy cấp, hắn liều lĩnh nuốt vào ngân dược lôi bằng chân huyết lại một lần nữa cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng hóa thân, quả nhiên nhất cử xây công, đem trọn vẹn so với hắn cao lược hay dài biển máu chi linh diệt sát. Nhưng làm như vậy hậu quả, chính là nghiêm trọng tiêu hao trong cơ thể chân nguyên pháp lực. Trong lúc này, tiêu phàm chẳng những vùng đan điền rỗng tuếch, coi như là kỳ kinh bát mạch bên trong bất luận cái gì một chỗ, đều không có nửa phần chân nguyên pháp lực lưu lại. Hắn đã muốn triệt để biến thành một cụ không vỏ bọc. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, ôm đồm qua huyết đan, há mồm nuốt xuống, lập tức liền trước mắt tối sầm, đã hôn mê, từ giữa không trung rơi thẳng xuống, phù phù, một tiếng, ngã vào trong biển máu, vé lên vô số huyết hoa. chương 680, huyết ghén. trọn vẹn 7 ngày trôi qua, tiêu phàm mới từ nho nhỏ duy cầm bảo trong mật thất đi ra, như trước sắc mặt tái nhợt, liếc thấy được đi ra, thân thể của hắn vẫn đang hết sức yếu ớt. 7 ngày trước. Tiêu phàm cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân, nhất cử diệt sát biển máu chi linh, bản thân cũng bởi vì chân nguyên khô kiệt mà ngất, ngã vào đến trong biển máu, cứ việc rất nhanh ngay tại trong biển máu tỉnh dậy, có lẽ hay là lập tức tiến vào mật thất ngồi xuống điều tức, suốt 7 ngày, khôn ngoan hơi có chút khôi phục. Trong đầu ghi nhớ lấy Adelina, liền là cường đánh tinh thần, đi ra giải tình huống. Mới vừa đi ra mật thất, tự chứng kiến Miranda Vương Phi, chính lo nghĩ mà tại mật thất ngoài cửa đi qua đi lại, vừa nhìn thấy tiêu phàm đi ra ngoài, Lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng bước nhanh đón chào, nói ra tiêu phàm, làm sao ngươi giảng. Trải qua cái kia một hồi đại chiến, Miranda vương phi đối với tiêu phàm sưng hô cũng trở nên thập phần tùy ý, lộ ra một cổ thân thiết. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ra ta không sao. Kỳ thật hắn tình hình bây giờ cũng gần kề chỉ là so đại chiến vừa mới chấm dứt lúc lược tốt một chút, cùng không có việc gì tiêu chuẩn, kém lấy thật xa. Chỉ là tiêu phàm trời sinh tính như thế không muốn để cho người khác vì chính mình lo lắng. Miranda cẩn thận đánh giá thoáng một tí sắc mặt của hắn, lập tức cười khổ một tiếng. Tiêu phàm trọng thương chưa lành tình trạng, nàng làm sao có thể nhìn không ra. Chỉ là trong lúc này, nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Tiêu phàm tu vi tại phía xa nàng phía trên, suốt vượt qua một cái đại cảnh giới, kim đan tu sĩ thương thế, không phải nàng có thể nhúng tay đi vào. Phu nhân, Adelina đâu này? Tiêu phàm lập tức hỏi. Miranda liền trần chờ, trên mặt hiện lên một vòng cổ quái thần sắc, tựa hồ có lời gì không tiện mở miệng. Tiêu phàm tâm lập tức trầm xuống, chẳng lẽ Adelina tình huống phi thường không xong rồi. Mắt thấy tiêu phàm sắc mặt đột biến, Miranda vội vàng nói, tiêu phàm, người không cần lo lắng, Adelina hiện tại không có việc gì. Chính là, người khả năng tạm thời không thấy được nàng. Tạm thời không thấy được nàng. Phu nhân, ngài đây là ý gì? tiêu phàm sắc mặt càng thêm âm trầm bắt đầu đứng dậy. Miranda nghĩ nghĩ, nói ra, đi theo ta. Rất nhanh, tiêu phàm cùng Miranda liền tới đến duy cầm bảo tầng cao nhất, từ xa nhìn lại, chỉ thấy biển máu trên không, có một người hình huyết kén, đang lẳng lặng lơ lửng tại đó, mỗi cách một đoạn thời gian rất dài, mới nhẹ nhàng mà phập phồng thoáng một tí, biểu hiện ra huyết kén bên trong là có sinh mạng dấu hiệu đích. Căn cứ Miranda thuyết pháp, Adelina ngay tại huyết kén bên trong. Ngươi yên tâm, chúng ta trải qua nhiều lần suy luận, kết luận cái này trong biển máu ẩn tánh mạng tinh hoa, đối với Adelina có lợi mà vô hại. Tánh mạng của nàng tinh khí tổn thất quá nghiêm trọng, ngoại trừ dùng loại phương pháp này chậm rãi khôi phục, biệt đừng cũng không có phương pháp hiệu quả như vậy. Bất kể thế nào nói, Adelina cũng là chúng ta huyết tộc công chúa, thuần tránh nhất huyết mạch truyền thừa. Nhìn xa xa biển máu trên không huyết kén, Miranda chậm rãi nói ra, trên mặt toát ra yêu thương hơn người thần sắc hơn nữa mễ em cắt còn nói nói đến đây miranda do dự một chút nói cái gì tiêu phàm nhìn chằm chằm hỏi mễ em cắt nói tại đây xác thực là ngàn năm trước một đầu không gian thông đạo di chỉ bởi vì clayman cùng biển máu chi linh nguyên nhân cái này di chỉ đã muốn rất không ổn định cần một cái thuần khiết huyết mạch huyết tộc truyền nhân đem cái này trong biển máu năng lượng cấp đi có lẽ có thể trì hoãn không gian thông đạo phát sinh dị biến thời gian Miranda lại lại trần chờ một chút, rốt cuộc quyết định giống như nói. Dù sao tại đây hết thảy, là bọn hắn huyết tộc lớn nhất bí mật, quan hệ đến toàn thể huyết tộc thành viên tương lai, Miranda thận trọng một điểm, cũng là có thể lý giải đích. Bất quá tại tiêu phàm trước mặt, lại là không có bảo thủ cơ mật tất yếu liễu tương đương. Dùng tiêu phàm chi năng, nếu như hắn cho rằng có tất yếu, thậm chí có thể cưỡng ép hát yêu ta ép chiếm lấy nơi đây. Clayman đã muốn vẫn lạc, Lặng yên tư bảo phương diện tinh nhuệ, cơ bản tổn thất hầu như không còn, hôm nay huyết tộc còn có ai có thể là tiêu phàm đối thủ. Nói sau, tiêu phàm là Adelina người yêu, Miranda nhìn ra được, tiêu phàm đối với Adelina là thật tâm yêu thích, vì Adelina, không tiếc dùng thân phạm hiểm. Hôm nay đại sự đã định, tiêu phàm càng sẽ không thương tổn Adelina mẫu thân cùng gia tộc của nàng. Không hề nghi ngờ, tiêu phàm chính là huyết tộc sau này trong một thời gian ngắn nhất tin cậy Minh Hữu thậm chí là lớn nhất cậy vào. Trì hoãn không gian thông đạo dị biến, bá tước tiên sinh có như vậy nắm chắc sao? Tiêu phàm lại nhíu mày, hỏi. Hắn giờ phút này sẽ theo thân mang theo một kiện không gian bảo vật, không ai so với hắn càng thêm hiểu rõ không gian lực lượng cường đại. Hiện tại Mikhail lại đem trì hoãn không gian thông đạo dị biến hy vọng, ký thác vào Adelina trên người, cũng khó trách tiêu phàm trong nội tâm lo lắng liễu tương đương. Miranda đang muốn trả lời, xa xa cái kia gian chữ khác vào đồ vật có truyền tống trận mật thất chi cửa mở ra, lộ ra Mikhail thân ảnh. Miranda vội vàng giải thích nói, mễ cắt cái này vài thiên đô tại bên ngoài xử lý một ít tục vụ. Ta muốn chiếu khán Adelina, gia tộc rất nhiều sự tình, tạm thời ủy thác cho hắn hỗ trợ xử lý. Cái truyền tống trận kia, người bình thường là mở không ra đích. Điểm này, tiêu phàm ngược lại rất rõ ràng, hắn sử dụng qua cái truyền tống trận kia, tựa hồ đối với pháp lực yêu cầu không thấp. Giống nhau tuần tra sứ giả, chỉ sợ đều không có năng lực như vậy, chỉ có đi theo tại Clayman bên người, cùng một chỗ tại biển máu tu luyện cái kia mấy vị tương đối mạnh đại tuần tra sứ giả, mới có thể năng lực miễn cưỡng khu động truyền tống trận. Hôm nay cái này vài tên tuần tra sứ giả cũng đã bị Tiêu Phàm diệt sát, Amina cũng vẫn lạc mà vong, cả Lạng Yên Tư bảo gia tộc đã muốn không người có thể một mình đi đến nơi này ngọn nguồn ở chỗ sâu trong biển máu chi bên cạnh. Không hề nghi ngờ theo lặng yên tư bảo gia tộc nhóm này đỉnh cấp chiến lược bị diệt đã muốn vô lực đối kháng duy cầm bảo phương diện liếu tương đương tung tính toán còn thừa lại như vậy một hai gã cá lọt lưới tuần tra sứ giả cũng tuyệt không dám cao hứng cùng Miranda đối kháng chi tâm tăng thêm có Mikhail toàn lực hiệp trợ Simeon gia tộc hai đại chi nhánh một lần nữa xác nhập quy làm một thống lần này lúc đó cùng về phần Miranda cùng Mikhail ở giữa chân thật quan hệ tiêu phàm tự nhiên rất thức thời không có đi truy vấn. Vô luận như thế nào, Miranda đều tính toán là của hắn tôn trưởng, vì tôn người kiêng kỵ, đạo lý, tiêu phàm có lẽ hay là thập phần minh bạch đích. Hơn nữa, bởi vì Clayman nguyên nhân, Miranda tại trên mặt cảm tình thâm thụ đã kích, nếu như có thể tại Mikhail chỗ đó tìm được một ít an ủi, cũng là một cái cọc chuyện tốt. Mikhail ánh mắt vung mạnh, lập tức tự thấy được suy cầm bảo mái nhà tiêu phàm cùng Miranda, sắc mặt hơi đổi, sau lưng màu đen áo choàng run lên, phi thân lên, hướng về tòa thành tầng cao nhất bay tới. Tiêu tiên sinh, thân thể lớn xong chưa? Vừa mới tại mái nhà vừa đứng ổn thân thể, Mikhail liền mỉm cười hỏi, mặt mũi tràn đầy quan tâm thần sắc. Nhận được nhớ mong, khá tốt. Tiêu phàm khẽ khom người làm lễ, đáp. Bá tước tiên sinh những ngày này rất bận đích, mi ân gia tộc một lần nữa xác nhập, nên vậy không có vấn đề gì đi à nha. Mikhail vội vàng nói, trải qua mấy ngày nay hiệp thương, bên trong gia tộc cơ Benda thành nhất trí, không có có vấn đề gì lớn. Bất quá tốt đến trưởng lão hội cuối cùng nhất xác nhận, phỏng chừng còn muốn bỏ chút thời gian. Cũng gần kề chỉ là bỏ chút thời gian mà thôi, đã Simeon gia tộc xác nhập là chiều hướng phát triển, trưởng lão hội thành viên cũng sẽ không cưỡng ép hát ta ép quấy nhiễu đích. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm nữa, chung quy đây là huyết tộc bên trong sự vụ, Adelina tạm thời còn không phải Simeon gia tộc chấp trưởng giả tiêu phàm cũng không có ý định liên lụy quá sâu. Bá tước tiên sinh, ta có một chuyện thỉnh giáo. Lập tức, tiêu phàm đưa ra nghi vấn của mình, tự nhiên là có quan không gian thông đạo tình huống. Đang mang Adelina an nguy, nhưng lại chủ quan không được. Tựa hồ đã sớm ngờ tới tiêu phàm sẽ có câu hỏi như thế, Mikhail lập tức đạt đáp, tiêu tiên sinh, cái này tuy nhiên là của chúng ta phỏng đoán, nhưng trải qua mấy ngày nay quan sát, chúng ta cho rằng cái này phỏng đoán nên vậy phi thường tiếp cận sự thật. Tại đây không gian thông đạo, nguyên vốn đã khác thường biến thành dấu hiệu, từ Adelina bắt đầu hấp thu trong biển máu tinh hoa, loại này dị biến tự biến mất, tạm thời khôi phục ổn định. Tiêu phàm hai hàng lông mày cao lại, trầm giọng nói ra Adelina mặc dù là thuần khiết huyết tộc huyết mạch, bất quá theo ta được biết, bản thân nàng cũng không có bắt đầu tu luyện quý tộc công pháp, gần kề dựa vào một loại bản năng có thể thật sự ngăn cản không gian thông đạo dị biến sao? Hơn nữa, bá tước tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, đả thông không gian thông đạo, cùng huyết linh đại lục câu thông, chẳng lẽ không phải quý tộc cho tới nay nguyện vọng sao? Clayman vì đạt thành cái mục tiêu này, cơ quan tính toán tường tận, thậm chí ngay thân sinh nữ nhi đều không buông tha. Bởi vậy có thể thấy được, việc này đối với huyết tộc cao tầng hấp dẫn đến cỡ nào cực lớn. Michael lắc đầu. Nói ra, tiêu tiên sinh, xem ra người đối với chúng ta huyết tộc có hiểu lầm. Tưởng Clayman điên cuồng như vậy huyết tộc người, dù sao cũng là rất cực đoan đích. Người khác là nghĩ như thế nào đích, ta không dám chắc chắn. Nhưng theo ta cùng Miranda mà nói, ít nhất trong thời gian ngắn chúng ta không hy vọng mở ra cái không gian này thông đạo. ah, à đây là vì cái gì? Tiêu phàm không có chút nào đình chỉ truy tác chân tương ý tứ. Mikhail chậm rãi nói ra, rất đơn giản chúng ta tu vi quá thấp. Còn ở vào trúc cơ kỳ đỉnh phong trạng thái, chậm chạp không thể ngưng kết kim đan. Giống chúng ta tu vi như vậy, không gian thông đạo mở ra về sau, liên thông huyết linh đại lục, tuyệt đối là làm mướn không công sự tình. Đến lúc đó, không chỉ nói những kia nguyên anh kỳ cao nhân, coi như là kim đan kỳ các tộc nhân nhiều truyền tống mấy cái tới, chúng ta cũng chỉ có thể cung cấp người đem ra sử dụng. Hảo hảo đích, chúng ta tại sao phải đi làm người khác người hầu tùy tùng. Clayman sở dĩ vội vã muốn mở ra không gian thông đạo là bởi vì hắn đã muốn ngưng kết kim đan thành công, xem như đẳng cấp cao tu sĩ rồi, tự nhận là có cùng huyết linh đại lục bản thổ tu sĩ bình khởi bình tọa tư cách, có cò kè mặc cả tiền vốn. Nói sau, hắn nóng lòng muốn tìm được huyết linh đại pháp đẳng cấp cao tu luyện công pháp, rất nhanh tăng lên thực lực của mình, bởi vậy mới như vậy gấp khó dằn nổi. Về phần ta cùng Miranda, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có như vậy ý định, tối thiểu cũng phải chờ ta đám bọn họ đều ngưng kết kim đan thành công, đem cảnh giới vững chắc xuống về sau, lo lắng nữa phải chăng một lần nữa mở ra cái không gian này thông đạo. Bất quá cái kia tổng cũng là vài thập niên sau sự tình, dưới mắt hoàn toàn không vội. Ta cùng Miranda đều tin tưởng, đến lúc đó, chúng ta huyết tộc tu vi cao nhất người, chỉ sợ đem không phải là chúng ta, 10 phần 7 tám là Adelina. Nói đến đây, Mikhail hướng xa xa huyết kén nhìn một cái, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ audio điện tử võ tấn bền. Chương 681, thủy độn thuật. Ah, bá tước tiên sinh bởi vì sao như thế khẳng định. Tiêu Phàm thần sắc thoảng qua vừa động, hỏi. Đối với Mikhail vừa rồi giải thích, hắn ngược lại cơ bản tin. Clayman kết cục còn tại đó, Mikhail cùng Miranda đều là tận mắt nhìn đến đích. Huyết linh đại lục tộc nhân, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy hữu hảo. Cái kia bị Tiêu Phàm diệt sát bạch tuộc quái thú Tuy nhiên không phải không gian thông đạo mở ra về sau, theo huyết linh đại lục truyền tống tới huyết tộc người, nhưng cũng là ngàn năm trước kia không gian thông đạo sụp đổ về sau phong ấn huyết linh đại lục người. Chút nào cũng không đem Clayman để vào mắt, cái loại này mạnh được yếu thua sắc mặt lộ rõ. Mở ra thông đạo về sau, nếu thật là theo huyết linh đại lục bên kia truyền tống tới, đều là chút ít như vậy vì tư lợi gia hỏa, tu vi còn cao đắc không hợp thói thường, vậy đối với Miranda cùng Mikhail bọn người có chỗ tốt gì? Bày đặt tốt người tốt thượng nhân không làm, cần phải cho người khác đương làm người hầu chân chạy, trên thế giới nào có như vậy tiện người. Tổng cũng muốn chờ mình có đủ thực lực, lo lắng nữa phải chăng mở ra thông đạo. Đương nhiên, nếu như huyết tộc gặp phải cường điệu đại uy hát yêu ta ép, khó có thể ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm, bị ép mở ra không gian thông đạo, hướng huyết linh đại lục đồng bào cầu viện, cũng là tại hợp tình lý. Ít nhất dưới mắt, chưa phát sinh như vậy nguy cấp tình huống. Tiêu Phàm liền là đem chú ý chuyển rời đến Adelina trên người. Thấy Tiêu Phàm rốt cuộc tin giải thích của mình, Mikhail âm thầm thở phào một cái, thân sắc trở nên dễ dàng hơn, vừa cười vừa nói Tiêu Tiên Sinh là đại hành gia, nên vậy sớm đã biết Adelina trong cơ thể ẩn chứa kinh người tiềm lực A. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, Adelina hấp thu biển máu tinh hoa, so với ta cùng Miranda cộng lại còn nhiều hơn nhiều lắm. Loại tốc độ này, quả thực chính là khủng bố. Phải không? ta đây nhìn xem. Tiêu phàm nói xong, thân thể bay lên trời, bay bổng hướng về biển máu trên không huyết kén bay đi. Mikhail cùng Miranda liếc nhau, cũng chăm chú theo đi lên. Thi triển loại trình độ này phi độn thuật, vẫn còn không tất yếu kích phát rơi hút máu biến thân. Biển máu trên không huyết kén, do vô số mảnh khảnh tơ máu bệnh mà thành, tầng một lại tầng một, đem Adelina cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực. Tiêu phàm vận khởi, thiên nhãn thần thông, trong mắt lục mang lóng lánh, lập tức tựu thông qua huyết kén, mơ mơ hồ hồ mà thấy được tình hình bên trong. Chỉ thấy Adelina toàn thân trần trụi, hai tay ôm ngực, co giúp ở huyết kén bên trong, chính lâm vào thật sâu trong lúc ngủ say. Trên mặt như trước trải rộng nếp nhăn, chợt nhìn đi lên, cùng bảy ngày trước không có chút nào bất đồng. Tiêu phàm sắc mặt, nhưng dần dần trở nên hòa hoãn bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên Adelina bề ngoài tạm thời không có bao nhiêu thay đổi, nhưng khí tức phi thường vững vàng tại tiêu phàm thần niệm điều tra phía dưới, không có phát hiện có cái gì không ổn, trong biển máu tánh mạng tinh hoa, chính liên tục không ngừng mà tiến vào Adelina trong cơ thể. Tiêu phàm tinh thông y lý, lý thuyết y học, rất rõ ràng tại loại tình hình này phía dưới, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sớm muộn có một ngày, Adelina bị rút đi tánh mạng tinh hoa hội khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng có bổ ích. Amy Na cùng Clayman ở chỗ này tu luyện nhiều năm, đều tự đều trong người ngưng kết ra ẩn chứa rộng lượng tánh mạng tinh hoa huyết đan, chính là chứng cứ rõ ràng. Tiêu phàm thật lâu dừng ở ngủ say Adelina, trong mắt toát ra yêu thương ý, nhưng không có nếm thử đi tỉnh lại nàng. Dưới mắt, tuyệt đối có lẽ hay là không cần phải tùy tiện đi cắt ngang Adelina chữa thương tiến trình. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi khôi phục, luôn luôn một lần nữa gặp nhau một ngày. Hơi khoảnh, tiêu phàm trong mắt lục mang dần dần biến mất, nhưng đầu lại, Nhìn về phía Mikhail cùng Miranda, nói ra, "Phu nhân, bá tước tiên sinh, ta nghĩ muốn hạ đến đáy nước đi tận mắt xem xét." Đã nơi này là sụp xuống không gian thông đạo di chỉ, Tiêu Phàm khẳng định phải đem chỗ có biến đều hiểu rõ tinh tường. Từ lúc theo Thanh Dương tổ sư trong miệng hiểu rõ đến năm đó một ít tình huống về sau, Tiêu Phàm có lẽ hay là đầu một hồi tìm được năm đó sụp đổ không gian thông đạo di chỉ. Tại đây, có lẽ có chút ít không giống người thường chỗ, cũng cũng chưa biết. Chỉ là tiêu phàm không hiểu được thủy độn chi thuật, muốn xâm nhập đáy nước, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Bất quá Miranda lập tức thay hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nói ra tiêu phàm, người muốn tới đáy nước đi thăm dò nhìn, nhất định phải trước học biết bơi độn thuật. Nếu như ngươi không phản đối lời mà nói, ta đem cái này độn thuật truyền thụ cho ngươi đi. Huyết tộc người dùng biển máu với tư cách tiến bổ thánh địa, thủy độn thuật Miranda thật là tinh thông đích. Tiêu phàm đương nhiên không biết phản đối, từ nắm giữ phong độn thuật về sau, tiêu phàm đã sớm cảm nhận được những này độn thuật cự đại tác dụng. Những thứ không nói khác, thi triển phong độn thuật thời điểm, cái loại này cưỡi gió phi hành cao ái bản quyền, tuyệt không phải bình thường người có thể thể cũng tìm được đích. Chắc hẳn học xong thủy độn thuật về sau, trong nước tự do lướt đi, khẳng định lại là một loại khác cao ái bản quyền. Hơn nữa sau này ra vào dưới nước, muốn thuận tiện nhiều lắm rồi, tuyệt đối là cực kỳ áp dụng pháp môn, Mikhail ngầm cười nói, cái này thủy độn thuật là chúng ta huyết tộc cao tầng mới có thể năng lực tu luyện pháp thuật một trong, tương đối mà nói, tương đối phức tạp, lĩnh ngộ thời gian có thể sẽ lược trường một ít, còn muốn thỉnh tiêu tiên sinh nhiều mấy phần kiên nhẫn mới được. Tiêu phàm mỉm cười đáp, cảm ơn bá tước tiên sinh, ta trước sau như một tương đối có kiên nhẫn. Mikhail liền cười lên ha hả Hiện tại xác nhận Adelina không việc gì, tiêu phàm đối với bọn họ huyết tộc người cảnh giác, hẳn là hạ xuống thấp nhất tin tưởng sau này, lẫn nhau trong lúc đó có thể thành lập khởi rất thân mật tình hữu nghị. Có như vậy một vị làm người chính trực, pháp lực cao thâm phương đông tu chân giả, làm bằng hữu thật sự là một rất may sự tình. Đối với Miranda chủ động đem thủy độn thuật truyền cho tiêu phàm, Mikhail cũng là hào không phản đối. Hắn còn muốn thừa dịp tiêu phàm ở chỗ này trong khoảng thời gian này, nhiều hơn cùng tiêu phàm trao đổi nì. Dùng tiêu phàm dưới mắt tu vi, lẫn nhau trao đổi thời điểm, Nhất định là bọn hắn lấy được ít càng nhiều Lập tức ba người một lần nữa trở lại nho nhỏ duy cầm bảo trong mật thất Miranda đem thủy độn thuật kỹ càng giảng giải cho tiêu phàm biết được Quả nhiên giống như Mikhail nói Cái này thủy độn thuật có chút cao thâm Lĩnh ngộ tu luyện cũng không dễ dàng Càng như vậy tiêu phàm càng là cao hứng Cần biết hắn lúc trước đúng vậy tìm hai tháng luyện hóa một chút ngân dược lôi bằng nội đan Mới miễn cưỡng nắm giữ một điểm phong độn thuật ra lông cái này thủy độn thuật nổi tiếng ngũ hành độn thuật một trong, nhất định có hắn chỗ bất phàm. Bất quá tại Miranda xem ra, tiêu phàm đối với thủy độn thuật lĩnh ngộ, đã đến trình độ khủng bố. Lúc trước nàng học tập cái môn này độn thuật, chọn vẹn tìm 3 tháng thời gian khôn ngoan có chút thành tựu. Hiện tại ba canh giờ không đến, tiêu phàm đã đại khái thông hiểu thủy độn thuật cơ bản pháp môn. Tự nhiên, tiêu phàm có thể có khủng bố như vậy lĩnh ngộ tốc độ, thứ nhất cùng hắn thân mình cực kỳ kiệt xuất thiên phú có quan hệ, cho tới bây giờ, phàm là bái kiến hắn cái kia có chút lớn có thể người, bất kể là hữu là địch, tự không có một người nào, không có một cái nào không cho rằng hắn thiên phú dị bẩm đích. Cái nguyên nhân thứ hai thì là tiêu phàm lĩnh ngộ phong độn thuật trước đây. Cứ việc thủy độn thuật cùng phong độn thuật là hoàn toàn bất đồng hai chủng độn thuật, tóm lại có chỗ giống nhau. Năm ngày đi qua, tiêu phàm lần nữa bay đến biển máu trên không, lặng lặng yên nhìn qua dưới chân bình tĩnh mặt biển. Miranda cùng Mikhail một trái một phải, đi theo bên cạnh của hắn, Miranda nói ra, tiêu phàm, hiện tại ngươi tuy nhiên đã muốn lĩnh hội thủy độn thuật tinh tủy, nhưng cái này biển máu không thể so với những thứ khác thủy vực. Trong nước ẩn chứa cực kỳ cường đại tánh mạng linh khí, đối với tại chúng ta tu sĩ mà nói, áp lực to lớn, vượt qua xa bình thường thủy vực có thể so sánh. Một khi phát hiện tình hình không đúng, người muốn kịp thời đi ra, không cần phải miễn cưỡng nói xong, trong mắt hiện lên một vòng vẻ sầu lo. Cái này dưới mặt đất động rộng rãi tựa như một cái cự đại cái phếu, trong biển máu nơi, thâm bất khả chắc. Cứ việc nàng cùng Mikhail đều tinh thông thủy độn thuật, hai người liên thủ, cũng chưa từng đến qua biển máu chỗ sâu nhất, cách đắc rất xa hướng không gian thông đạo di chỉ nhìn xem qua vài lần, cũng bởi vì chịu không nổi biển máu ở chỗ sâu trong cực lớn linh khí áp lực, không thể không vội vội vàng vàng rời đi. Tiêu phàm tuy nhiên tu vi khi bọn hắn phía trên, dù sao vừa mới học biết bơi độn thuật không lâu, Miranda lo lắng hắn một mặt cậy mạnh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ phát sinh vấn đề. Bất kể thế nào nói, tiêu phàm dưới mắt cũng là trọng thương chưa lành. Miranda vốn khích lệ qua tiêu phàm, lại để cho hắn lại điều dưỡng một thời gian ngắn, ngang thể pháp lực đều khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, xuống lần nữa nước điều tra không muộn. Tiêu phàm lại kiên trì muốn trước xuống nước nhìn xem. Tại đây cất giấu một cái chính thức không gian thông đạo di chỉ, không làm rõ ràng tiêu phàm thật sự không có biện pháp tính hạ tâm lai ngồi xuống điều tức. Huống chi, trải qua lúc trước 7 ngày vận công chữa thương, tiêu phàm phát hiện cái kia khỏa được từ bạch tuộc quái thú ngón cái đại huyết đan, tựa hồ cùng được từ Amy Na trong cơ thể huyết đan có chút bất đồng, cần hảo hảo nghiên cứu một phen mới có thể tiếp tục luyện hóa. Đã như vậy, có lẽ hay là hướng dò xét thoáng một tí đáy nước tình hình nói sau. Phu nhân không cần phải lo lắng, ta tự mình biết nặng nhẹ, sẽ không quá miễn cưỡng đích. Mắt thấy Miranda thập phần lo lắng, tiêu phàm liền thấp giọng nói ra. Ừm, Miranda có chút vuốt cằm. Tiêu phàm không trần chờ nữa, sâu hít sâu một hơi, chậm rãi xuống phía dưới bên cạnh biển máu đáp xuống dưới, tay trái nhất quyết, miệng lẩm bẩm, một cái nhàn nhạt, nhạt màu thủy lam màn hào quang, di động hiện ra, đưa hắn toàn thân đều bao bọc ở màn hào quang bên trong. Lập tức, tiêu phàm cả người đều vô thanh vô tức mà chui vào đến dưới mặt biển. Miranda cùng Mikhail liếc nhau, ai đều không nói gì, chỉ là lặng lặng yên lơ lửng tại biển máu trên không, một bên hút vào biển máu tánh mạng tinh hoa, một bên chờ đợi Tiêu Phàm tin tức. Dưới mặt nước, Tiêu Phàm quanh người màu thủy lam màn hào quang lóng lánh lấy quang mang nhàn nhạt, nhạt, đem bốn phương tám hướng vào tới huyết thủy đều cách trở bên ngoài, không vội không chậm về phía lấy biển máu ở chỗ sâu trong giảm xuống. Tiêu Phàm trong mắt lục mang lập lòe, vận khởi thiên nhãn thần thông, đánh giá bốn phía tình hình tại đây trung quy không phải chân tránh hải dương, mà là do máu tươi tạo thành lòng đất hồ nước, trong hồ nước, tự nhiên không có thủy sinh động vật. Dõi mắt chỗ đến, một mảnh đỏ thấm, ngoại trừ màu đỏ có lẽ hay là màu đỏ. May mắn tiêu phàm tu luyện thiên nhãn thần thông hơi có chút thành tựu, bằng không thì gần kề cái này diễm lệ vô cùng hồng mang, cũng đủ để đối với cặp mắt của hắn tạo thành thương tổn không nhỏ rồi, làm cho là như thế, cái này vô cùng vô tận đỏ tươi, hãy để cho tiêu phàm trong đầu rất không thoải mái theo hắn dần dần xâm nhập đáy biển, quanh người huyết thủy trở nên cực kỳ sền sệt, tiêu phàm có thể rõ ràng mà cảm nhận được, bốn phía khổng lồ tánh mạng tinh khí áp lực đại tăng. Tiêu phàm lập tức hướng tị thủy cháo trong đưa vào càng nhiều là linh lực, nước lam sắc quang mang bỗng nhiên tăng cường, đem không ngừng tăng lớn linh áp ngăn cách bên ngoài. chương 682, Đáy biển kỳ chân Chính thức áp lực, tại tiêu phàm hạ đến hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong về sau, bắt đầu nổi bật đi ra dựa theo Miranda giảng giải, hơn 10 trường sâu bình thường thủy vực, tự nhiên không biết đối với nước của nàng độn thuật tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng ở trong biển máu, tác chính là là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Nơi này huyết thủy chẳng những trở nên phi thường sền sệt, áp lực đại tăng, hơn nữa như là có tự chủ linh tính giống nhau, bắt đầu công kích tiêu phàm cái này, người từ ngoài đến, vô số tờ máu vặn vẹo lên, dốc sức liều mảng hướng màu thủy lam vòng bảo hộ trùng kích, muốn nhập vào cơ thể mà vào những này tơ máu lực công kích cứ việc cũng không thập phần mạnh mẽ, lại tựa hồ như có ăn mòn vòng bảo hộ năng lực, một mình một đầu tơ máu tất nhiên là không có ý nghĩa, nhưng mà ngàn vạn đầu tơ máu đồng loạt công kích, lực lượng tự trở nên cực kỳ khủng bố. Màu thủy lam vòng bảo hộ, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên yếu ớt xuống dưới. Vì giữ gìn vòng bảo hộ ổn định, tiêu phàm pháp lực tiêu hao, rõ ràng gia tăng. Mỗi dưới lên xâm nhập một trường, pháp lực tiêu hao tự tăng thêm một phần, Tiêu phàm trọng thương chưa lành, trong cơ thể pháp lực vốn cũng không phải là cỡ nào hùng hồn, hiển nhiên còn như vậy tiêu rông dài, chỉ sợ chưa đến biển máu cuối cùng, trước tự không kiên trì nổi liễu tương đương. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên duỗi ra cánh tay phải, nhẹ nhàng chống đỡ màu thủy lam vòng bảo hộ, trên cánh tay, một cái ngân rực lôi bằng đồ án, bỗng nhiên lộ ra hiện ra, rõ ràng dị thường. Oanh, mà một tiếng. Màu thủy lam vòng bảo hộ thượng bỗng nhiên ngân hình cung lòe lòe, Vốn là nhập vào thân tại vòng bảo hộ phía trên vô số tơ máu, như là gặp trời sinh khắc tinh giống nhau, tại mảnh khảnh ngân sắc hồ quang điện lập lòe bên trong, hóa thành hư ảo. Tiêu Phàm vậy mà đem ngân dược lôi bằng lôi điện chi lực, ra chỉ đến vòng bảo hộ bên trong. Như vậy tiện tay thích phóng đi ra lôi điện chi lực, tự nhiên còn lâu mới có thể cùng lôi bằng biến thân thời điểm khủng bố đánh đồng, nhưng dùng để đối phó những này không người thúc sử tơ máu, nhưng lại dư giả. Đồng thời dưới chân trầm xuống, nhanh hơn độ hướng biển máu ở chỗ sâu trong cấp tốc rơi xuống dưới đi. Giống như tiêu phàm dự đoán cái kia dạng, chỗ này tại động rộng rãi ở chỗ sâu trong dưới mặt đất biển máu, trên thực tế là một cái vòng tròn truy hình cái phếu trạng thái, hai bên rất nhanh hướng trung ương thu trật vật, vị trí trung tâm tác chính là kỳ sâu vô cùng. Tại thủy độn thuật cùng lôi điện chi lực hỗn hợp sử dụng dưới tình hình, tiêu phàm rất nhanh giảm xuống hơn 200 trượng, rốt cục thấy được một cái lõm hình nón khẩu. Từ xa nhìn lại, cái này hình nón khẩu đường kính bất quá mấy mét, cùng miệng núi lửa ngoại hình cực kỳ cùng loại. Tiêu phàm cảm nhận được ti ti từng sợi không gian vặn vẹo chi lực, cứ việc thập phần yếu ớt, nhưng xác thực là không gian chi lực không thể nghi ngờ. Tiêu phàm dưới chân, chưa tiếp xúc đến thực địa, trừ màu đỏ, đỉnh càn khôn, liền bắn ra, tại tiêu phàm trước mặt tự hành xoay tròn lấy, phóng xạ ra một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, dung nhập đến bên người màu thủy lam vòng bảo hộ bên trong, lập tức cái này lôi quang ẩn ẩn, Hồ quang điện lè lè vòng bảo hộ, đã bị nhuộm thành trừ màu đỏ. Hồng bạch lam ba loại nhan sắc, luân chuyển lập lè, có vẻ mỹ lệ vô cùng. Vẻ này yếu ớt không gian chi lực, khoảng cách liền nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu phàm không khỏi âm thầm gật đầu, tại đây quả nhiên là đã từng sụp đổ không gian thông đạo cửa vào. Vì không cho tiêu phàm bị không gian chi lực thương tổn, đỉnh càn khôn tự động hộ chủ. Chỉ có điều nơi này không gian chi lực, rất là yếu ớt không hề giống là tùy thời đều một lần nữa mở ra thông đạo bộ dạng. Xem ra Mikhail suy đoán cũng có phần có đạo lý, Adelina đặc thù thể chất cùng cực lớn tiềm lực, tạm thời trì hoãn chỗ này không gian thông đạo phế tích dị biến. Tiêu phàm mặc dù là đầu một hồi tiếp xúc không gian thông đạo loại này kỳ quỷ thiên địa lực lược, lại nhiều lần ra vào qua tu khắp trời gian, đối với cái này không gian chi lực cũng không tính toán mở mịt không biết, sau so bình thường tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều liễu tương đương. Theo như thế yếu ớt không gian chấn động để phán đoán, nếu như không có người thi triển Kinh Thiên Bí thuật cưỡng ép F mở ra lời mà nói, cái này không gian thông đạo trong ngắn hạn, xác thực không biết tự hành mở ra. Tiêu Phàm treo lấy tâm, rốt cục rơi xuống mà. Chỉ cần Adelina không có gặp nguy hiểm, hắn an tâm. Hiển nhiên ngân sắc lôi điện đối phó trong biển máu tơ máu rất hữu hiệu quả, Tiêu Phàm liền không có vội vã phản hồi trên bờ đi bắt đầu nhiều hứng thú mà đánh giá cái này thâm bất khả chắc hình nón khẩu. Cái này một cẩn thận dò xét, lập tức lại để cho tiêu phàm trợn mắt há hốc mồm. Tại hình nón khẩu nhất trung tâm lõm trong máng, thậm chí có bốn khỏa ngón cái lớn nhỏ huyết hồng hạt châu, phân biệt vây quanh tại vũng trên thạch bích, nhìn về phía trên, cùng hắn nuốt cái kia khỏa huyết đan cơ hồ giống như đúc. Huyết trong nội đan ẩn kinh người linh lực, tiêu phàm đúng vậy thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thập dư thiên đến, hắn nuốt cái kia khỏa huyết đan, gần kề chỉ là luyện hóa cực nhỏ một bộ phận, cũng đã bổ trở về hắn cương ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân chỗ hao tổn đắc không còn một mảnh linh lực. Nếu như cái này vài khỏa huyết châu quả thật cùng hắn nuốt huyết đan là cùng một loại gì đó, cái kia còn phải rồi. Một nghĩ đến đây, tiêu phàm không chút do dự, tay phải hư không một chảo, một màu ngà sữa bàn tay lớn tại vòng bảo hộ bên ngoài biến hóa ra, mang theo ngân sắc lòe lòe hồ quang điện, đem bốn phía chen chúc mà đến tơ máu đều khu chạy tới một bên, thoáng qua tựu bắt được trong đó một khỏa màu đỏ như máu viên châu. Cái này lè lè ngân sắc hồ quang điện, tựa hồ là huyết sắc viên châu khắc tinh, không tốn sức chút nào liền đem vây quanh tại vũng trên thạch bích huyết châu trảo xuống dưới, thông qua vòng bảo hộ, giao cho tiêu phàm trong tay. Huyết châu mới vừa vào nhập vòng bảo hộ trong, tiêu phàm lập tức tự kết luận, cái này huyết châu xác thực cùng hắn nuốt cái kia một viên là đồng dạng gì đó, trong đó ẩn chứa tinh thuần vô cùng tánh mạng tinh khí. Tiêu phàm lập tức tự hiểu được, đây là nhiều năm qua, tại đây biển máu chỗ sâu nhất tự nhiên hình thành huyết đan, áp xúc lấy huyết hải chi trung hải lượng tánh mạng tinh hoa. Hắn nguyên lý, nên vậy cùng huyết đan tại Clayman Amy là đợi trong cơ thể con người hình thành nguyên lý không sai biệt lắm. Cho dù hình thành nguyên lý bất đồng, tiêu phàm cũng sẽ không đi truy cứu. Nhiều khi, chỉ cần biết hắn nhưng là được rồi, không cần phải biết hắn nguyên cớ. Cái này trong nháy mắt, dù là trước sau như một chấn định tiêu chân nhân, trong nội tâm cũng xẹt qua một tia cuồng nghỉ cảm giác. Một khỏa huyết đan, cũng đã lại để cho hắn được ích lợi không nhỏ, chớ đừng nói chi là, tại đây thoáng cái xuất hiện bốn khỏa. Xem ra lúc trước lặng yên tư bảo gia tộc đem tổng bộ rời đến nơi đây thật đúng là đại có đạo lý, như vậy thiên địa linh vật, vô luận ở nơi nào, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đích. Những này huyết đan sở dĩ không có bị Clayman lấy đi, phỏng chừng là bởi vì hắn vốn cũng đã, linh lực quá thừa, suốt ngày đứng ở biển máu tu luyện, tùy thời tùy khác đều có thể hấp thu biển máu tinh hoa, hắn cũng đã luyện hóa không đến, dư thừa tinh hoa tại hắn trong cơ thể mình tự động tạo huyết đan. Tại tiêu phàm cùng tu sĩ khác trong mắt có thể nói vật báu vô giá huyết đan, đối với Clayman mà nói, bất quá là dư thừa mấy cái gì đó mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới muốn đem những này huyết đan đều thu thập bắt đầu đứng dậy. Về phần những người khác, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn đã đi xuống không đến sâu như vậy cuối cùng, ngay Miranda cùng Mikhail liên thủ đều làm không được, đương nhiên cũng liền phát hiện không được những này chân quý vô cùng huyết đan, tất cả đều tiện nghi tiêu phàm. Lập tức tiêu phàm không chút khách khí, đem còn lại ba khỏa huyết đan từng cái hái lấy xuống, thu vào, đỉnh càn khôn, trong mở loại nhỏ chữ vật trong không gian. Tuy nhiên không gian kia chưa đủ lớn, nhiều ra đến vài khỏa nhỏ như vậy huyết đan, thực sự tuyệt đối xem bói quá nhiều địa phương hái hết bốn khỏa huyết đan về sau, tiêu phàm lại vận khởi thiên nhãn thần thông, tại hình nón khẩu chung quanh cẩn thận tìm tìm ra được, muốn có càng nhiều thu hoạch, kết quả lại là thất vọng. Bất quá lập tức, tiêu phàm liền có chút ít tự đất đai bị mất cười một tiếng. Một hơi tìm được bốn khỏa huyết đan, đã là gặp may mắn thiên chi may mắn rồi, khổng lồ như vậy thu hoạch, chính mình rõ ràng còn chưa đủ, bởi vì không có tìm được càng nhiều là huyết đan mà thất vọng. Lúc nào, vô cực môn tiêu trưởng giáo trở nên như vậy tham lam rồi. Cười một tiếng ngoài, tiêu phàm trong nội tâm lại là dùng mình. Mặc kệ đối với ai tới nói, tham lam đều tuyệt đối không phải đáng giá tán dương, Mỹ Đức thực tế đối với tiêu phàm mà nói, đây là cần cực kỳ cảnh giác đích. Cùng hắn cho tới nay chỗ đã bị nhiều loại giáo dục tương rời bỏ. Có bỏ mới có đắc. Đây là thiên đạo. Cũng là nghiêng ngả không phá chân lý. Tu tiên chi đồ, vốn là nghịch thiên hành sự, vốn là sống lâu có hạn phàm nhân, nhất định phải ngạnh xanh xanh mà kéo dài tánh mạng của mình, tự nhiên chỉ có thể hướng lên trời đạo cố gắng cùng cướp đoạt. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cố gắng cướp đoạt, là tuyệt đối không thể chứng được vĩnh sinh chi đạo đích. Trời cao không có tốt như vậy nghịch. Người hướng lên trời đạo cố gắng cùng cướp đoạt một ít gì đó, nhất định phải tại phương diện khác ban đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất phương thức có rất nhiều chủng trồng, vô cực môn lịch đại tương truyền môn quy chính là, nhiều làm việc thiện sự tình quảng tích âm công. Đây là vô cực môn tiền bối tổ sư làm hậu bối đệ tử định ra đến quy củ, cũng là đối thiên đạo đền bù tổn thất. Lòng tham không đáy, chỉ để ý cố gắng, gợi yêu ta hết chóc vô độ, không hề tiết chế tu chân giả kết quả là nhất định sẽ bị thiên đạo ghen ghét. Chẳng những đại đạo khó cầu, thậm chí còn sẽ vẫn lạc bỏ mình. Nhất niệm đến tận đây, tiêu phàm cũng không dừng lại, nhắc tới pháp lực, thân thể từ từ hướng mặt nước mà đi ước chừng lượng hai khác chung về sau mặt nước nổi lên nhẹ nhàng một hồi rung động tiêu phàm phá không ra chính đợi đắc có chút nôn nóng miranda cùng mikhail lập tức vẻ mặt tươi cười đón chào thế nào tiêu phàm đáy nước có cái gì dị thường sao miranda rất vị ý mà hỏi thăm lời này hỏi được rất có kỹ xảo nếu như mở miệng tự hỏi tiêu phàm phải chăng đến đáy biển chỗ sâu nhất vậy thì quá không có trình độ có vẻ không tin tiêu phàm năng lực Miranda quý vị duy cầm bảo gia tộc Vương Phi, nhân tình thạo đời đắc rất, tự nhiên không biết phạm sai lầm như vậy. Tiêu phàm mỉm cười, thu màu thủy lam vòng bảo hộ, nói ra, đáy biển chỗ sâu nhất là một cái hình nón hình lỗ hồng, nên vậy chính là không gian thông đạo sụp xuống về sau di chỉ rồi, ta có thể phát giác được rất rõ ràng không gian chấn động. Bất quá loại này không gian vặn vẹo chi lực rất yếu ớt, xem ra xác thực giống như bá tước tiên sinh phỏng đoán cái kia dạng, trong thời gian ngắn, chỉ cần không phát sinh trọng đại ngoài ý muốn, không gian thông đạo không biết tự tin mở ra đích. Sau này vài trong vòng 10 năm, tại đây nên vậy hội tương đối an toàn. Dừng một chút, tiêu phàm lại tăng thêm một câu như vậy. Phải không, cái kia thật sự là quá tốt. Miranda cùng Mikhail liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được đại tảng đá rơi xuống đất thần sắc. Nếu như nói trước đây bọn hắn chỉ là phỏng đoán, như vậy hiện tại tiêu phàm tự mình xuống dưới nghiệm chứng về sau, thì càng gia tăng kiên định lòng tin của bọn hắn. Vài thập niên thời gian, tuy nhiên cùng bọn họ huyết tộc dài dòng buồn chán sống lâu tương đối mà nói, không coi vào đâu. Nhưng có cái này vài thập niên giảm sóc, có lẽ bọn hắn đều có cơ hội bước vào kim đan kỳ. Cho đến lúc này, cho dù không gian thông đạo mở ra, quay mắt về phía huyết linh đại lục truyền tống tới đẳng cấp cao tu sĩ, bọn hắn cũng có tự bảo vệ mình thậm chí tự lập năng lực, không đến mức thật sự thành vì người khác nước phụ thuộc chương 683, huyết tộc chuyện cũ. Điều tra qua biển máu đáy biển thế giới, đạt được bốn khỏa huyết đan về sau, tiêu phàm cũng không vội vã rời đi lặng yên tư bảo, phản ngã xuống đất hạ động rộng rãi ở đây. Cũng không phải tiêu phàm luyến lên tại đây, mà là hắn ý định trước đem cái kia khỏa huyết đan triệt để luyện hóa qua đi lại định cử chỉ. Như vậy một khỏa ẩn chứa tinh thuần tánh mạng linh khí, không thua, xích viêm thảo, linh đan, có lẽ hay là sớm ngày luyện hóa tương đối ổn thỏa, hắn ngày đó cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân lưu lại rất nhiều di chứng, cũng cần từng cái thanh trừ sạch sẽ. Mặt khác, tiêu phàm còn đánh tính toán ở chỗ này nhiều cùng Mikhail cùng với Miranda trao đổi thoáng một tí tu luyện tâm đắc. Hai vị này đúng vậy huyết tộc vì số không nhiều nhân vật kiệt xuất, tại một cái mặt pháp thế giới, không có biển máu lớn như vậy bổ thánh địa, ngạnh xanh xanh tu luyện đến chúc cơ hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, rất là rất cao minh. Vô cực môn sở dĩ lớn mạnh, hải nạp bách xuyên đúng vậy trong đó có chút mấu chốt một đầu. Tu tiên chi thuật đều có thể tạo được tham khảo tác dụng. Tiêu phàm tin tưởng vững chắc điểm này. Sự thật chứng minh, tiêu phàm kiên trì thật là có đạo lý đích. Trong khoảng thời gian này, hắn một bên tại trong mật thất luyện hóa huyết đan, một bên từng bước loại trừ lôi bằng biến thân lưu lại di chứng, một bên bất thời giờ cùng Miranda Mikhail tiến hành câu thông trao đổi. Tiêu phàm đối với Miranda tuyệt kỹ huyết tinh chui, vào thực tế cảm thấy hứng thú. Bất quá Miranda thật đáng tiếc mà nói cho hắn biết, cái này tuyệt kỹ, chính là huyết tộc người đặc biệt đích, hắn không phải huyết tộc người, cho dù tu vi cao tới đâu, cũng vô pháp trong người ngưng kết chảy máu tinh toàn đến. Tiêu phàm cũng tịnh không quá ngoài ý muốn, huyết tộc tuyệt kỹ, nếu tốt như vậy lẻn học nghệ, chỉ sợ cái này huyết tinh chui, vào, đã sớm lưu truyền ra đi. Nhưng Miranda nói huyết tinh chui vào trong người đào tạo phương thức, hãy để cho Tiêu Phàm được ích lợi không nhỏ. Nói ngắn gọn, cái này huyết tinh chui vào chính là đem một bộ phận tinh nguyên trong người đào tạo thành một kiện vũ khí. Cái này đào tạo thời gian, ít nhất tại lượng 2 năm trở lên. Huyết tinh chui vào uy lực lớn nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi tại đào tạo loại người tu vi cao thấp, cùng với huyết tinh chui vào đào tạo thời gian dài ngắn. Đào tạo thời gian càng dài, Huyết tinh chui vào, bên trong ẩn uy lực lại càng cường, một khi thích phóng đi ra, nhanh như thiểm điện, uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đây là số rất ít vài loại có thể vượt cấp công kích đẳng cấp cao tu sĩ vũ khí bí mật. Nếu như huyết tinh chui vào đào tạo thời gian đủ dài, ẩn tinh nguyên quá nhiều, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, cấp thấp tu sĩ cũng có thể trọng thương thậm chí là diệt sát đẳng cấp cao tu sĩ. Ví dụ như trước đó vài ngày trận chiến ấy, Miranda cùng Mikhail Tuvi rõ ràng so sánh với Clayman thấp một cái đại cảnh giới, huyết tinh chui vào phát ra về sau, lại hai lần cũng không thất bại, đều đều làm bị thương Clayman. Đương nhiên, cái này huyết tinh chui vào uy lực cực lớn, chỗ thiếu hụt cũng đồng dạng rõ ràng. Huyết tinh chui vào tất cả uy lực, đều đến từ chính trong đó ẩn chứa huyết mạch tinh nguyên. Trên thực tế, là đem mình một bộ phận tinh nguyên cưỡng FHU iota ép áp xúc cùng một chỗ, duy nhất một lần phóng xuất ra đi một khi sử dụng qua đi cái này bộ phận tinh nguyên chẳng khác nào vĩnh cửu tổn hại mất hết huyết tinh chui vào uy lực càng lớn tổn thất tinh nguyên thì càng nhiều vì ngưng kết cái này huyết tinh chui vào không thể tránh khỏi muốn liên lụy tiến độ tu luyện của mình cho nên nói như vậy cái này huyết tinh chui vào chỉ có thể với tư cách ẩn giấu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng lúc mới có thể dùng tới bình thường giao chiến tuyệt không có ai sẽ sử dụng huyết tinh chui vào đối địch đích cũng may huyết tộc thọ nguyên dài rằng giặc, tại phía xa nhân loại bình thường phía trên, hao phí một ít tinh nguyên cùng tương đương mấy năm lúc tu luyện gian đến trong người thai ngén một món đồ như vậy bảo vệ tánh mạng pháp bảo, lượng hai so sánh với, cũng còn có lợi. Biết rõ tiêu phàm không phải huyết tộc huyết mạch, vô pháp ngừng kết huyết tinh chui vào, Miranda có lẽ hay là không chút do so dự đem đào tạo huyết tinh chui vào pháp môn truyền cho tiêu phàm. Hoặc hứa tiêu phàm có thể tìm được mặt khác thay thế vật, cũng đào tạo ra cùng loại huyết tinh chui vào bảo vật đâu này. Ngoài ra, tiêu phàm vẫn còn Mikhail nơi đó giải đến rất nhiều tu chân giới sự tình. Với tư cách một gã huyết tộc người, Mikhail thật sự sống được đủ dài thọ, đối với tiêu phàm là phát sinh ở hơn 1.000 năm trước xa xôi câu chuyện, đối với Mikhail mà nói, tựu xa không có như vậy cổ xưa, thì ra là 3-400 năm trước chuyện phát sinh. Thậm chí huyết tộc một ít sống lâu đặc biệt trường lão nhân, còn đã từng thấy tận mắt thức qua hơn nghìn năm trước trung thổ thế giới lần kia tu chân giới đại chiến. Mikhail vô cùng nhiều tri thức, tự lai nguyên ở huyết tộc những này nguyên lão. Tiêu phàm lần đầu biết được, cái gọi là trung thổ thế giới, nhưng thật ra là một cái cực kỳ rộng lớn địa vực khái niệm, xa xa không chỉ bao hàm địa cầu như vậy một khỏa tinh cầu mà thôi, mà là bao hàm thập phần rộng lớn tinh không. Mà những kia không gian thông đạo, cũng không hề chỉ trên địa cầu tồn tại, tại nơi này tinh vực những tinh cầu khác thường, thậm chí hư không trong lúc đó đều tồn tại đích. Nhưng mà cái này cái gọi là rộng lớn địa vực cũng chỉ là tương đối mà nói. Dựa theo những kia trường thọ huyết tộc lão nhân miêu tả, bọn hắn tổ tinh chỗ địa huyết linh đại lục, tựu rộng lớn đắc kinh người. Chỉ cần một mảnh huyết linh đại lục, muốn so bao hàm lấy rộng lớn tinh không trung thổ thế giới còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trên mặt sinh tồn các loại sinh linh, sổ dĩ 10 tỷ kế. Địa cầu chỗ trung thổ thế giới kỳ thật chính là một không gian thông đạo giao hội điểm. Đối với những kia cực lớn giới diện tu sĩ mà nói, cái này thật sự chỉ là một nhỏ đến thương cảm tiểu thế giới mà thôi. Thậm chí cũng không thể tính toán là một cái chính thức giới diện. Hiểu rõ đến những vật này về sau, tiêu phàm mới cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì không gian thông đạo đối với tu chân giả mà nói, như thế trọng yếu. Từ luyện hóa ngân rực lôi bằng nội đan, nắm giữ một ít phong độn thuật gia lông, tiêu phàm tự đối không gian thông đạo tồn tại rất nghi hoặc. Đã tu luyện tới nhất định cảnh giới có thể nắm giữ phi độn thuật, hơn nữa tốc độ không chậm, sao còn muốn không gian thông đạo làm cái gì đấy? Muốn đi địa phương khác, trực tiếp bay qua là được. Tuy nhiên hắn gần kề chỉ là nắm giữ một điểm phong độn thuật ra lông, nhưng tiêu phàm tin tưởng vững chắc, theo cảnh giới đề cao, hắn phi độn tốc độ nhất định sẽ càng lúc càng nhanh. Trên địa cầu lại xa địa phương, cũng có thể sáng đi chiều đến. Nghe Mikhail miêu tả qua giới diện quảng đại, tiêu phàm mới biết được, chính mình lúc trước tưởng tượng, là cỡ nào buồn cười. Dùng hắn hiện tại độn nhanh chóng, dù cho mặt khác nhân tố một mực bất kể, chỉ là không ngừng mà đi phía trước phi hành, muốn bay ra Thái Dương Hệ, cũng tuyệt đối là nằm mơ giữa ban ngày sự tình, cho dù một lần nữa cho hắn một ngàn lần sống lâu, cũng chỉ có thể trên đường tươi sống mệt chết hoặc là hao hết tánh mạng, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Chớ đừng nói chi là rét lạnh hư không ở chỗ sâu trong, ẩn núp lấy vô số không biết nguy hiểm, bất luận cái gì đồng dạng, đều có thể muốn đánh mạng của hắn. Mà một cái tinh cầu, thậm chí trên tinh cầu một phiến đại lục, tự so cả trung thổ thế giới còn muốn rộng lớn, càng làm cho tiêu phàm khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ giới diện địa vực quảng đại, tiêu phàm cũng đại khái biết rõ ràng tu chân giả đẳng cấp. Huyết linh đại lục huyết tộc người, cùng nhân loại bình thường, tại tu chân đẳng cấp phân chia thượng là thông dụng đích. Đều là luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, Ngộ Linh như vậy năm cấp bậc. Ngoại trừ luyện khí kỳ chia làm 9 tầng mà bên ngoài, còn lại mỗi cấp bậc đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hoặc là sơ dai, trung dai cùng đẳng cấp cao. Ngộ Linh kỳ tu sĩ là tất cả những này hạ đẳng giới diện đẳng cấp cao nhất tu chân giả, đại biểu cho sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí tinh tủy, đem thiên địa nguyên khí hóa cho mình dùng, dùng tăng tiến bản thân thọ nguyên, bước trên chính thức trường sinh đại đạo. Đương nhiên, tại cái khác giới diện, hoặc là những thứ khác chủng tộc, đẳng cấp phân chia có chỗ bất đồng, nhưng đại khái thực lực là không sai biệt nhiều đích, rất khó có một người chủng tộc có thể đạt được ưu thế áp đảo. Tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, những này đẳng cấp phân chia, tại vô cực môn có lẽ có. Khác quy tắc, tựa hồ, luân hồi cảnh, phía dưới, còn ở vào trúc cơ kỳ. Luân hồi tương, viên mãn, khả năng tự tương đương với mặt khác lưu phái trúc cơ hậu kỳ đại thành tu sĩ. Mà đặt chân, thiên nhân tương, tiêu chí, nên vậy chính là ngưng kết kim đan. Nếu như không thể ngưng kết kim đan, vậy thì nhiều nhất chỉ có thể xem rõ con đường, thủy chung khó có thể chính thức bước vào thiên nhân cảnh. Bất quá, thiên nhân tương tổng cộng có lục trọng cảnh giới tu luyện, lại để cho tiêu phàm cảm thấy mê hoặc. Chẳng lẽ tại vô cực trong truyền thừa, kim đan kỳ muốn phân chia vì sáu cấp bậc? Có lẽ hay là nói, thiên nhân tương, thân mình tự bao hàm mặt khác lưu phái kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ hai cái cùng bậc, dù sao dựa theo Mikhail thuyết pháp, tu sĩ một khi đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh, chẳng khác nào đột phá cái này thế giới thiên địa pháp tác công cùng xiềng xích, có thể lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí tinh tủy, có thể phi thăng thượng giới, tu luyện thành tiên. Cái này tựa hồ lại cùng vô cực môn, trường sinh tương, cảnh giới không bàn mà hợp ý nhau. Cố lão tương truyền, bước vào trường sinh cảnh, về sau, có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, hóa thành bản thân tinh hoa, liên tục không ngừng mà bổ sung thọ nguyên vô cực môn, phi thăng ba pha, thiên nhân tương, chỉ là trụ cột, trường sinh tương, mới thật sự là trọng điểm, bước vào trường sinh cảnh, vừa rồi được coi là nói. Về phần, tạo hóa tương, trước mắt rời đi quá mức xa xôi, tiêu phàm không có đi tưởng tượng đó là loại cảnh giới nào. Mikhail tự nhiên không biết tiêu phàm trong nội tâm những ý niệm này, đối với tiêu phàm tuổi còn trẻ, có thể ngưng kết kim đan thành công, khen không dứt miệng, chút nào cũng không che giấu chính mình hâm mộ cùng hướng tới ánh mắt, Mặc dù nói, bởi vì thọ nguyên hạn chế, nhân loại tu sĩ có rất nhiều mặt khác năng khiếu, không phải huyết tộc người có thể chịu được bằng được, nhưng tiêu phàm khủng bố như vậy tiến giai tốc độ, hãy để cho người giận xem líu lưỡi, không dám tin. Mikhail chỉ có thể đem cái này đều quy kết tại tiêu phàm thiên phú kiệt xuất. Từng thời đại, từng chủng tộc, đều hiện lên ra một ít thiên phú cực kỳ xuất chúng ra hỏa. Tiêu phàm nên vậy chính là như vậy thiên tài chung thiên tài đối với tiêu phàm ngày đó diệt sát bạch tuộc quái thú lôi bằng hóa thân mikhail lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tuy nhiên bọn hắn huyết tộc cũng có rơi hút máu biến thân nhưng cùng tiêu phàm lôi bằng biến thân tương đối mà nói quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt biến thân về sau rõ ràng có thể diệt sát so với chính mình cùng bậc cao hơn nhiều tu sĩ không khỏi quá thần kỳ chút ít đang cùng tiêu phàm trao đổi trong quá trình mikhail không ngừng mà nói bóng nói gió muốn tìm hiểu chân tướng Mỗi lần đều bị tiêu phàm hàm hồ dẫn qua. đỉnh càn khôn, tu khắp trời gian, thủy tổ tàng bảo các, ngân rực lôi bằng nội đan cùng máu huyết, vân. Vân từ từ chuyện như vậy, tiêu phàm tuyệt đối không thể có thể tiết lộ cho Mikhail biết được, thậm chí ngay hắn tín nhiệm nhất hồng nhan chi kỷ, cũng chỉ biết là một thứ đại khái. Trước mắt mới chỉ, đây là tiêu phàm lớn nhất bí mật. Tại một cái ở vào không gian giao hội điểm dưới diện bên trong, khắp nơi ồn ào chính mình có một việc tu di chi bảo quả thực chính là tự sát hành vi. Một khi những kia sụp xuống không gian thông đạo một lần nữa mở ra, theo giới diện khác truyền tống tới một ít cường đại tu sĩ, biết rõ tiêu phàm trên người có nặng như vậy bảo, ngoại trừ lập tức chạy trốn, tiêu chân nhân thật sự không có rất tốt lựa chọn. Tiêu chân nhân biến hóa nhanh chóng, trở thành tiêu chạy chạy, chẳng lẽ rất tốt chơi sao? chương 684 Cắn Trả Hơn một tháng sau, tiêu phàm phát hiện, chính mình thật coi thường cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân lưu lại ở dưới hậu hoạn. Hơn nữa, hắn không phải huyết tộc người, trước sau hai khỏa huyết đan, cũng tuyệt không phải tốt như vậy thôn vệ đích. Một ngày này, tiêu phàm đang tại mật thất ngồi xuống, luyện hóa huyết đan. Hết thảy cũng làm cho tiêu chân nhân rất hài lòng. Huyết đan đã muốn cơ bản luyện hóa xong, khổng lồ tánh mạng tinh khí, chuyển hóa làm hùng hậu vô cùng pháp lực, chứa đựng đến đan điền của hắn khí trong nước, vốn là chỉ có đậu xanh lớn nhỏ kim đan có rõ ràng biến hóa trở nên không sai biệt lắm có đậu nành lớn nhỏ lóng lánh kim quang cũng so lúc trước càng thêm thuần túy ánh sáng theo ngân rực lôi bằng trên nội đan hướng kim đan chuyển di tinh hoa su đu rõ ràng so trước kia nhanh hơn một ít tiêu phàm cảm thấy tứ chi của mình bách hải đều tràn đầy linh khí linh lực tinh thần cực độ no đủ mình cảm giác trước nay chưa có cường đại Tiểu thuyết, tiểu thuyết trương và tiết đổi mới nhanh nhất ẩn ẩn có muốn đột phá, thiên nhân tương, đệ nhất trọng bình cảnh ý tứ. Cái này làm cho tiêu phàm vừa mừng vừa sợ. Thì chính là sắp nghênh đón lại một lần đột phá, nếu như có thể thuận lợi bước vào, thiên nhân tương, đệ nhị trọng, không thể nghi ngờ thực lực của hắn vừa muốn chướng một mảng lớn. Tại hôm nay cái này nguy cơ tứ phía thời điểm, trên thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ là bảo vệ tánh mạng tốt nhất thẻ đánh bạc phỉnh chẳng những có thể đủ làm cho mình an toàn hơn, còn có thể lại để cho người bên cạnh mình quan tâm người an toàn hơn. Điểm này, đối với tiêu phàm mà nói, cùng bản thân an toàn đồng dạng trọng yếu. Kinh hãi là, lúc này đây đột phá thật sự tới quá là nhanh. Khoảng cách hắn lần trước ngưng kết kim đan, gần kề đi qua mấy tháng. Như vậy tiến giai su đu, quả thực là không thể tưởng tượng. Cho dù tại một ít tiêu phàm trở thành viễn cổ thần thoại đến xem điển tịch ghi lại bên trong, loại này tiến giai su đu cũng cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là đại năng người chuyển thế kim thân, rất nhiều pháp lực đều đều là bẩm sinh. Mới có khủng bố như vậy tiến giai su Tiêu phàm cũng không nhận ra mình là một vị đại năng người chuyển thế. Nhưng bất kể như thế nào, như là đã xuất hiện sắp lần nữa tiến giai dấu hiệu. Tiêu phàm mà bắt đầu tiến hành tất yếu chuẩn bị, cũng may hắn chỗ gian phòng này mật thất, tu kiến đắc cực kỳ kiên cố, Tiêu Phàm lại từ tay bày ra hai cái phòng hộ pháp trận. Miranda cùng Mikhail không có được hắn cho phép, tuyệt sẽ không tại hắn luyện công thời điểm, bỗng nhiên trước tới quấy giày. Tất cả mọi người là tu chân giả, không biết phạm lớn như vậy kiêng kỵ. Vận tức một chu ngày sau, Tiêu Phàm đem sự dư thừa cực kỳ linh lực chậm rãi thu vào trong kinh mạch, liền là đứng dậy, tại trong mật thất chậm rãi đi qua đi lại, trong đầu bắt đầu vuốt thuận trong khoảng thời gian này đến nay tu luyện tiến trình, xác định không có gì đại sơ hở sau đó liền cẩn thận kiểm tra rồi hai cái phòng hộ pháp trận hết thảy đều xác nhận không sai lúc này mới lần nữa tại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công cùng lúc đầu ngưng kết kim đan tình huống lược không có cùng cái kia một lần tiêu phàm là muốn đem toàn thân pháp lực trạng thái cố định hóa áp xúc thành một khỏa kim đan lần này tiến dai tiêu phàm thì là muốn đem xa so trước kia sự dư thừa nhiều lắm pháp lực tất cả đều áp xúc tiến trong kim đan đi thuộc về đảo là giống nhau trải qua kim đan chuyển hóa pháp lực hội xa so chúc cơ kỳ pháp lực muốn thuần túy nhiều lắm ẩn chứa uy lực cũng muốn lớn mỗi tiến dài một lần trong kim đan có thể dung nạp linh lực thì càng nhiều thích phóng đi ra linh lực cũng càng thuần túy hết thảy đều tiến hành đắc đâu vào đấy tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông nội thị thuật nhìn xem toàn thân pháp lực theo kỳ kinh bát mạch bên trong dần dần hướng đan điền khí hải tập trung lại một tia mà bị kim đan hấp thu đi vào mắt thấy muốn đại công cáo thành không khỏi một hồi mừng rỡ. Dị biến nhưng vào lúc này phát sinh. Một mảnh huyết quang, không hề dấu hiệu mà tại hắn trong kim đan phóng lên trời. Đem kim đan vốn là ánh vàng rực rỡ nhan sắc thoáng cái tre lấp đắc sạch sẽ, phảng phất thoáng qua trong lúc đó. Hắn kim đan tự biến thành một khỏa huyết đan. Ngay sau đó, cả đan điền khí hải đều biến thành màu đỏ như máu. Này cổ đỏ bừng huyết quang, hùng hổ hướng về lẳng lặng đứng ở kim đan hơi nghiêng lôi bằng nội đan đánh tới, tựa hồ muốn đem lôi bằng nội đan bao vây lại, một ngụm nuốt mất. Tiêu phàm thầm kêu không tốt, còn ơi lai đắc và làm ra bất kỳ phản ứng nào, lôi bằng trong trong nội đan phun ra một đạo ngân sắc tia chớp, hung hăng đánh tại huyết trên ánh sáng. Trong chốc lát hào quang bắn ra bốn phía, huyết quang như là gặp được khắc tinh tựa như, mãnh liệt lui về sau đi. Nhưng thoáng qua trong lúc đó, trong kim đan lại phun ra một đạo huyết quang, lần nữa hướng lôi bằng nội đan mãnh liệt phốc mà đi. Một đạo huyết quang, một đạo điện quang, vậy mà trực tiếp đem đan điền của hắn khí hải trở thành chiến trường, liều mạng chém gợi yêu ta bắt đầu đứng dậy. Mà tiêu phàm thân mình kim đan chi lực, tất bị hoàn toàn che đậy, chút nào cũng phát huy không được. Tiêu phàm toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy vùng đan điền tựa như đao cắt giống nhau, từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức không chút khách khí mà phệ rảo của hắn toàn thân cao thấp mỗi một đầu thần kinh, mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà hạ, trong khoảnh khắc liền chảy xuôi thành sông. Giờ phút này tiêu phàm, ngay nửa phần pháp lực cũng không thể vận dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lượng hai cổ lực lượng tại trong cơ thể mình tranh đấu, thúc thủ vô sách. Huyết quang cùng tia chấp tại đan điền của hắn khí hải nơi nhiều lần chiến đấu, sau một lát, huyết quang dẫn đầu đột phá đan điền giam cầm, nhanh chóng vô cùng về phía lấy tiêu phàm kỳ kinh bát mạch sông tới, ngân sắc hồ quang điện chăm chú đuổi kịp, tiếp tục tại tiêu phàm trong kinh mạch chém gỡ yêu ta Một ngân rực lôi bằng hư ảnh, tại phần lưng của hắn di động hiện ra, dần dần rõ ràng, hồ quang điện lè lè, tựa hồ sau một khắc muốn cưỡi thể bay lên, vẻ này nóng rực đau đớn, trực tiếp xuyên vào đến trong xương tủy đi. Tiêu phàm quát to một tiếng, ngất đi qua. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời điểm, sớm được mồ hôi lạnh ướt đẫm tiêu phàm, mới chậm rãi tại trong mật thất tỉnh quay tới, chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm rung động, tứ chi bách hài, toàn thân, không một nơi không ngứa, không một nơi không đau, vẻ này khó chịu kinh, sức lực chút nào cũng không so mất trước kia yếu lực lược rất nhỏ một ít. Cũng may đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít khôi phục một chút khí lực. Tiêu phàm cắn răng ngồi thẳng người, thử chậm rãi thúc sử một chút pháp lực, lập tức làm động tới kỳ kinh bát mạch, kịch liệt đau nhức bắt đầu đứng dậy, sợ tới mức tiêu phàm lập tức tản pháp lực, nếu không dám tùy tiện thúc dục Ngồi ở chỗ kia thoảng qua trầm tư thoáng một tí, tiêu phàm liền cẩn thận từng ly từng tí mà vận khởi thiên nhãn thần thông, sử dụng nội thị thuật. Cái này xem xét phía dưới, dù là tiêu chân nhân trước sau như một chấn định, cũng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy đan điền khí hải nơi, vốn là kim chói kim đan, giờ phút này trở nên u ám không sáng, phảng phất một người bệnh nặng một hồi, cho tới nay vẫn còn tại mang bệnh, chưa từng phục hồi như cũ. Mà giờ khác này cái này trong kim đan lại không phải giống tuyết mà là tràn đầy chân khí pháp lực, chướng đắc so đậu nành còn lớn hơn, cổ căng căng thập phần khó chịu. Tung tính toán như thế, một bên lôi bằng nội đan, như trước liên tục không ngừng mà phóng xuất ra phách đạo cực kỳ linh lực, ngạnh xanh xanh hướng trong kim đan đè ép mà đi, kim đan tuy nhiên cực lực kháng cự, lại tổng cũng kháng cự không được, bị những này phách đạo linh lực một chút lách vào đi vào. Tiêu phàm cái chán mồ hôi lạnh lại, bá, mà ra rồi. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ trải qua loại tình hình này, lại cũng có thể suy đoán tìm được, đây là lôi bằng nội đan cùng huyết đan chi lực bắt đầu cắn trả liễu tương đương. Vốn là hắn tu vi không đủ, hoàn toàn không đủ để đem ra sử dụng lôi bằng biến thân, lại liên tiếp hai lần cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát biến thân, nhất là hậu một lần, thậm chí sinh sinh nuốt lôi bằng máu huyết. Cần biết dựa theo sách cổ ghi lại, cái kia ngân dược lôi bằng thậm chí không phải cái này đợi giới diện nên có yêu linh, mà là thượng nhất giai giới diện mới có trời sinh thánh linh. Lôi bằng nội đan dĩ nhiên tàn phá không được đầy đủ, lại trải qua vô cực thiên tôn luyện chế, tiêu phàm một chút mà luyện hóa rút ra trong nội đan ẩn chứa tinh hoa, tuy nhiên cũng có chỗ hại, lại không đến mức lập tức mãnh liệt phát tác, tổng có thời gian chậm rãi nghĩ cách đến loại trừ. Lôi bằng máu huyết lại chưa từng luyện chế qua, chẳng những ẩn chứa ngân dực lôi bằng khi còn sống thánh linh chi lực, thậm chí còn bao hàm lấy thượng nhất giai giới diện thiên địa pháp tắc chi lực, tiêu phàm cứ như vậy sinh sinh uống vào, cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân tuy cường đại vô cùng, thực lực tương đương tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong bạch tuộc quái thú, cũng không hề kháng cự chi lực, bị nhất cử diệt sát, tiêu phàm thực sự bởi vậy gieo xuống mầm tai họa. Nếu không phải hắn đã muốn luyện hóa qua lôi bằng nội đan một chút tinh hoa, đối với cái này lôi bằng máu huyết đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít có được lấy chống cự chi lực, đổi một người, chỉ sợ không kịp thi triển biến thân chi thuật, cũng đã bởi vì dung nạp không dưới khổng lồ như vậy thiên địa pháp tắc chi lực mà bạo thể bỏ mình. Nhiều ngày như vậy đi qua, cái này cuồng bạo yêu linh chi lực rốt cuộc áp chế không nổi, hung hăng mà bạo phát ra. Về phần huyết đan, chính là được từ Amy Na cùng bạch tuộc quái thú trong cơ thể hai người này đều là huyết tộc người cùng nhân loại bình thường chỉ là bề ngoài tương tự lại cũng không phải đồng loại bọn hắn luyện hóa huyết linh chi lực tự nhiên cũng không khen nâng tại không có trải qua nhâm xử lý ra sao dưới tình huống đã bị tiêu phàm không tốn sức chút nào mà hóa làm hữu dụng cái này huyết trong nội đan ẩn chứa hung tàn sát lục chi khí chút nào cũng không tại lôi bằng yêu huyết chi xuống tiêu phàm dùng chính là kim đan sơ kỳ tu vi, tự tỉnh tỉnh mê mê đem hai thứ này ngay nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám lung tung dùng thiên địa linh vật một hơi đều nuốt xuống, dĩ nhiên là muốn dẫn phát trong cơ thể của hắn, thiên hạ đại loạn. Đến lúc này hắn còn không có bạo thể mà vong, thật sự là vận khí tốt đến nghịch thiên. Lại dùng nội thị thuật dò xét kỳ kinh bát mạch tình huống, tiêu phàm hai hàng lông mày lại càng chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy. Tại hắn cơ bản toàn bộ bị tổn thương trong kinh mạch, chẳng những có lôi bằng chi lực, có huyết đan chi lực, thậm chí ngay viêm linh chi lực đều xuất hiện tham gia náo nhiệt. Cái này viêm linh chi lưới kiếm thô bạo khí, vốn đã bị ngàn năm tuyết liên phối trí đan dược áp chế xuống dưới, lúc này tiêu phàm thân mình hạo nhiên chính khí hoàn toàn bị dị chủng pháp lực áp chế, cái này thô bạo khí thì thừa cơ ngẩng đầu. Quả thực loạn thành hỗn loạn liễu tương đương. Mắt thấy chính mình tình huống trong cơ thể đã muốn không xong đến tột đỉnh tình trạng, tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cái khéo léo bạch ngọc bình, vẹt ra nút lọ, đổ ra hai quả màu ngà sữa sược hoàn, đúng vậy cái kia ngàn năm tuyết liên phối trí linh đan, cắn răng một cái, đem lượng hai viên linh đan đều nuốt xuống. Vốn là cái này linh đan là vì áp chế viêm linh chi lưới kiếm thô bạo khí điều phối đích, nhưng nghĩ đến đối với lôi bằng yêu linh chi lực cùng huyết đan gợi yêu ta ết khí tức, đều có một chút áp chế cùng điều hòa tác dụng. Tiêu phàm rất nhanh tự luyện hóa linh đan, tình hình quả nhiên muốn giỏi hơn nhiều. Bất quá một ngày này tiêu phàm đã muốn không dám lại nếm thử điều khiển chân khí trong cơ thể pháp lực, liền nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, ngày kế tiếp sáng sớm, lại đang trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức vận động. Ai ngờ tình hình có lẽ hay là giống như đúc, tại cuối cùng trước mắt, kim đan cùng pháp lực lần nữa đồng thời không khống chế được. Tiêu phàm lại là kêu to một tiếng, hôn mê bất tỉnh chương 685, Ngọc Núi Trúc Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong mật thất tiêu phàm, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, toàn thân khí thức cực kỳ quỷ dị, khi có khi không. Linh lực chấn động có đôi khi cường thịnh vô cùng, hơn xa ngày thường, có đôi khi rồi lại chấn động đều không có, phảng phất phàm nhân. Duy chỉ có ánh mắt thủy chung thanh tịnh, hiển nhiên linh đài một mực thanh minh, cũng không rơi vào ma chướng bên trong. Lần nữa vận khởi nội thị thuật, đã kiểm tra trong cơ thể tình hình về sau, tiêu phàm không hề do dự, tâm niệm vừa động, đỉnh càn khôn di động hiện ra tại hắn trước ngực chậm rãi xoay tròn. trong khoảng thời gian này trải qua liên tục mấy lần nếm thử, tiêu phàm phát hiện thủy trung vô pháp giải trừ trong cơ thể nguy cơ ngân dực lôi bằng nguyên khí huyết đan tinh khí cùng viêm linh chi lưới kiếm thổ bạo khí dây dưa cùng một chỗ lẫn nhau chinh chiến không ngớt thậm chí nghĩ chiếm cứ chủ đạo địa vị khống chế nhục thể của hắn. trong lúc nguy cấp tiêu phàm chỉ có thể đem còn có thể thay đổi chút hít hạo nhiên chính khí tập trung lại bảo vệ chính mình linh đài, để ngừa bị những kia dị chủng linh lực xâm chiếm. Nếu thật là linh đài bị ô nhiễm, vậy thì thật sự xong rồi. Bất quá tự trước mắt mà nói, tình hình thật sự không thể lạc quan. Nếu như trong ngắn hạn nếu không nghĩ cách đem những kia dị chủng linh lực chấn đẻ xuống, hoặc là tiến hành dẫn đạo, dùng không được bao lâu, tiêu phàm kim đan cũng sẽ bị nứt vỡ, kết cục chính là bảo thể mà vong. Vài ngày trước tử hòa Mikhail trao đổi thời điểm, Mikhail tự nói tới qua loại hiện tượng này. Một ít tu chân giả không để ý thực tế tình huống, một mặt dùng dược tính cực kỳ mãnh liệt đan dược, kết quả thân thể không chịu nổi cực lớn dược lực, cuối cùng nhất bạo thể. Tiêu phàm phỏng trừng, chính mình không nghĩ qua là tội phạm vào đồng dạng sai lầm. Mắt thấy sự tình gấp, tiêu phàm rốt cục lần nữa đem, đỉnh càn khôn, thanh toán đi ra. Chỉ có nghĩ biện pháp nguyên thần xuất khiếu, tiến vào tu khắp trời gian đi về phía thanh dương tổ sư thỉnh giáo, hơn nữa tiêu phàm cũng một mực nhớ thương lấy muốn đem, thiên nhân tương, pháp quyết truyền thụ cho thanh dương tổ sư. Do đệ sáu thập tứ đại đệ tử cho chương 38, đời tổ sư truyền pháp, nghe đi lên cũng đủ quỷ dị. Nhưng thế sự vô thường, nhất là tại tu chân giới, cái gì việc lạ cũng có thể phát sinh, cẩn thận ngẫm lại, như vậy không coi vào đâu liếu tương đương. Bất quá tiêu phàm lại không có gì nắm chắc, nhất định có thể lần nữa tiến vào tu khắp trời hắn trước sau hai lần tiến vào, đỉnh càn khôn, trong, đều là tình huống đặc thù. Lần đầu tiên là bởi vì quỷ vương khô lâu kích phát, đỉnh càn khôn, có chút cấm chế, bảo đỉnh chủ động đem tiêu phàm nguyên thần hút vào. Lần thứ hai tại Đại Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong, cũng là ở vào tông già đại sư năm đó tu luyện đắc đạo trong động phủ. Hơn nữa tiêu phàm tại đó tìm được rồi, thiên nhân tương, cả bộ, có thể thấy được tông già đại sư cùng vô cực môn có không nhỏ sâu xa tại hắn đã từng tu luyện đắc đạo trong động phủ, có nào đó thần kỳ lực lượng, lệnh tiêu phàm có thể lần nữa nguyên thần xuất khiếu, tiến vào, đỉnh càn khôn, trong. Tiêu phàm sở dĩ quyết định tại đây sâu trong lòng đất lần nữa nếm thử tiến vào tu khắp trời gian, chủ yếu vẫn bị bức bất đắc dĩ, không thể không nhưng. Nói sau, nơi này là một chỗ không gian thông đạo di chỉ, đỉnh càn khôn, từng tại biển máu ở chỗ sâu trong hình nón khẩu hấp thu một ít không gian chi lực, có lẽ nơi này chính là phù hợp địa điểm. Tiêu Phàm nhớ rõ, Thanh Dương Tổ Sư từng từng nói qua, chỉ cần địa điểm phù hợp, đỉnh càn khôn, không gian thần thông, là có thể kích vọng lại. Về phần có thể kích phát đến loại trình độ nào, vậy thì không được biết rồi. Tiêu Phàm suy đoán, chính mình thật muốn muốn tùy thời nguyên thần suốt khiếu tiến vào trong đỉnh, tối thiểu nhất cũng muốn ngưng kết ra nguyên anh đến mới có thể. Dù sao có nguyên anh thân, chẳng khác nào nguyên thần có thể trong thời gian ngắn độc lập hoạt động. Không tưởng hiện tại, chỉ có thể mang tâm thần bất định tâm tình đến tìm vận may. Cao gần tắc tiểu đỉnh, tại tiêu phàm trước ngực chậm rãi xoay tròn lấy, đỉnh thân hỗn độn đồ án, tự động lóng lánh bắt đầu đứng dậy. Tiêu phàm lập tức hai mắt sáng ngời. Xem ra chính mình phỏng đoán đúng vậy, tại đây không gian thông đạo di chỉ, đỉnh càn khôn, có chút thần thông, quả nhiên lại càng dễ bị kích phát ra đến. Cũng hứa hòa trước đó vài ngày tại biển máu cuối cùng hình nón khẩu hấp thu không gian chi lực có một chút quan hệ, tiêu phàm khoanh chân mà ngồi, tay trái niết quyết, cẩn thận từng ly từng tí mà thay đổi trong cơ thể một tia linh lực, nâng lên tay phải thực trung hai chỉ, nhẹ nhàng hướng, đỉnh càn khôn, một ngón tay, một đạo pháp quyết kích xả ra, đánh vào, đỉnh càn khôn, trong. Ai ngờ bởi như vậy, lập tức tổ gây ra vừa mới khôi phục lại bình tĩnh không lâu cái kia vài cổ dị trùng pháp lực, lập tức lại sinh hoạt bắt đầu đứng dậy. Tiêu phàm kinh hãi, tay phải hai chỉ một khúc, liền định chặt đứt cùng, đỉnh càn khôn, liên lạc, đem pháp lực thu hồi, toàn lực bảo vệ chính mình linh đài nói sau. Chỉ có điều tiêu phàm động tác mặc dù nhanh, cũng có chút đã muộn. Đỉnh càn khôn, tổ phảng phất một cái đại nước xoáy, một mực mút ở hắn trong ngón tay bắn ra cái kia một đạo pháp lực, tuyệt không chịu phóng. Ngay sau đó, đỉnh khẩu hỗn độn đồ án cấp tốc xoay tròn, tạo thành một cái ba thước khoảng chừng gì đó cái phếu hình dáng nước xoáy, đem tiêu phàm trong cơ thể dị chủng pháp lực liên tục không ngừng mà hấp thu đi vào bảo đỉnh quang hoa đại phóng. Tiêu phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ, niết quyết cách làm, trong miệng năm nói lẩm bẩm đem thần thức chậm rãi hướng trong đỉnh tìm kiếm. Đỉnh càn khôn, hấp thu pháp lực tốc độ càng lúc càng nhanh, hào quang cũng càng ngày càng thịnh. Vèo, tiêu phàm nguyên thần ly thể, như thiểm điện xuất vào, đỉnh càn khôn trong. Sau một khắc, tiêu phàm linh thân thể liền từ bức tường trong lúc đó mặc đi ra. Không biết nguyên nhân gì, tiêu phàm mỗi lần tiến vào, đỉnh càn khôn, trong tu khắp trời gian, đều là dùng cái này bức tường với tư cách cửa vào, hơn nữa chỉ có thể vào nhập cái này nho nhỏ độc lập không gian, đối với đỉnh càn khôn trong địa phương khác, hoàn toàn không biết gì cả, càng thêm không đi được. Dựa theo thanh dương tổ sư miêu tả, đỉnh càn khôn là cả tu tiên giới, đều đại danh đỉnh đỉnh không gian trí bảo, trong đó bộ tuyệt không chỉ như vậy một chỗ nho nhỏ độc lập không gian, nên vậy quảng rất lớn, thậm chí có khả năng bao hàm lấy một cái tiểu thế giới. Tự nhiên, đây cũng là thanh dương tổ sư tại cổ đại trên điển tịch nhìn qua tương quan ghi lại, rốt cuộc là thật là giả, nhưng lại không thể nào khảo chứng. Cái này hơn một nghìn năm đến, thanh dương tổ sư nguyên thần cũng bị vây ở đại thiên tôn trong đỉnh, phủ đệ, bên trong, không đi được địa phương khác. Bất quá trong lúc này, tiêu phàm cũng không có tâm tư đi để ý tới những này, lập tức chuyển lên mộc chế hành lang gấp khúc, bước nhanh hướng vào phía trong viện đi đến. Tiêu phàm, ta cũng biết là ngươi đã đến rồi, lần này, như thế nào gây ra to như vậy động tính. Vừa mới vừa đến nội viện, tự vang lên thanh dương tổ sư cởi mở tiếng cười. Trong đình viện một gốc cây hạnh hoa dưới cây, áo trắng áo bào trắng thanh dương tổ sư ngồi ở một bàn đá trước kia, trên bàn bầy biện một bình trà xanh, hương trà lượn lờ, mắt nhìn tiêu phàm, có vẻ thần sắc rất là su y gờ sứ y gờ. Kỳ thật thanh dương tổ sư hôm nay là linh thân thể thân, sớm đã không ăn nhân gian khói lửa, cái này hồ trà xanh này đây thần thức biến ảo ra, trò chuyện dùng tự tiêu khiển mà thôi. Tiêu phàm thoảng qua khẽ giật mình, kinh ngạc nói ra, tổ sư, không có gây ra bao nhiêu động tĩnh a hát, không phải là cùng hai lần trước đồng dạng sao. Hắc hắc, còn không có nì, trước đó vài ngày, đỉnh càn khôn, không gian chấn động kịch liệt như vậy, là chuyện gì xảy ra? Tiêu phàm bừng tỉnh đại ngộ, Nói như vậy, nên vậy chính là đoạn thời gian trước tại biển máu cuối cùng, đỉnh Càn Khôn hấp thu hình nón khẩu không gian chi lực thời điểm, lại để cho ở tại tu khắp trời gian trong Thanh Dương Tổ sư có cảm ứng. "Tổ sư, ta tìm được một chỗ không gian thông đạo di chỉ liễu tương đương." Ah, à Thanh Dương Tổ sư lập tức ánh mắt sáng ngời, "Ở nơi nào tìm được đích, nói cho ta nghe một chút." Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không khách khí, hướng Thanh Dương Tổ sư cáo một tiếng tội, ở phía đối diện ngồi xuống. Hắn lần này mặc dù là bởi vì luyện công xuất hiện dị thường mới tiến vào tu khắp trời gian cầu việt, thật cũng không gấp tại nhất thời, cùng thanh dương tổ sư tâm sự trò chuyện thời gian, vẫn phải có. Nghe tiêu Phàm êm tai nói tới, bất tử bất tật, thanh dương tổ sư nhưng lại sắc mặt thay đổi, hai hàng lông mày càng trao càng chặt, nói ra có chuyện như vậy. Cái kia người tình huống hiện tại, chẳng phải là rất nát bét bánh ngọt. Đúng vậy đệ tử hiện tại bị cái kia mấy thứ dị trùng chân khí khiến cho sứt đầu mẻ chán, đặc biệt hướng tổ sư thỉnh giáo. Tiêu phàm kính cần nói. Ha ha, ta đây cái tổ sư, ngay thiên nhân tương, bên cạnh đều chưa từng đủ đến, sợ là không giúp được người A hát. Thanh dương tổ sư vuốt vuốt tuyết trắng tròm dâu, có chút tự diễu nói. Điều này cũng đúng lời nói thật, tiêu phàm hôm nay đã muốn đặt chân, thiên nhân cảnh, ngừng kết kim đan thành công, từ không gian thông đạo sụp xuống về sau, đây là lịch đại vô cực môn đệ tử không người đạt tới trí cao cảnh giới. Tạ Thanh Dương mặc dù là vô cực môn tiền bối tổ sư, tại tu vi phương diện, đã muốn xa xa kém hơn trước mắt vị này hơn một nghìn năm hậu mới sinh ra vãn bối. Đối với tiêu phàm hiện nay đang nơi cảnh giới, Thanh Dương tổ sư hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên thì dẫn ra không xuất ra cái gì biện pháp tốt đến. Bất quá ta phỏng chừng, người cũng không phải muốn tới tìm ta giải thích nghi hoặc đích, nên vậy vẫn là đem hy vọng ký thác vào đại thiên tôn tàng bảo các trong. Như vậy người cũng không muốn chỉ hoán, chúng ta đi trước hậu hoa viên A. Thanh dương tổ sư là rộng rãi loại người, tự không biết đối với tiêu phàm cái này vãn bối, hâm mộ ghen ghét hận, cười một tiếng về sau, lập tức liền quan tâm nói. Tiêu phàm vội vàng nói, tổ sư, tiến, tàng bảo các, không vội, ta còn là trước đem, thiên nhân tương, văn chương trình cho tổ sư, có lẽ có thể làm cho tổ sư bước trên vĩnh sinh đại đạo mấy tháng không thấy thanh dương tổ sư tựa hồ lại so từ trước càng thêm giải yếu một phần xem ra tung xem như linh thân thể thời gian quá xa xưa rồi cũng đồng dạng hội không kiên trì nổi chỉ có tranh thủ thời gian tu luyện thiên nhân tương có lẽ còn có thể thay đổi cái này tình huống thanh dương tổ sư vừa nghe nhẹ gật đầu cũng không chối từ nói ra cũng được dù sao sao chép một phần công pháp cũng hóa không được bao dài thời gian người đi theo ta a à. thị vâng tiêu phàm kính cẩn mà trả lời một tiếng. Lập tức, thanh dương tổ sư đem tiêu phàm lĩnh tiến một gian xương phòng. Cái này gian xương phòng giá sách án thư đầy đủ hết, nhìn về phía trên hẳn là một gian thư phòng. Chỉ có điều lệnh tiêu phàm kỳ quái chính là, trên giá sách bày đặt đích, không phải một sách 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 báo, mà là thành từng mảnh thanh màu vàng thẻ tre. Ước chừng hai ngón tay rộng, nửa chỉ dày, bốn thốn dài ngắn. Không có tháo chạy cùng một chỗ, mà là thành từng mảnh chỉnh tề bày đặt tại trên giá sách trong khoảng thời gian ngắn tiêu phàm có chút khó hiểu không biết những này thẻ tre là làm cái gì dùng đích thanh dương tổ sư trực tiếp đi qua lấy trong đó một mảnh thẻ tre giao cho tiêu phàm nói ra đây là tu chân giả dùng để chứa đựng đồ án tư liệu ngọc núi trúc không cần giấy nghiên mực văn chương trực tiếp dụng thần thức đem cần có nội dung chữ khác vào đồ vật trên của hắn là được rồi a -hát. tiêu phàm không khỏi cảm thấy kinh ngạc bán tín bán nghi mà đem thẻ tre nhận lấy trong tay không ngừng lật xem lấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thanh dương tổ sư cười nói ngọc này núi trúc là tu chân giới thường thấy nhất một loại linh mộc trước kia khắp nơi đều có tự theo trung thổ thế giới tan vỡ về sau linh khí khô kiệt tất cả linh mộc cũng dần dần héo rũ mà chết các ngươi dĩ nhiên là tìm không thấy liễu tương đương bất quá đại thiên tôn chỗ này phủ đệ ngược lại còn lưu lại không ít chỗ chống thẻ tre đại thiên tôn lưu lại a à hay sao tiêu phàm vội vàng truy hỏi một câu trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thanh Dương Tổ Sư lại lắc đầu liên tục, nói ra ta biết rõ người muốn nói cái gì, chính thức vật hữu dụng, đều đặt ở tàng bảo cát trong rồi, cái này bên ngoài lưu lại đích, đều dâu ri ơ. Bằng không thì, ta cũng không trở thành bó tay nơi đây hơn một nghìn năm, vô kế khả thi, tu vi thượng không có tiến thêm. Tiêu phàm cũng không khỏi được từ đất đai bị mất cười một tiếng. Như vậy đạo lý đơn giản, hắn có thể nghĩ đến, Năm đó Thanh Dương Tổ sư mới tiến vào cái này tu khắp thời gian thời điểm, đồng dạng có thể nghĩ đến. Xem ra Đại Thiên Tôn thật đúng là tận lực vì chi. Cái này cũng có thể lý giải, tất lại không biết bao nhiêu năm hậu, cái này, đỉnh càn khôn hay không còn ở lại vô cực môn người trên tay. Nếu rơi vào tay địch nhân chiếm đi, một khi có người trong lúc vô tình tiến vào tại đây, Đại Thiên Tôn truyền thừa chẳng phải là muốn rơi vào trong tay địch nhân. Mà muốn mở ra tàng bảo các, Tiêu Phàm tin tưởng không phải vô cực truyền nhân, quả quyết không có khả năng. Cho dù thanh dương tổ sư, không có như vậy duyên phận, hơn một nghìn năm gian, cũng chỉ có thể đối với tàng bảo các dương mắt nhìn. Lập tức tiếp nhận ngọc núi trúc, dựa theo thanh dương tổ sư chỉ điểm, đem thẻ che dán tại trên chán, lại để cho thần thức chậm rãi xuyên vào trong đó. Ngọc này núi trúc quả nhiên thần kỳ, sau một lát, tiêu phàm liền mặt mang vẻ kinh ngạc, đem thẻ che đưa trả cho thanh dương tổ sư thanh dương tổ sư bề bổn tức tiếp tới, đồng dạng tại thẻ che dán tại trên chán, nguyên vẹn, thiên nhân tương, lục trọng văn chương liền một chữ không lọt mà tại hắn thần trong thức hải lộ ra hiện ra, không khỏi mặt mũi tràn đầy vui mừng khôn xiết. Có phần này tu luyện tâm pháp, có lẽ hết thảy đều muốn trở nên cùng trước kia vô cùng giống nhau. Audio điện tử võ tấn bền Chương 686, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lại một lần nữa đứng ở thủy tổ tàng bảo các cửa đá trước kia, tiêu phàm hít một hơi thật dài khí. Dùng tiêu phàm tính cách mà nói, đối với thủy tổ tàng bảo các như vậy không gian, kỳ thật một mực đều tồn tại nào đó, hư ảo cảm giác, cảm thấy vận khí của mình thật sự quá tốt, có chút vô cùng đầu cơ trục lợi liếu tương đương. Đương nhiên, hiện bày đặt như vậy một tòa bảo khố tại, lại chỉ có một mình hắn là người hữu duyên, có thể đi vào đi, lại để cho hắn ngạnh xanh xanh địa nhẫn ở không đi bên trong đoạt bảo, vậy thì càng không khả năng. Cho dù trong lòng có như vậy một tia cảm giác không ổn, cũng thật sự chống cự không nổi bảo vật vô thượng hấp dẫn. Thanh Dương Tổ Sư không có theo hắn cùng một chỗ đến hậu viện, chỉ là đem điều khiển ảo trận thủ pháp truyền thụ cho hắn, lại để cho tiêu phàm tự hành đi qua. Thanh Dương Tổ Sư chính mình, vội vã muốn tu luyện thiên nhân tương. Đối với hắn mà nói, thật sự đợi đắc quá lâu. Hơn một nghìn năm tịch mịch, tuyệt không phải là người nào đều có thể nhịn chịu được đích tại tiêu phàm thần thức bao phủ phía dưới, tàng bảo các cửa đá lần thứ ba mở ra. Tàng bảo các trong ngọc thất kiến trúc cùng khúc chiết vô cùng con đường, như trước giống như trước đây, không có bất kỳ khác nhau. Tiêu phàm vẫn đang vô pháp nhìn trộm cái kia từng gian đóng chặt ngọc trong phòng, rốt cuộc tồn phóng loại nào bảo vật, có lẽ hay là chỉ có thể dựa vào trực giác chỉ dẫn về phía trước. Bởi vì này một hồi tình thế, tựa hồ cũng không phải đặc biệt khẩn cấp, tiêu phàm trong nội tâm ý tưởng đột phát, không để ý tới trực giác chỉ dẫn, Tại người thứ nhất lộ khẩu liền quẹo trái, đi vào đệ nhất gian ngọc thất trước kia, đem thần thức xuyên vào đến trên ngọc môn hỗn độn đồ án bên trong đi. Ai ngờ nhưng không có nửa phần phản ứng, vô luận Tiêu Phàm như thế nào tăng mạnh thần thức chi lực, đều là như thế. Sau một lát, Tiêu Phàm đành phải cười khổ buông tha cho. Xem ra cái này thủy tổ tàng bảo các thần kỳ, xa không phải hắn hiện tại một chút như vậy điểm tu vi có khả năng cởi bỏ đích có lẽ hay là thành thành thật thật dựa theo trực giác chỉ dẫn đi làm sự so sánh tốt. Nếu không, vạn nhất chọc giận vô cực thiên tôn, cũng không phải là hảo ngoạn. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, tiêu phàm đi tới một gian ngọc thất trước kia, cái loại này trực giác chỉ dẫn lặng yên rồi biến mất, giống như có lẽ đã hoàn thành, nhiệm vụ. Đây là lần thứ ba tiến tàng bảo các đoạt bảo, đối với tiêu phàm mà nói, sớm đã quen việc dễ làm, chỉ là trong nội tâm còn có chút hiếu kỳ, vì cái gì mỗi lần đến đây đoạt bảo, đều có thể tìm tới dùng chung bảo vật, chẳng lẽ đối với hắn chỗ kinh nghiệm hết thảy nguy nan, thủy tổ đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như quả thật như thế, vô cực thiên tôn không khỏi quá nghịch thiên. Tạo hóa tương, tu luyện tới trí cao cảnh giới, hẳn là thật có thể khống chế vũ trụ càn khôn, vạn vật tạo hóa, tựa như sáng tạo thế giới tổ thần giống nhau. Lần này, hắn tại trên việc tu luyện gặp nan đề, thủy tổ vừa muốn ban cho hắn loại nào bảo vật đến thoát khỏi khốn cảnh đâu này mang theo loại này hiếu kỳ nghi vấn tiêu phàm đem thần thức chậm rãi xuyên vào đến trên ngọc môn hỗn độn đồ án bên trong trước mắt là một mảnh khu rừng rậm rạp trong rừng sương mù nặng nề thập bước bên ngoài cái gì đều thấy không rõ lắm tiêu phàm cũng là không chút kinh hoàng chỉ là tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng chậm rãi về phía trước căn cứ hai lần trước kinh nghiệm tiêu phàm biết rõ hắn cần tại nơi này giả thuyết không gian hỗn độn bên trong chiến thắng nào đó đối thủ mới có thể tiến nhập trong phòng, tìm được bảo vật. Nhưng lần này, có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến, tại rừng rậm chung đi lại thật lâu, rõ ràng không có bất kỳ yêu linh mãnh thú lao tới cùng hắn đấu tranh, chiến đấu. Tiêu phàm chút nào cũng không dám chậm trễ, Thủy Trung Thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần. Lại đi qua gần nửa canh giờ, rừng rậm như trước mậu dày đặc, sương mù có lẽ hay là nặng nề. Ảo trận, tiêu phàm vẻ sợ hãi mà kinh, đột nhiên ý thức được, chính mình có thể là rơi vào nào đó trận pháp diễn biến ảo giác bên trong. Cũng may đối với trận pháp chi đạo, Tiêu Phàm cũng rất có nghiên cứu, lúc này dừng bước lại, bắt đầu cẩn thận quan sát khởi quanh thân hoàn cảnh đến. Tiêu Phàm rất rõ ràng, bất kỳ một cái nào ảo trận đều có một đầu mối then chốt, tìm được cái này đầu mối then chốt là phá trận mấu chốt. Chỉ là cái này đầu mối then chốt chỗ, thật sự thật không tốt tìm. Thường thường hội biến ảo thành một cái nhất vật không ra gì ngay tại trước mắt người lúc ẩn lúc hiện, người cũng khó có thể phát giác. Suốt sáu canh giờ đi qua, vốn là đóng chặt ngọc thất đại môn, bỗng nhiên từ từ mở ra. Vẫn đứng tại cửa ra vào, vẫn không nhúc nhích, tựa như sơ cứng giống nhau tiêu phàm, cũng toàn thân một kích linh, tỉnh lại. Tại không gian hỗn độn ở phía trong, hắn phí hết tâm huyết, rốt cục cởi bỏ ảo trận, quả nhiên liền mở ra ngọc thất đại môn. Gian phòng này ngọc trong phòng bài trí, cùng tiêu phàm đã từng mở ra qua hai gian ngọc thất bất đồng, mà là thiết trí thành một gian điện phủ bộ dạng, ngọc thất một phương, cao cứ một pho tượng tượng nặn. Nhìn thấy cái này tôn pho tượng, tiêu phàm lập tức tự ngây ra một lúc, trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Nam cực tiên ông, cái này tôn pho tượng, đạo bào áo choàng cách xù dâu bạc trắng, cầm trong tay quải trưởng, dáng tươi cười chân thành, đúng vậy hoa hạ dân gian truyền thuyết ông cụ hình tượng. Tiêu phàm thật sự chưa từng nghĩ đến, tại đây hội thờ phụng Nam Cực Tiên Ông bài vị. Căn cứ đạo gia kinh điển ghi lại, Nam Cực Tiên Ông là cực kỳ uy nghiêm tinh, sao quan, tại thần tiên bên trong địa vị cực cao, chính là Nguyên Thủy Thiên Vương Trường Tử, xưng là cao hơn thần tiêu Ngọc Thanh chân Vương Trường Sinh Đại Đế, lại tên Cửu Long Phù tang Ngày Cung Đại Đế, hoặc tên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Theo đạo kinh cao hơn thần lôi Ngọc Thanh chân Vương Tím Sách Đại Pháp, tự trở, xưa kia vũ trụ chưa thành, nguyên khí không sinh, Nguyên Thủy Thiên Vương vì hảo mãng minh luật đại phạm chi tổ, tập trung tư tưởng suy nghĩ kết thai, tên viết hỗn độn. Hỗn độn đã hủy đi, chính là có thiên địa, trung ngoại chi khí, phương tên hỗn hư. Nguyên Thủy Thiên Vương, vận hóa đồ, kim cho hách ngày, ngọc tương như thiên, đào dục hay tinh, phân tích càn khôn. Chính là tự ngọc kinh lên núi Hạ Du, gặp vạn khí tổ mẫu thái huyền ngọc cực nguyên cảnh tự nhiên trên 9 tầng trời huyền ngọc thanh thần mẫu, đi thượng thanh đại động sống mái ba một hóa chi đạo, sống chết tám người, trường viết nam cực trường sinh đại đế. Cũng số cửu long phù tang ngày cung đại đế, cũng số cao hơn thần tiêu ngọc thanh vương, một thân ba gã, hắn thánh một cùng. Tuy nhiên tại dân gian trong truyền thuyết, nam cực trường sinh đại đế biến thành hỏa ái dễ gần thọ tinh lão nhân, nhưng hai người này kỳ thật là một người. Hoa hạ quốc dân gian truyền thuyết, nam đầu rót sinh, bắt đầu rót tử. Nói cách khác, nam đầu tinh quân là chuyên môn trưởng quản tánh mạng thần linh, mà bắt đầu tinh quân tác chính là trưởng quản sống lâu. Đương nhiên, các loại dân gian truyền thuyết phức tạp vô cùng, nam cực trường sinh đại đế cùng trong truyền thuyết nam đầu tinh quân, chưa hẳn chính là cùng một người. Chỉ là tại đây gian ngọc trong phòng, thờ phụng nam cực trường sinh đại đế linh vị, thật sự lại để cho tiêu phàm hồn nhiên khó hiểu. Viêm linh chi lưới kiếm là vô cực thiên tôn chém gỡ yêu ta ít cách hỏa tinh linh về sau, cướp lấy viêm linh chi bảo, lần thứ hai tiêu phàm lấy được ngân dược lôi bằng tổn hại nội đan cùng máu huyết cũng là chết tại vô cực thiên tôn thủ hạ chính là trời sinh thánh linh chẳng lẽ vô cực thiên tôn năm đó vậy mà đánh bại nam cực trường sinh đại đế không được nhưng bởi như vậy lại giải thích không thông vì sao lại ở chỗ này thờ phụng nam cực tiên ông bài vị? vô luận vô cực thiên tôn cỡ nào lòng dạ rộng lớn cũng tuyệt đối không thể có thể ngàn vạn năm thờ phụng bại tướng dưới tay của mình a à. tiêu phàm đầy bụng điểm khả nghi chậm rãi tiến lên, tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bài vị trước kia, cúi người chào thật sâu hành lễ, chút nào cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Mặc kệ vì cái gì, vô cực thiên tôn đều như vậy trịnh mà trọng chi địa thờ phụng lão thần tiên, tuyệt đối không thể không kính. Hướng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bài vị hành lễ qua đi, Tiêu Phàm lúc này mới ngồi thẳng lên, đánh giá bàn thờ bên trên nhiều loại vật phẩm. Ngoại trừ bàn thờ thượng xứng đáng đèn trong cùng cống phẩm bên ngoài, còn có hai dạng đồ vật tương đối đặc biệt. Đệ một vật là một mảnh thẻ tre, tiêu phàm không lâu vẫn còn thanh dương tổ sư trong thư phòng bái kiến Ngọc Núi Trúc. Theo thanh dương tổ sư nói, Ngọc này Núi Trúc là cổ đại tu chân giả dùng để ghi chép đồ văn tư liệu đích. Cái này tấm thẻ tre bày đặt tại Nam Cực Trường sinh đại đế bàn thờ thượng khẳng định ghi chép lấy một ít đặc biệt trọng yếu nội dung. Thứ hai dạng gì đó, tắc chính là là một cái bồn cây cảnh. Cái này bồn cây cảnh không lớn, cùng bình thường bày đặt tại trên bàn sách tiểu bồn cây cảnh không sai biệt lắm, nam cực tiên ông tay chú quải trượng, dựa vào tại một tòa ngồi trên núi giả, vẻ mặt tươi cười. Cái này bồn cây cảnh thượng điêu khắc nam cực tiên ông, cùng cung phụng cái kia tòa cự đại điêu khắc đồng dạng, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, giống như chân nhân. Tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, cái này nho nhỏ nam cực tiên ông điêu khắc, sau so cung phụng cái kia tòa ngồi điêu khắc càng thêm trông rất sống động. Chạm trổ phương diện, khả năng không có bao nhiêu khác biệt, mấu chốt là cái này bồn cây cảnh thượng điêu khắc, nhiều vài phần linh khí thậm chí cả tòa bồn cây cảnh đều lượn lờ lấy tầng một hơi mỏng sương mù phảng phất giống như tiên cảnh giống nhau làm cho người vừa nghe phía dưới liền là ý chí đại sướng khó trách tiêu phàm vừa đi vào gian phòng này ngọc thất đã cảm thấy tại đây không giống người thường linh khí đặc biệt nồng đậm không giống phía trước xảy ra hai gian ngọc thất tràn đầy thô bạo khí cảm tình cái này linh khí chính là từ nơi này tòa ngồi nho nhỏ bồn hoa bên trong tiết lộ ra tới tiêu phàm không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, bất quá suy nghĩ một chút về sau, có lẽ hay là hướng cầm lên cái kia miếng ngọc núi trúc, cẩn thận dò xét qua đi, xác định không có vấn đề gì, mới nhẹ nhàng dán tại trên ót, đem thần thức xuyên vào bên trong. Bất quá một lát trong lúc đó, tiêu phàm trên mặt liền lộ ra vẻ cây ếch yêu ta ép sợ, lập tức lại biến thành mừng rỡ. Thật lâu, tiêu phàm mới chậm rãi buông thẻ tre, hai tay nâng. Lên này tòa nho nhỏ bồn cây cảnh, gắt gao nhìn thẳng rồi, hai mắt nhấp nháy, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Linh dược viên, cái này vậy mà cũng là một việc không gian bảo vật. Tiêu phàm nhiều lần xem cái này trong tay bồn cây cảnh, thì thao tự nói nói, trong giọng nói còn mang theo một tia không biết giải quyết thế nào. Cái kia tấm ngọc núi trúc, xác thực là lúc trước vô cực thiên tôn lưu lại đích. Nội dung bên trong ghi lại lấy, tiêu phàm giờ phút này trong tay bưng lấy cái kia kiện bồn cây cảnh, nhưng thật ra là một kiện không gian bảo vật, là nam cực trường sinh đại đế tùy thân mang theo loại nhỏ linh dược viên. Bất quá vô cực thiên tôn cũng ghi lại nói, nam cực trường sinh đại đế là trí cao vô thượng chân thần một trong, ngày bình thường rất khó nhìn thấy hắn chân thân, chỉ có hóa thân lộ ra hóa thế gian, trị bệnh cứu người, quảng tích âm đức. Ngụ ý nói đúng là, vô cực thiên tôn gặp được vị này nam cực tiên ông, kỳ thật chỉ là nam cực trường sinh đại đế một vị thân ngoại hóa thân, biến ảo thành thế nhân thích nghe ngóng ông cụ hình tượng. Một mạch hóa tam thanh, vốn là đạo giáo vô thượng thần thông. Đã vô cực thiên tôn gặp được nam cực tiên ông, chỉ là thân ngoại hóa thân, như vậy nam cực tiên ông cái này tùy thân mang theo loại nhỏ linh dược viên, cũng sẽ không là chính phẩm, mà là phỏng chế phẩm. Nhưng đối với tại tiêu phàm mà nói, tung tính toán chỉ là một phỏng chế phẩm, đó cũng là hiếm thấy thiên bảo vật. Dùng hắn cảnh giới bây giờ, cùng nam cực trường sinh đại đế thật sự cách xa nhau quá mức xa xôi liễu tương đương về phần nam cực tiên ông tùy thân mang theo loại nhỏ linh dược viên, làm sao sẽ đến vô cực thiên tôn trong tay, ngọc núi trúc bên trong nhưng lại nói không tỉ mỉ, tựa hồ mang theo nào đó cực kỳ nồng đậm trùng hợp sắc thái. Vạn pháp đều là duyên. Đây là vô cực thiên tôn ghi lại tại ngọc núi trúc ở phía trong nguyên văn. Chương 687, linh dược viên thượng. Chói mắt bạch quang lóe lên, ngọc thất trong bỗng nhiên mất đi tiêu phàm thân ảnh, chỉ còn lại có này tòa loại nhỏ bồn cây cảnh lẳng lặng yên lơ lửng tại giữa không trung như trước đám sương lượn lờ, linh khí mở mịt. Tiêu phàm đã muốn ra hiện tại một trong sơn động, pháp lực ngưng tụ, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tự vừa rồi, hắn dựa theo ngọc núi trúc ở phía trong ghi lại phương thức, chậm rãi đem thần thức xuyên vào đến bồn cây cảnh lượn lờ mỏng trong sương mù, quả nhiên ngay tại hòn non bộ chân núi nơi, phát hiện một cái nhỏ nhất cực động nhỏ khẩu. Chợt nhìn về phía trên, cái này toàn núi sơn chính là một ít khối đá thái hồ chỗ điêu khắc mà thành, có nhỏ như vậy lỗ thủng, thật sự lại bình thường bất quá. Ai có thể nghĩ đến, cái này cực động nhỏ khẩu, dĩ nhiên là loại nhỏ linh dược viên cửa vào. Tiêu Phàm đem thần niệm thăm dò vào đến trong động khẩu, một cái hỗn độn đồ di động hiện ra, tựa hồ là muốn nghiệm chứng Tiêu Phàm thân phận. Tiêu Phàm lập tức niệm động ngọc núi trúc ở phía trong ghi lại mở ra bảo vật khẩu quyết, đồng thời hạo nhiên chính khí đã ở thần niệm bên trong hình thành một cái đồng dạng hỗn độn đồ, hai cái hỗn độn tu ma thượng dung hợp cùng một chỗ, không hề trở ngại. Vèo, tiêu phàm liền cả đều bị hít vào trong động khẩu. Dù sao tiêu phàm bây giờ là linh thân thể, hữu hình không thể, vô luận nhiều loại nhỏ tiểu nhân, không gian, đều có thể không ngại thông qua. Tiêu phàm vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa động hồng lóng lánh, một cái hỗn độn đồ án lộ ra hiện ra, đem cửa động một mực phong bế. Cái này bảo vật mặc dù là được từ nam cực tiên ông chi thủ, tất nhiên trải qua đại thiên tôn dùng vô cực thuật pháp ra chỉ qua. Không phải người hữu duyên, khẳng định vào không được đích. Hơn nữa, Ngọc Núi Trúc ở phía trong ghi lại nội dung, tại tiêu phàm xem qua hậu, tự tự động biến mất. Tiến vào cái này linh dược viên khẩu quyết, ngoại trừ tiêu phàm bên ngoài, lại cũng sẽ không có người thứ hai biết nói. Tiêu phàm qua cô đầu, liền là đi nhanh hướng trong sơn động đi đến vừa mới vừa vào vào đến cái này trong sơn động, tiêu phàm liền cảm giác được một cổ nồng đậm đến cực điểm linh khí đập vào mặt, thậm chí ẩn ẩn có xanh biếc quang điểm tại linh khí bên trong chậm rãi bay múa. Vừa thấy được loại tình hình này, tiêu phàm lại nhịn không được chấn động. Hắn rõ ràng cảm giác được, những kia xanh biếc quang điểm, nhưng thật ra là thể rắn hóa linh khí. Cái này trong sơn động thiên địa linh khí, vậy mà nồng đậm đến trình độ như vậy, thậm chí xuất hiện linh khí kết tinh hiện tượng tiêu phàm kìm lòng không được mà thân thủ trào tới, những kia xanh biết quang điểm, theo trong lòng bàn tay của hắn phiêu nhiên mà ra, hoàn toàn không bị hắn cấm chế. Tiêu phàm lại hít sâu một hơi, lại kiểm tra chính mình linh thân thể, phát hiện những kia quang điểm cùng linh khí, chỉ là nhập vào cơ thể mà qua, hào không ngừng lại. Ha ha, những này đến một linh khí, sinh ra phải không có thể chuyển hóa làm chính mình dùng đích, chỉ có cỏ cây chi thuộc, mới có thể hấp thu lợi dụng. Cần biết nơi này chính là dược viên, không phải ngồi xuống luyện công động phủ. Tiêu phàm chính kinh ngạc gian, một cái giả nua vô cùng thanh âm, bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Ai? Tiêu phàm kinh hãi, vội vàng nhắc tới trong cơ thể pháp lực, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Cứ việc hắn hôm nay chỉ là linh thân thể, nhưng cũng có sức đánh một trận. Chỉ là không có tùy thân mang theo binh khí, sức chiến đấu tự nhiên suy yếu không ít. Tiểu hữu không cần bối rối, ta chỉ là nơi đây một pho tượng thổ địa mà thôi, vì nam cực tiên ông trưởng quản nơi này dược viên. Tiểu hữu đã có thể đi vào đắc tại đây, chính là có duyên loại người. Theo cái này già nua thoại ngữ thanh âm, một đạo tia ánh sáng trắng lóng lánh, một cái cực kỳ thấp bé, bất quá ba thước chiều cao lão nhân, theo lòng đất sông ra, tay chú một đầu đào một quải trược, tóc bạc mặt hồng hào, dưới hàm nhất bộ dâu bạc trắng, dáng tươi cười chân thành, cùng trong truyền thuyết thổ địa công, cơ hồ giống như đúc. Tiêu phàm lại một lần giận xem líu lưỡi, liên tục không ngừng mà thi cái lễ, kinh ngạc nói ra, nguyên lai là tôn thần, tiêu phàm hữu lễ. Tại Hoa Hạ Quốc trong truyền thuyết, thổ địa công tuy nhiên chức vị không cao, lại đứng hàng tiên lớp, là nghiêm túc thần tiên, tiêu phàm chút nào cũng không dám chậm trễ Thổ địa công ha ha cười một tiếng, trên người linh quang chấp động, nói ra tiểu hữu không cần đa lễ. Tôn thần danh xưng vạn không dám nhận, kỳ thật ta chỉ là nam cực tiên ông gửi kèm ở cỏ cây phía trên một đám thần niệm, cũng không hình thể ta là loại nào hình tượng, hoàn toàn quyết định bởi tại tiểu hữu trong nội tâm nhận thấy. Tiêu phàm không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vừa rồi vừa nghe đến người này nói mình là thổ địa, trong đầu lập tức liền hiện ra dân gian truyền thuyết thổ thần bộ dáng như vậy thần niệm chi lực lộ ra hóa ra tới hình tượng, dĩ nhiên là là trước mắt cái dạng này. Nếu trong truyền thuyết thổ thần, là thân cao hơn một trưởng ma thần, như vậy giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn đích, chính là uy phong lẫm lẫm kim giáp ma thần liễu tương đương. Thình tiên vấn ông, thế gian chẳng lẽ thực sự tiên giới? Thực sự nam cực tiên ông? Thật vất vả, tiêu phàm mới lại phục hồi tinh thần lại, lần nữa hướng xuống đất mà công sâu thi lễ, tò mò hỏi. Đã người này không dám nhận, tôn thần, danh xưng tiêu phàm liền đổi giọng gọi hắn tiên ông. Hắn tự xưng là nam cực tiên ông gửi phụ cùng cỏ cây phía trên thần nghiệp, như vậy xưng là tiên ông, nghĩ đến chắc là không biết sai đích. Thổ địa công ngửa đầu nhìn qua hắn, cười hì hì nói ra, tiêu tiểu hiếu, cái này chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng rồi. Những chuyện này, ta là một mực không biết đích, lúc trước nam cực tiên ông đem một đám thần niệm chi lực gửi kèm ở cỏ cây phía trên, chỉ là làm ta trưởng quản nơi này dược viên, mặt khác hết thảy, ta cũng không hiểu biết. Tiêu phàm lập tức tự buồn bực một chút. Cái này thần niệm gửi phụ chi thuật, hắn hiện tại không hiểu lắm đắc, nhưng nghĩ đến dùng nam cực tiên ông chi năng, muốn đem thần niệm bên trong không nên có chứa bộ phận tin tức loại bỏ rơi, cái kia là chuyện dễ dàng. Nếu không, vạn nhất có người tìm được bảo vật này về sau, khống chế được cái này sợi thần niệm phân thân, tìm hiểu nam cực tiên ông hư thật, chẳng phải là không xong. Dùng tiêu phàm dưới mắt năng lực, hắn đương nhiên làm không được như vậy, đúng vậy nếu như thay vô cực thiên tôn, vậy thì không hề cùng giảng liễu tương đương. Xem ra nam cực tiên ông tính tình, cũng cực kỳ cẩn thận. Đối với tiêu phàm phiền muộn, thổ địa công làm như không thấy, cười ha hả nói, tiêu tiểu hiếu, người đã vào cái này dược viên, cái kia người chính là nơi này chủ nhân. Mời đi theo ta a, à, cho lão hủ cho ngươi từng cái giảng giải cái này trong viên nhiều loại tình hình. Tiêu phàm vội vàng có chút khẽ khom người, nói ra, làm phiền tiên ông. Thổ địa công ha ha cười một tiếng, chống đào một quải trưởng, chậm rãi từ từ về phía trong động đi đến, tiêu phàm theo sát phía sau. Bất quá đi hơn 10 bước, trước mắt liền rộng mở trong sáng, chỉ thấy một mảng lớn chỉnh tề Điền Huệ đột nhiên ra hiện tại phía trước, ước chừng có lớn gần mẫu nhỏ. Điền Huệ bên trong, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, màu ngà sữa phiến đá trải thành một mảnh dài hẹp đường nhỏ, đem dược viên phân cách thành mấy mảnh nhỏ vườm ươm. Cái này dược trong viên linh khí, tựa hồ so cửa động còn muốn càng thêm nồng đậm, xanh biếc quang điểm càng nhiều một ít. Bất quá vẫn là cùng cửa động đồng dạng, cái này nồng đậm vô cùng linh khí, làm cho tiêu phạm ý chí đại sướng, nhưng không cách nào hô hấp thổ nạp, dùng cho mình dùng. Thổ Địa công nói được minh bạch, nơi này là dược viên, không phải tu luyện ngồi xuống động phủ. Nếu không, dùng tại đây linh khí nồng đậm trình độ, ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, chỉ sợ nếu so với gian ngoài tiết kiệm 2 phần 3 thời gian cũng không dừng lại. Bất quá tiêu phàm cũng là nghĩ đến minh bạch, bất kể là loại nào nghịch thiên bảo vật, đều có rất nhiều hạn chế. Thường thường bảo vật đẳng cấp càng cao, hạn chế càng nhiều. Cái loại này bao quát vạn có không gì làm không được bảo vật, kỳ thực là không có đích. Tiêu phàm chú ý, rất nhanh đã bị điền huề bên trong trồng dược thảo hấp dẫn. Cái này, đây là thiên la hoa. Đứng ở một cây nở rộ hồng bạch giao nhau hoa tươi trước mặt, tiêu phàm trừng lớn hai mắt, trước sau như một chấn định tự nhiên tiêu chân nhân, thậm chí xuất hiện cả năm tình hình. Thiên la hoa, vô cực biển tịch ghi lại, chính là thượng cổ linh dược, là luyện chế an hồn định thần loại đan dược chủ nguyên liệu một trong. Tại hiện thực sự thật trong thế giới, sớm đã tuyệt tích, tiêu phàm cũng là y theo trong điển tịch miêu tả tình hình mới có thể đem loại này linh dược nhận ra, còn không dám quá khẳng định. Dù sao sách cổ thượng ghi lại, có rất nhiều lập lời nước đôi thoại ngữ, vừa rồi không có màu sắc rực rỡ hình ảnh, tiêu phàm cũng chỉ có thể bằng suy đoán liễu tương đương. Từ nơi này, thiên la hoa, nở rộ trình độ đến xem, loại này linh dược nên vậy sớm đã đến thành thục kỳ, dược tính rất mạnh. Nhưng cụ thể đã tại tại đây sinh trưởng bao lâu, tiêu phàm nhưng lại không thể nào phán đoán. Thổ địa công mỉm cười nói, tiêu tiểu hữu hảo nhãn lực, đây đúng là thiên la hoa. Hôm nay la hoa, cần sinh trưởng hơn trăm năm mới miễn cưỡng có thể dùng. Cái này cây thiên la hoa, đã có vạn năm dược tính, trồng ở chỗ này, cũng vượt qua ngàn năm liễu tương đương. Tiêu phàm nghe được tráng váng đầu não trướng, vội vàng giơ tay lên, cắt đứt thổ địa công giảng thuật, nói ra, đợi một chút, xin chờ một chút. Tiên ông, vì cái gì vạn năm dược tính, lại chỉ trồng ngàn năm. Chẳng lẽ hôm nay la hoa là từ địa phương khác cấy ghép tới. Thổ địa công cười ha ha, lắc đầu liên tục, nói ra không phải vậy, hôm nay la hoa là ngàn năm trước, lão hủ tự mình trồng ở chỗ này đích. Cái kia, ngàn năm thời gian, vì sao lại có vạn năm dược tính. Tiêu phàm thật sự bị cái này lão đất đai cấp quấn chóng luôn. Thổ địa công dung đùi đắc ý nói, tiêu tiểu hiếu, nơi này nếu là nam cực tiên ông tùy thân mang theo linh dược viên, cùng thế tục gian bình thường dược viên so sánh với, tổng hội có chút thần kỳ chỗ. Cái này một mảnh điền huê, bất quá là gấp 10 lần sinh trưởng tốc độ mà thôi, không coi là như thế nào quý hiếm. Trồng ở chỗ này linh dược, thông sản cũng là chỉ cần hơn trăm năm nhiều nhất mấy trăm năm có thể ngắt lấy giống. Tiêu phàm hai mắt, thoáng cái trận thật lớn, gắt gao nhìn thẳng thổ địa công, sau nửa ngày nói không ra lời. Gấp 10 lần sinh trưởng tốc độ. Ăn gian. Đây tuyệt đối là ăn gian một thanh âm tại tiêu phàm trong nội tâm quát to lên nghe thổ địa công ý trong lời nói đây chẳng qua là cơ bản nhất gia tốc mà thôi trồng tại đây tấm điền huề bên trong linh dược tại thổ địa công trong suy nghĩ chính là điển hình hàng thông thường như vậy mặt khác điền huề chẳng lẽ có thể so với tại đây càng thêm thần kỳ không được thổ địa công lại không chút nào để ý tiêu phàm kinh ngạc phối hợp nói ra ví dụ như hôm nay la hoa kỳ thật sinh trưởng đến ngàn năm về sau dược hiệu thì đến được đỉnh phong rồi xa hơn hậu dù cho chồng thời gian lại trường cũng sẽ không tăng thêm một phần dược tính chỉ có điều từ ngàn năm nay không nữa người đến qua tại đây những ngày linh dược cứ như vậy ngày qua ngày năm phục một năm mà sinh trưởng lấy cũng khởi không đến cái tác dụng gì nói xong thổ địa công nhịn không được lắc đầu liên tục tựa hồ đối với lần này rất là đáng tiếc cứ việc chỉ là nguyên thần chi thân thể tiêu phàm cũng rất chướng tai gai mắt mà làm một cái nuốt nuốt nước miếng động tác phung phí của trời. 100% phung phí của trời. Dùng tiêu phàm tại y học thượng tạo nghệ, nếu là có như vậy một cái thần kỳ vô cùng dược viên tử, hắn nên cứu sống bao nhiêu người. Kết quả, những này linh dược rõ ràng ở chỗ này lãng phí một ngàn năm. Không đúng, là lãng phí một vạn năm. mươi 688, Linh Dược Viên Hạ. Hoán tâm quả, bạch ngọc hòe, ô dương mộc. Tại thổ địa công dẫn dắt phía dưới, tiêu phàm một đường nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ chút ít kỳ chân dị thảo, đa số là thời kỳ thượng cổ linh dược linh thảo, sớm đã ở cái thế giới này tuyệt tích. Thậm chí rất nhiều dược thảo, ngay tiêu phàm cũng không nhận ra, gọi không ra danh tự đến, có lẽ hay là thổ địa công chậm quá mà đem dược tên, công hiệu, thành thục năm vân. Vân từ từ nói cho hắn biết, cái này lớn gần mẫu điền huề bên trong, chỉ có hẹn ước một nửa thổ địa thượng trồng lấy dược liệu, còn có một nửa thổ địa là không lấy đích, thật là làm không đến trùng trồng. Tiêu phàm sơ lược tính toán một cái, ước chừng có hơn 200 chủng trồng, dược thảo, đa số là một cây, số ít đặc biệt tinh xảo đích, có 10 cây chủng trồng cùng một chỗ. Nhiều nhất một loại linh dược, chủng trồng có 5 chục cây, nghe nói loại thuốc này dùng lượng khá lớn, tại rất nhiều đan phương trung đô cần dùng đến. Tổng quát mà nói, trùng tại cái này tấm dược viên dược thảo, phần lớn là trăm năm khoảng chừng gì đó có thể thành thục đích, số ít thậm chí chỉ cần vài thập niên có thể dùng, còn có cá biệt đích, thành thục kỳ thì tại 200 năm đã ngoài. Mà loại dược liệu này, mạnh nhất dược hiệu, thì ngàn năm cao thấp, trong thời gian vượt qua 1.000 năm, dược hiệu cũng sẽ không lại gia tăng nửa phần, số rất ít linh dược dược hiệu, ngược lại hội theo thời gian kéo dài mà suy yếu. Nghe đến đó, tiêu phàm nhịn không được hướng xuống đất mà công đặt câu hỏi, vì cái gì không đem những này sớm đã thành thục dược liệu đều hái hái xuống, thích đáng đảm bảo. Kết quả, thổ địa công trả lời thuyết phục làm cho tiêu phàm có thổ huyết xúc động, không có người phân phó hắn làm như vậy. Cái này là thổ địa công trả lời thuyết phục, hơn nữa nói được lẽ thẳng khí hùng, tựa hồ thiên kinh địa nghĩa. Thổ địa công lập tức nói cho tiêu phàm, đã có rất lâu rất lâu thời gian, không có người xảy ra cái này dược viên tử rồi. Thổ địa công rất rỗi rãnh, ngoại trừ ngẫu nhiên chiếu cố thoáng một tí cái này dược thảo, ngày bình thường chuyện gì đều không cần làm. Tiêu phàm cuối cùng vu minh bạch, cái gọi là gửi phụ cỏ cây phía trên một đám thần niệm, rốt cuộc là cái gì khái niệm? Vị này nhìn về phía trên tóc bạc mặt hồng hào, tiền ông, kỳ thật căn bản cũng không có ý thức tự chủ, hắn làm hết thảy đều là dựa theo lúc trước dược viên tử chủ nhân cho hắn chỉ lệnh đến làm việc đích. Hơn nữa loại này chỉ lệnh còn cần cách một thời gian ngắn tự hạ đạt một lần, nếu không, hắn chỉ biết dựa theo bản năng đến làm việc. Cái gọi là bản năng, kỳ thật chính là tự động chiếu cố trong vườn dược thảo nhưng ngắt lấy thành thục dược thảo, hong gió, sao chế, cất chứa phức tạp như vậy quá trình, nếu như không cách đoạn thời gian tự phân phó hắn một lần, hắn chắc là không biết tiếp tục làm xuống đi đích. Cái này loại nhỏ linh dược viên, chính là vô cực thiên tôn theo nam cực tiên ông trong tay lấy được, vô cực thiên tôn thành đạo nhiều năm như vậy, lao thẳng đến linh dược viên niêm phong cất vào kho tại tàng bảo các trong, những năm này gian, dĩ nhiên là không có người đối với cái này thổ địa công hạ mệnh lệnh. Nhất niệm đến tận đây, tiêu phàm trong nội tâm hiện lên một tia bất an. Như thế nghịch thiên không gian bảo vật, vô cực thiên tôn vì sao lại đem lẻ loi trơ trọi mà niêm phong cất vào kho tại tàng bảo các trong thời gian lâu như vậy? Chẳng lẽ vô cực thiên tôn chính mình không dùng được cái này linh dược viên sao? Có lẽ hay là nói, dùng vô cực thiên tôn cảnh giới, tại đây linh dược, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không vào được hắn pháp nhãn. Như thế có khả năng, dù sao tại trên thẻ trúc vô cực thiên tôn nói được minh bạch, cái này giới diện nam cực tiên ông, kỳ thật chỉ là nam cực trường sinh đại đế thân ngoại hóa thân, hóa thân mang theo linh dược viên, tự nhiên cũng là phỏng chế phẩm. Nam cực trường sinh đại đế bản tôn mang theo chính là cái kia linh dược viên, mới được là chính phẩm. Vô cực thiên tôn tại tiên giới địa vị, nếu là đã cùng nam cực trường sinh đại đế tương tự Phật, như vậy hắn tự nhiên sẽ có rất tốt bảo vật, chứng mắt loại này phỏng chế phẩm, hoàn toàn giải thích đắc thông nếu không bất luận cái gì một vị tu tiên giả cũng sẽ không đem như vậy có thể nhanh hơn linh dược tốc độ phát triển không gian bảo vật vứt bỏ không cần đích đồng dạng đạo lý tựa hồ đỉnh càn khôn cũng là phỏng chế phẩm liếu tương đương nghĩ tới đây tiêu phàm lắc đầu có chút không dám tin đỉnh càn khôn thần kỳ như vậy bảo vật làm sao có thể sẽ là phỏng chế phẩm đâu này bất quá nói đi thì nói lại tiêu phàm hôm nay một chút như vậy tu vi tầm mắt có thể cao bao nhiêu Tại hắn xem ra, thần bí khó lường, đỉnh càn khôn, có lẽ thật đúng là chỉ là việc của người nào đó nghịch thiên bảo vật phỏng chế phẩm mà thôi. Tu tiên giới to lớn, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, ai có thể nói được rõ ràng. Đương nhiên, loại tình huống này còn có một loại giải thích, thì phải là, vô cực thiên tôn, sớm đã vẫn lạc hoặc là bị chiếm đóng tại nào đó kỳ hiểm không gian, như vậy những này bảo vật biến thành vật vô chủ, thì nói được đi qua. Chỉ là loại tình huống này, tiêu phàm ngay muốn đều không muốn suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, vô cực thiên tôn là vô cực môn thủy tổ, hắn còn sót lại cái này tàng bảo các, gián tiếp cứu được tiêu phàm nhiều lần tánh mạng. Tiêu phàm rất khó tiếp nhận cái này đại thiên tôn sớm đã vẫn lạc suy đoán. Đi qua cái này lớn gần mẫu dược viên, tiêu phàm tự thấy được một cái hồ nước, đồng dạng là lớn gần mẫu nhỏ. Trồng lấy đủ loại kiểu dáng thủy sinh thực vật, bất quá chỉ chiếm nhất thời nữa khắc mặt nước, hơn phân nửa mặt nước là không lấy đích. Cái đó đúng, xích viêm thảo. Tiêu phàm mắt sắc, lập tức ngay tại trong hồ nước thấy được hai đóa tịnh đế mà mở hoa hồng, dĩ nhiên cũng làm là hắn từng tại Nam Dương quên cả sống chết đại chiến ma cưu đại quốc sư mới cướp được, xích viêm thảo. Bất quá ma cưu trang viên, xích viêm thảo, mở một đóa hoa, tại đây mở hai đóa. Hơn nữa giấu ở một đống lớn mặt khác linh dược linh trong cỏ, không chút nào thu hút. Nghe tiêu phàm nói như vậy, thổ địa công liếc bên kia liếc, nhẹ gật đầu, rất tùy ý nói, đúng vậy, thì phải là xích viêm thảo từ lâu thành thục. Loại dược thảo này, ngàn năm đã là cực hạn, dược hiệu cũng còn không có trở ngại. Tiêu phàm lập tức hoàn toàn im lặng. Ai có thể nghĩ đến, hắn không lâu còn vì một cây mấy chục năm năm, xích viêm thảo cùng người ta đánh chết làm công, thiếu chút nữa còn liên lụy cơ lụa mỏng đều xảy ra chuyện. Tại đây linh dược viên, dĩ nhiên là như thế bình thường một cây dược thảo. Tu chân giới những kia tiên nhân chân chính, Rốt cuộc là có nhiều xa xỉ ahát. Bất quá tiêu phàm lập tức tụ phục hồi tinh thần lại. Tuy nhiên thời gian chỉ mới qua đã hơn một năm, nhưng dưới mắt tiêu phàm, cùng năm đó đi Nam Dương tiêu phàm, vài có lẽ đã tưởng như hai người. Đặt chân, thiên nhân cảnh, về sau, tánh mạng của hắn lực cường hãn, xa không phải từ trước có thể so sánh đích. Khi đó một quả, xích viêm thảo, cánh hoa đối với hắn thì có công hiệu khởi tử hồi sinh, hiện tại nhất định là không được dưới mắt muốn cho thân thể của hắn bổ sung một bộ phận tánh mạng tinh hoa, tối thiểu cũng muốn cái này trong hồ nước cái kia ngàn năm dược tính, xích viêm thảo, mới được. Thổ địa công vẫn quy củ cũ, vòng quanh hồ nước chuyển nửa vòng, từng cái giới thiệu với hắn trong hồ nước trồng dược thảo. Sau đó, liền đi tới khác một cái cửa động trước. Trong động khẩu, lóng lánh lấy mông lung sáng bóng. Đi thôi, qua bên kia nhìn xem. Thổ địa công chống đào một quả trượng, bất tử bất tật mà dẫn tiêu phàm, hướng cái kia cửa động đi đến. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết muốn làm gì cảm thán. Tại đây không gian bảo vật ở phía trong, rõ ràng còn có. Khác không gian. Lại nói tiếp, cái này cũng không kỳ quái, tất cả đây hết thảy, hôm nay không phải là phát sinh ở đỉnh Càn Khôn trong sao? Tu khắp trời gian thần kỳ, xa không phải hắn hiện tại có thể hoàn toàn làm tinh tường đích. Cái này cửa động không dài, chỉ có điều vài bước sẽ mặc tới một cổ càng thêm nồng đậm vô cùng linh khí, đập vào mặt, trong không khí màu xanh biếc quang điểm, xa so vừa rồi linh dược viên muốn dày đặc nhiều lắm, cơ hồ tượng một ít phi trùng loại, vây quanh tiêu phàm cao thấp tung bay. Tiêu phàm cơ hồ lập tức phải xuất phán đoán, tại đây hẳn là so vừa rồi bên kia càng thêm tinh túy linh dược viên. Quả nhiên, thổ địa công chỉ vào đập vào mắt mà đến điền huề cùng xanh biếc linh dược, rất tùy ý mà nói cho tiêu phàm, tại đây linh dược, sinh trưởng tốc độ là bình thường tốc độ 50 lần đã ngoài, thậm chí một số nhỏ khu vực linh dược sinh trưởng tốc độ là bình thường tốc độ gấp trăm lần. Tiêu phàm không khỏi bị choáng rồi xuống. Như thế nói đến, ngoại giới cần 100 năm mới có thể năng lực thành thục linh thảo, ở chỗ này trồng, một năm có thể thành thục. Đúng vậy. Thổ địa công nhẹ gật đầu, nhìn xem tiêu phàm trên mặt kinh hãi gần chết thần sắc, lập tức rất là kỳ quái, tựa hồ tiêu phàm quá ít thấy vô cùng liếu tương đương. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên đích, đây chính là tiên gia pháp bảo phỏng chế phẩm. Những kia tiên gia pháp bảo, bên nào không phải thần kỳ vô cùng. Lại nói tiếp, đây là bởi vì tại các người cái này giới diệt, linh khí quá mức mỏng manh, chính thức vạn năm trở lên linh dược, cơ bản không dùng được. Nếu không, cái này linh dược phiên công hiệu, còn nghĩ càng tốt hơn. Tiêu phàm có lẽ hay là kinh hãi không hiểu. Tiên gia pháp bảo thần kỳ, thật sao không phải hắn có thể tưởng tượng đích. Thổ địa công còn nói thêm, tiêu tiểu hữu, người không ngại ngẫm lại xem, người tu chân, truy cầu chính là trường sinh đại đạo. Không có trăm năm ngàn năm linh dược phụ trợ, có chút quan khẩu là vô luận như thế nào đều gây khó dễ đích. Cuống hồ, nam cực tiên ông cái này linh dược viên đã nhận ngươi làm chủ nhân, cũng không thấy đắc chính là cho ngươi một quả người sử dụng đích. Ngươi còn muốn kế thừa nam cực tiên ông thầy thuốc bảo điển, trị bệnh cứu người. Cái này linh dược viên linh dược, ngược lại có hơn phân nửa là vì những kia người bệnh chuẩn bị. Chỉ một mình ngươi, tung tính toán lại nghịch thiên, ngươi cũng dùng không hết nhiều như vậy ngàn năm linh dược. Thầy thuốc bảo điển, tiêu phàm ánh mắt sáng ngời, hỏi. Ừm, thổ địa công nhẹ gật đầu. Tiêu tiểu hiếu, ngươi đã đã tới rồi, vậy thì an tâm một chút chớ vội, chậm rãi đi từ từ xem, nên cho ngươi bàn giao tinh tường đích. Lão hủ đồng dạng cũng sẽ không đổ vào. Lão nhân kia ra chính là một đám gửi phụ thần niệm, theo ý nào đó mà nói, hắn chính là một chương trình, phải dựa theo cái này chương trình cho chỉ điểm của hắn, cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều cái này, chương trình, xếp đặt thiết kế đắc thập phần cao cấp, rất nhân tính hóa. Vâng, làm phiền tiên ông. Tiêu phàm như trước nhau nhã lễ độ, chút nào cũng không bởi vì đối phương là một đám gửi phụ thần niệm mà sinh lòng khinh thị. Vô luận như thế nào, đây cũng là nam cực tiên ông gửi phụ thần nhiệm Rõ ràng nói hắn là linh dược viên đứng đầu, lại luôn mồm xưng hắn vì tiêu tiểu hữu tuyệt không xưng hô chủ nhân. Nghĩ đến cũng không kỳ quái. Nam cực tiên ông hạng thân phận, lại càng không cần phải nói, có lẽ hay là nam cực trường sinh đại đế thân ngoại hóa thân, nguyên thủy thiên vương con trai trường. Sao có thể có thể đối với những người khác miệng nói chủ nhân? Nhìn chung cả tiên ma giới, chỉ sợ đều khó có khả năng có lợi hại như vậy ra hỏa. Thổ địa công chống đào mộc quải trưởng, tiếp tục dẫn tiêu phàm đi thăm, cái này thứ hai tiến linh dược viên, xa so đệ nhất tiến linh dược viên muốn nhỏ, cũng là một mảnh điền huề, một cái ao nhỏ đường. Bất quá đều đều chỉ có nửa mẫu khoảng chừng gì đó. Trong đó đại đa số là 50 lần sinh trưởng tốc độ, chỉ có số rất ít điền huề cùng một ít tấm trong hồ nước dược thảo, có thể đạt tới gấp trăm lần sinh trưởng tốc độ. Thứ hai tiến linh dược viên trồng dược thảo, cũng so bên ngoài muốn thiếu nhiều lắm, chỉ có không đến một phần ba thổ địa cùng mặt nước trồng dược thảo, mặt khác đều là không lấy đích. Trong lúc này trồng linh dược, tự nhiên so bên ngoài muốn càng thêm thần kỳ, phát ra tánh mạng tinh khí càng thêm tinh thuần nồng đậm. Tuyệt đại bộ phận linh dược, tiêu phàm ngay nghe đều chưa nghe nói qua. chương 689, Thiên Phủ Diệp Chuyển qua thứ hai tiến dược viên ao nhỏ đường, tiêu phàm vậy mà thấy được người thứ ba thạch động, lập tức tự ngây ngẩn cả người. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, cái này trong thạch động, nên vậy còn có một nơi không gian, thì ra là đệ tam tiến linh dược viên. Đúng vậy thứ hai tiến linh dược viên đã muốn xuất hiện sinh trưởng tốc độ vượt qua bình thường dược viên gấp trăm lần dược viên, chẳng lẽ đệ tam tiến linh dược viên sinh trưởng tốc độ có thể đạt tới bình thường linh dược viên 500 lần đến 1.000 lần nhiều. Cái kia thật sự quá nghịch thiên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên lòng tràn đầy không tin, tiêu phàm có lẽ hay là cất bước liền hướng người thứ ba thạch động đi đến. Bất kể thế nào nói, trước vào xem nói sau, sau khi xem, vô luận có cái gì cổ quái, đều rõ ràng thổ địa công nhưng lại không theo kịp, chỉ là chậm rãi nói ra, tiêu tiểu hiếu, để tam tiến linh dược viên, dùng ngươi tu vi hiện tại, là không vào được đích. Tiêu phàm ngạc nhiên dừng bước, quay đầu hỏi, vì cái gì? Thổ địa công bất tử bất tật nói, để tam tiến linh dược viên, linh dược sinh trưởng tốc độ so tại đây nhanh hơn nhiều lắm. Tương ứng đích, trong lúc này linh áp cũng muốn lớn, ngươi tu vi hiện tại thấp như vậy hạ, hoàn toàn không có khả năng đột phá linh áp bức tường cản trở. Thẳng như không tin, Người cũng có thể thử xem Tiêu phàm ha ha cười một tiếng Nói ra tốt, ta đây tự thử xem Cái này lão thổ địa chủ động mở miệng lại để cho hắn đi thử Có nên không có quá lớn phong hiểm Nhiều nhất chính là như hắn nói Vào không được để tam tiến linh dược viên mà thôi Tiêu phàm chỉ hoãn bố hướng người thứ ba thạch động cửa động đi đến Tuy nhiên cũng không lo lắng có cái gì gió lớn hiểm Tiêu phàm có lẽ hay là nhắc tới hạo nhiên chính khí Bảo vệ toàn thân cái này lão thổ mà dù sao chỉ là một sợi không hoàn toàn gửi phụ thần niệm, đối với hắn cũng không thể quá mức mê tín. Cửa động lóng lánh lấy lục oánh oánh sáng bóng, linh khí mở mịt, làm lòng người thần dục say, nhìn về phía trên không có bất kỳ không ổn, lại càng không có cái gì nguy hại. Tiêu phàm vừa mới đến gần cửa động, vẻ này lục oánh oánh sáng bóng liền thoảng qua trở nên càng thêm ánh sáng ba phần, một cổ tràn chê áp lực mãnh liệt ra, tiêu phàm chỉ cảm thấy hô hấp vì một trong tắc nghẽn, trên người lập tức sáng lên một cái màu ngà sữa vòng bảo hộ, đem vẻ này áp lực chắn bên ngoài. Tiêu phàm vội vàng dừng bước, đợi chút một lát, thấy không có mặt khác dị thường, lại nhấc chân đi đến bên trong bước một bước. Bỗng nhiên ở phía trong, một cổ càng thêm khổng lồ linh áp đập vào mặt, vừa mới tiếp xúc, tiêu phàm hộ thể màn hào quang liền chợt hiện không thôi, một bộ lập tức muốn chống đỡ không nối tư thế. Tiêu phàm chấn động, biết rõ thổ địa công cũng không hư nói khi dễ, cái này đệ tam tiến linh dược viên, xa không phải hắn tu vi hiện tại có thể đi vào đi đích. Lập tức không dám miễn cưỡng, phi thân lui về sau đi. Hắn vừa vừa ly khai cửa động mấy bước xa, vẻ này khổng lồ vô cùng linh áp lập tức liền thu trở về, cửa động như trước lóng lánh lấy lục oánh oánh sáng bóng, tựa hồ không có nửa phần biến hóa. Tiêu phàm không khỏi có vài phần phiền muộn. Thổ địa công lại ở một bên vừa cười vừa nói, tiêu tiểu hữu không cần uể oải, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, đệ nhất tiến dược viên linh dược, tự hoàn toàn dùng chung rồi, cơ hồ đều không dùng được thứ hai tiến dược viên linh dược. Những này hơn một ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm linh dược, tối thiểu nhất cũng muốn chờ ngươi ngưng kết nguyên anh về sau, mới có thể năng lực cần dùng đến. Về phần đệ tam tiến dược viên ở phía trong vạn năm linh dược, dược tính mãnh liệt như vậy, cho dù ngươi ngưng kết nguyên anh thành công, cũng là không dám đơn giản dùng đích. Nói một cách khác, đệ tam tiến dược viên ở phía trong linh dược, người hiện tại hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không dùng được, phiền muộn cái gì đâu này. Quả nhiên là một câu nhắc nhở người trong mộng. Tiêu Phàm lập tức tỉnh ngộ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, có chút tự đất đai bị mất cười một tiếng. Như thế nào hiện tại chính mình càng ngày càng tham lam nữa nha. Hận không thể khắp thiên hạ thứ tốt đều quy tự mình một người. Có lẽ, cái này tựu là không có cảm giác an toàn chỗ tạo thành tật xấu. Trước đó, Tiêu Phàm chưa từng bước vào tu chân giới, tại chân tục thế giới hắn vải hồ đã đến đỉnh phong vô luận là thân phận địa vị có lẽ hay là thân thủ thuật pháp vô cực môn tiêu chân nhân đều là tông sư cấp tiêu chuẩn trần tục thế giới có thể cùng hắn đánh đồng sát rất ít người tại như vậy cao cao tại thượng trong hoàn cảnh tiêu phàm tự nhiên khí định thần nhàn yêu nhã rộng lượng đối với một ít người bình thường trong mắt đặc biệt để ý mấy cái gì đó ví dụ như tiền tài tài vật các loại chút nào cũng không để vào mắt thập phần phong nhạt phân nhẹ chỉ là bởi vì Tiêu Phàm rất thanh sở địa biết rõ, những vật kia đối với chính mình hoàn toàn, từ đầu luôn luôn không nhiều lắm tác dụng. Mà hiện nay tình hình trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước. Tuy nhiên công lực tu vi so 2 năm trước cao minh quá nhiều, nhưng một cái toàn bộ thế giới mới tại Tiêu Phàm trước mặt bày ra. Trong cái thế giới này, Tiêu Phàm phát hiện chính mình vị trí trình tự thật sự không tính rất cao. Cứ việc hắn hiện tại đã muốn tương đương với Kim Dan Sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở hắn phía trên còn có kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ, càng thậm chí là ngộ linh kỳ đẳng cấp cao tu sĩ. Những kia đẳng cấp cao tu sĩ thần thông to lớn, khẳng định hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài, cũng không phải hắn hiện tại có thể kháng cự được đích. Cảm giác an toàn đã không có, cao cao tại thượng tâm tính tự nhiên cũng cũng chưa có, đối với hết thảy có thể tăng lên thực lực của chính mình thứ tốt, liền không thể tránh né mà tham lam. Tiêu Phàm biết rõ như vậy lòng tham không đáy, không phải cao nhân gây nên cũng có bội thiên địa cân đối chi đạo, nhưng thật muốn triệt để vượt qua áp chế chính mình tham lam, thật đúng là cần rất lớn định lực. Hoặc là, cái này cũng có thể được coi là là tu hành chung gặp được kiếp số một trong bỏ đi. Tiêu tiểu Hữu, linh dược phiên đã muốn đi thăm xong rồi, xin mời đi theo ta." Thổ Địa công rất hiền lành nói. "Tốt, làm phiền tiên ông." Lập tức Thổ Địa công dẫn Tiêu Phàm chuyển qua cái kia khẩu gần kề nửa mẫu lớn nhỏ hồ nước, hướng một phương hướng khác đi đến bên kia có một cái nho nhỏ đình nghỉ mát, đám xương lượn lờ, linh khí lưu động. Mắt nhìn lấy mặt nước gợn sóng không sợ hãi hồ nước, tiêu phàm trong nội tâm vừa động, đột nhiên hỏi, tiên ông, cái này trong hồ nước, có thể nuôi cá sao? Nuôi cá? Thổ địa công tự nở nụ cười, lắc đầu liên tục. Tiêu tiểu hiểu, cái này linh dược viên, là một thuộc tính bảo vật, đối với tất cả một thuộc tính thiên địa linh vật có thúc nhanh đến công hiệu. Mọi, khác thuộc tính sinh linh, tại cái không gian này là không có thuốc nhanh hiệu quả đích. Tiêu tiểu hữu có thể tại đây trong nước nuôi cá, nhưng không biết so bên ngoài gian sinh trưởng đắc nhanh hơn. Hơn nữa, ta cũng sẽ không chiếu khán những này không phải một thuộc tính sinh linh. Lúc trước nam cực tiên ông đem cái này một đám thần niệm gửi bám vào linh dược viên cỏ cây phía trên, tự cũng không giao phó hắn càng nhiều là kỹ năng. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, lại hỏi, như vậy, tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ, tại cái không gian này ở phía trong, có phải là tiến độ tu luyện phải nhanh nhiều lắm đâu này. Thổ địa công đem đầu dao động giống như gầy lang cổ tựa như, cười ha hả nói, không thể không có thể. Huyết nhục chi thân thể ở chỗ này sống lâu rồi, nếu không vô ích, ngược lại có hại. Tiêu phàm chỉ phải đem đầy trong đầu kỳ tư diệu tưởng đều thu vào. Xem ra bất luận cái gì một kiện bảo vật, đều có thật nhiều hạn chế. Cái này linh dược viên thuốc nhanh công năng đã đầy đủ nghịch thiên, chính mình còn muốn lấy muốn thu hoạch càng nhiều là chỗ tốt, quả nhiên là lòng tham chưa đầy. Rất nhanh, hai người liền một trước một sau đi về hướng cái kia lương đình, đình nghỉ mát bên cạnh, chồng lấy ba khỏa cao lớn trúc tử, cây gậy trúc đảo là không có gì, nhìn về phía trên cùng bình thường trúc tử không có quá lớn khác nhau, chính là hơi chút tráng kiện một ít. Chính thức hấp dẫn tiêu phạm ánh mắt đích là những kia lá trúc. Cùng bình thường lá trúc một trời một vực, cũng không phải xanh biếc ướt át, mà là ánh vàng rực rỡ đích, tựa như vàng lá giống nhau, hơn nữa phiến lá rộng thùng thình, so bình thường lá trúc đại gấp bội, ánh vàng rực rỡ lá trúc phía trên, ẩn ẩn có ngân sắc ký hiệu lóng lánh. cùng tiêu phàm toàn lực vận dụng viêm linh chi lưới kiếm lúc dần hiện ra đến thần bí ngân sắc ký hiệu phi thường tương tự. thấy tiêu phàm dừng bước lại, bị cái này ba khỏa trúc tử hấp dẫn chú ý, thổ địa công cũng liền ngừng lại, mỉm cười nói: tiêu tiểu Hữu cái này là ngọc núi trúc, người nên vậy bái kiến ngọc núi trúc chế thành thẻ che a. À. Ngọc núi trúc. Tiêu phàm có phần có vài phần kinh ngạc. Dùng ngọc núi trúc chế tác thẻ tre, có thể bảo tồn văn tự đồ hình tư liệu, trực tiếp dùng thần thức đọc, lần đầu nhìn thấy, xác thực có chút thần kỳ. Nhưng ở thứ hai tiến dược viên nhìn thấy ngọc núi trúc, tiêu phàm lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cần biết thứ hai tiến dược viên linh dược, xa so đệ nhất tiến dược viên linh dược muốn quý hiếm nhiều lắm, ngọc này núi trúc nếu như cũng chỉ có tạo giấy công hiệu, tựa hồ không cần trồng ở chỗ này dùng để chế tác thẻ tre nguyên liệu, còn cần 50 lần thậm chí gấp trăm lần ra tốc tốc sao. Ha ha, người có chỗ không biết, ngọc núi trúc cây gậy trúc vì không có gì không được, chỉ là dùng để chế tác thẻ tre mà thôi. Cái này mấy ngàn năm công hiệu ngọc núi trúc, nhiều lắm là thì so bình thường trăm năm kỳ ngọc núi trúc có thể nhiều tồn tại tiếp theo chút ít nội dung. Đối với tu chân giả chân chính có trọng dụng đích, là ngọc núi trúc lá trúc. Lá trúc, tiêu phạm ánh mắt, lần nữa rơi vào những kia ánh vàng rực rỡ rộng thùng thình lá trúc phía trên ngọc này núi trúc lá trúc chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài tự xác thực không giống tầm thường liễu tương đương thổ địa công gật gật đầu nói ra đúng vậy a à. tiêu tiểu Hữu không biết người có thể hay không chế tác bùa Kiểu sơ chút hít ra lông tiêu phàm vội vàng khiêm tốn nói vô cực môn cứ việc không phải dùng chế phù thuật dương danh thiên hạ tiêu phàm bản thân cũng tuyệt đối là chế phù đại sư tại bùa chế tác thượng có cực cao thiên phú. Trước đó, hắn thậm chí có thể chế ra đạt tới chính mình một kích toàn lực lúc một nửa uy lực công kích linh phù. Tung xem như tinh thông bùa chế tác chi thuật Mao Sơn Đạo Sĩ, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Đương nhiên, theo hắn tu vi làm sâu sắc, linh phù tương đối uy lực, cũng đang không ngừng dưới mặt đất hàng. Dùng hắn hiện nay tu vi, công kích linh phù có thể có một kích toàn lực lúc hai thành uy lực, cũng đã rất nghịch thiên không phải tiêu phàm chế phù thuật tiêu chuẩn giảm xuống, mà là bị quản chế tại lá bùa phù bút chu sa những này chế phù tài liệu. Dù cho chế phù sư trình độ cao tới đâu, bình thường lá bùa phù bút chu sa cũng vô pháp chứa đựng càng nhiều là pháp lực. Người khí lực lúc nhỏ, dùng 100 cân thùng nước nấu nước, chờ ngươi có được ngàn cân thần lực, thùng nước hay là trước lúc trước đối với thùng nước, vậy ngươi một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể chọn 100 cân nước. Vậy ngươi cũng biết, chế tác thượng đẳng linh phù tốt nhất tài liệu, chính là ngọc núi trúc lá trúc ngọc núi trúc lá trúc tiên ông chẳng lẽ chế tác bùa không phải sử dụng lá bùa sao tiêu phàm có chút kinh ngạc nói ra thổ địa công cười lên ha hả bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu tựa hồ cảm thấy tiêu phàm cái này hỏi lại thập phần ngây thơ buồn cười hơi khoảnh mới lên tiếng tiêu tiểu hữu lá bùa chỉ có điều dùng cho đê đẳng nhất bùa chế tác bình thường lá bùa có thể tồn chữ bao nhiêu pháp lực ngọc núi trúc chế thành thẻ tre chỉ có thể tồn chữ văn tự đồ hình, lá trúc lại có thể tồn chữ đại lượng pháp lực. Bình thường mà nói, năm càng cao ngọc núi trúc, có thể chứa đựng pháp lực thì càng nhiều. Cái này ba khỏa ngọc núi trúc, cũng đã có 5.000 năm hỏa hầu, đã là cái này thế giới ngọc núi trúc có thể sinh trưởng cao nhất năm. Cho nên, cái này ba khỏa ngọc núi trúc lá trúc, chính là tốt nhất thiên phù diệp. Chỉ cần ngươi chế phù thủ đoạn cũng đủ cao minh, hơn nữa kim phù bút cùng đan thú chi huyết, ngươi có thể chế tạo ra cái này thế giới mạnh nhất bùa tiêu phàm nghe được tâm khoáng thần trì. Từ hắn tiếp xúc đến tu chân giới về sau, đã muốn đã trải qua vài sân ác chiến, cơ hồ mỗi một chiến đều muốn đem hết toàn lực. Cùng lúc, là hắn gặp được vài tên đối thủ đều rất mạnh, một phương diện khác, tắc chính là là hắn binh khí của mình quá mức phách đạo. Tuy nhiên hiện tại sử dụng viêm linh chi lưới kiếm, không biết một lần đem pháp lực của hắn toàn bộ bớt thời giờ, nhưng trong thời gian ngắn, cũng nhiều nhất có thể động dụng viêm linh chi lưới kiếm lượt 2 đến 3 lượt nhiều hơn nữa khẳng định không được. Về phần cưỡng ép hát yêu ta trở nên gay gắt lôi bằng biến thân, dưới mắt cái này di chứng tựu đủ đầu hắn đau đớn. Hơn nữa đồng dạng chỉ có một chiêu chi lực, là hoặc này hoặc kia đại chiêu. Một khi phóng xuất, không có diệt sát địch nhân, nên đến phiên chính mình mặc người chém gỡ yêu ta ép liếu tương đương. Như vậy chiêu số, cho dù uy lực lớn hơn nữa, cũng không tránh khỏi quá nguy hiểm chút ít, không đến cuối cùng trước mắt, thật sự không tốt đơn giản vận dụng. Mà thôi bình thường phương pháp luyện chế ra đến bùa, tự có vẻ uy lực quá nhỏ, đối phó nhỏ yếu địch nhân còn có chút tác dụng, đối phó Clayman, bạch tuộc quái thú như vậy cùng giai kình địch, vậy thì xa xa không đủ lớp rồi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần phải xử đi ra bêu xấu. Trước kia tiêu phàm tinh thông chế phủ chi thuật, trong nháy tự trở nên gân gà vô cùng. Mà hiện tại, thổ địa công lại nói cho hắn biết, có thể luyện chế ra uy lực càng mạnh bùa, sao không gọi tiêu phàm tâm hoa nộ phóng. Có như vậy uy lực cũng đủ cường đại bùa, Tiêu Phàm sau này đối địch thủ đoạn muốn phong phú nhiều lắm rồi, cũng không trở thành động một chút lại cùng người, dốc sức liều mạng. Lập tức hỏi, "Tiên ông, cái gì là kim phù bút cùng đan thú chi huyết?" Cái này hai dạng đồ vật, tựa hồ cũng đặc biệt quan trọng hơn. Ngay sau đó Thổ Địa công trả lời lại để cho Tiêu chân nhân phiền muộn cực kỳ. "Không biết." Thổ Địa công không chút do dự mà lắc đầu, tựa hồ cảm giác mình trả lời như vậy, thiên kinh địa nghĩa. Lúc trước Nam Cực Tiên ông hoàn toàn, từ đầu luôn luôn sẽ không có tại đây một đám gửi phụ thần niệm bên trong lưu lại tương quan tin tức, thổ địa công tự nhiên chỉ có thể như vậy hồi phục tiêu phàm liễu tương đương. Nhìn xem cái kia dáng tươi cười chân thành hiền lành gương mặt, tiêu phàm thật sự không lời nào để nói. Cảm tạ Ninh Kiếm dũng vạn phần thưởng. Chương 690, Nam Cực y kinh nam Cực sách thuốc. Thổ địa công không để ý tới hội tiêu phàm tâm tư chỉ là tại tận lấy một cái người dẫn đường ứng tận chức trách mang theo tiêu phàm đi vào đình nghỉ mát đình nghỉ mát không lớn ở giữa có một bàn đá hai cái ghế đá ngược lại tượng mô tượng dạng trên bàn đá bày đặt hai mảnh màu vàng kim nhạt thẻ tre lúc này đây ngay thổ địa công sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên cười hì hì thần sắc ẩn liếm không thấy nhảy lên ghế đá hai tay nắm lên cái kia hai mảnh màu vàng kim nhạt thẻ tre đưa cho tiêu phàm nói ra tiêu tiểu hiếu đây là nam cực tiên ông hành y tế thế sở dụng đích, hiện tại ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tìm hiểu, nghe theo nam cực tiên ông phân phó, tế thế cứu nhân, nhiều làm việc thiện sự tình. Cứ việc tiêu phàm hôm nay đã lịch quá nhiều kinh ngạc, nghe xong lời này lời nói, có lẽ hay là có chút kích động. Đây chính là nam cực tiên ông tự mình còn sót lại đích, khẳng định thần diệu phi thường, vượt qua xa trần tục giới bình thường y kinh sách thuốc có thể so sánh. Nam cực trường sinh đại đế tế thế chi đạo, há đồng nhất loại. Tiêu phàm một mực tinh nhiên y dược chi đạo, sớm đã tại trần tục giới đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn, hiện tại có cơ hội lấy được nam cực tiên ông y đạo truyền thừa, tự nhiên xa so những người khác muốn hưng phấn nhiều lắm. Tiêu phàm theo thổ địa công trong tay hai tay tiếp nhận hai mảnh màu vàng kim nhạt thẻ tre, theo khí tức thượng liền có thể cảm giác được cái này hai mảnh thẻ tre cùng tại ngọc thất cung cấp trên bàn thẻ tre bất đồng, rất rõ ràng, đây là mấy ngàn năm năm ngọc núi trúc so bình thường ngọc núi trúc thẻ tre có thể tồn chữ càng nhiều là nội dung. Này cũng có thể lý giải, y dược chi đạo, vốn là minh mông vô cùng. Tại Trần Tục Giới, bình thường khoa chính quy sinh viên 4 năm tốt nghiệp, không ít đại học y khoa sinh muốn đọc 5 năm khoa chính quy. Cái này tiên gia y dược chi đạo, chắc hẳn thì càng gia tăng phiền phức minh mông nhiều lắm liễu tương đương. Đa tạ tiên ông, tiêu phàm hướng xuống đất mà công có chút khom người chào, kính cẩn nói đã không thấy được nam cực tiên ông bản tôn, hướng cái này gửi phụ thần niệm lễ kính, cũng là nên vậy đích. Thổ địa công mỉm cười gật đầu, trong mắt vậy mà mang theo thăm hỏi cổ vũ ý, xem ra lúc trước nam cực tiên ông tại phân ra cái này sợi gửi phụ thần niệm thời điểm, cố ý gia nhập phương diện này phân phó. Tiêu phàm đem bên trong một mảnh thẻ che dán tại trên ót, thần niệm chậm rãi xuyên vào trong đó. Hành y tế thế, trị bệnh cứu người. Tám chữ to, đầu tiên tự ra hiện tại tiêu phàm trong óc. Phù thầy thuốc, nhân thuật cùng. Phía sau chính là một trường thiên lời tựa, đều đều là thượng cổ văn trung đỉnh ghi tựu. Cũng may tiêu phàm tinh nhiên văn trung đỉnh chữ, đọc thượng không biết tạo thành cái gì chướng ngại. Cái này thiên lời tựa, chính là nam cực tiên ông tự mình viết, lần nữa khuyên bảo kẻ đến sau. Y thuật chính là nhân thuật, muốn thường nghi ngờ tế thế chi tâm, nhân giả chi niệm. Lời tựa bên trong, nam cực tiên ông minh bạch viết, nam cực trường sinh đại đế luyện hóa linh dược viên bảo vật như vậy cũng không phải cho người nào đó đầu cơ trục lợi dùng đích tại hưởng thụ cái này linh dược viên mang đến nhiều loại chỗ tốt đồng thời nhất định phải nhiều hơn tế thế cứu nhân hưởng thụ linh dược viên chỗ tốt càng nhiều nhất định phải làm việc thiện càng nhiều nếu không thiên đạo cân đối lọt vào phá hư trời cao đem đánh xuống trừng phạt tiêu phàm sợ hãi mà kinh lời tựa về sau nam cực y kinh bốn văn trung đỉnh chữ to lộ ra hiện ra trong động không nhật nguyệt những năm tháng. Tiêu phàm linh thân thể tại đây linh dược viên ở bên trong, vừa đứng chính là thật lâu thật lâu, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, bỗng nhiên đại hỷ, bỗng nhiên kinh ngạc, bỗng nhiên trầm ngâm, bỗng nhiên khẩn trương, các loại biểu lộ, ùn ùn kéo đến. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, tiêu phàm rốt cục đem thứ hai tấm thẻ che để xuống, thật dài thở phào một cái, mở hai mắt ra. Thổ địa công có lẽ hay là cười hì hì đứng ở trước mặt trên mặt ghế đá, hiền lành mà nhìn qua hắn -ti -ti. tiêu phàm lại hướng xuống đất mà công thật sâu bái cao giọng nói ra đa tạ tiên ông tàng bảo các bên ngoài thanh dương tổ sư khoanh chân mà ngồi đang tại thổ nạp luyện công mỗi qua một thời gian ngắn liền mở hai mắt ra dò xét tàng bảo các cửa đá một lần hai hàng lông mày dần dần nhăn bắt đầu đứng dậy tiêu phàm tiến vào tàng bảo các đã muốn hai mươi ngày tới rõ ràng một mực không có đi ra thanh dương tổ sư cũng có chút lo lắng bắt đầu đứng dậy Chẳng lẽ tại tàng bảo các trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Thanh Dương Tổ xưa tuy nhiên không phải người hữu duyên, vào không được tàng bảo các, nhưng tiêu phàm đã từng cùng hắn nói tới qua trong tàng bảo các tình huống, muốn đi vào ngọc thất đoạt bảo, trước hết cùng thượng cổ yêu linh còn sót lại tàn hồn tiến hành thần niệm giao phong, chiến thắng chi hậu mới có thể tiến nhập. Thần niệm giao phong, thật là hung hiểm, một lấy vô ý thì có thể làm cho thần niệm bị hao tổn, tiến tới biến thành sự ngu dại điên loại người thanh dương tổ sư chính là lo lắng tiêu phàm tu vi không đủ lại cưỡng ép yêu ta ép muốn đi vào có chút phòng bảo tàng trong bởi như vậy thì có thể phát sinh vấn đề liễu tương đương đang lúc thanh dương tổ sư càng thêm lo nghĩ thời điểm tàng bảo các cửa đá vô thanh vô tức mà mở ra tiêu phàm cầm trong tay một tòa bồn cây cảnh cùng hai mảnh thẻ tre theo trong động đi ra nhìn về phía trên thập phần mệt mỏi tựa hồ tâm lực tiêu hao quá lớn thanh dương tổ sư vội vàng ninh đón tiếp lấy thật dài thở phào một cái, nói ra, khá lắm, người cuối cùng là đi ra, ta còn lo lắng người ở bên trong tao mộ đến loại nào ngoài ý muốn nữa nha. Tiêu phàm vội vàng không người, nói ra, làm phiền tổ sư quải niệm, đệ tử hổ thẹn. Tốt rồi tốt rồi, không nói những này, nói nhanh lên, lúc này vậy là cái gì tốt bảo bối. Thanh dương tổ sư hơn một ngàn tuổi rồi, như trước có lẽ hay là lòng hiếu kỳ thập phần tràn đầy. Lại nói tiếp, Hắn số tuổi thật sự hẳn là trăm tuổi khoảng chừng gì đó, phía sau hơn một nghìn năm, đều là tại đây nho nhỏ tu di trong không gian cô độc vượt qua, thật vất vả đến tiêu phàm cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện, cảm giác hưng phấn khó có thể kiềm chế, đang tại hợp tình lý. Tiêu phàm cười cười, nói ra, lúc này thật đúng là tốt bảo bối. Ah, thanh dương tổ sư lại càng hưng phấn, quả thực có chút mặt mày hớn hở liễu tương đương. Nhưng hắn là biết rõ tiêu phàm tính cách, tuy còn trẻ tuổi lại ổn rất mạnh, được viêm linh chi lưới kiếm cùng lôi bằng nội đan như vậy hiếm thấy bảo vật, cũng chỉ là nhàn nhạt đích, không thấy như thế nào kích động. Lần này, vậy mà chủ động, khoe, xem ra là thật sự tìm được kỳ chân dị bảo liễu tương đương. Lập tức thanh dương tổ sư không thể chờ đợi được mà lôi kéo tiêu phàm ở một bên trên mặt ghế đá ngồi xuống, một biệt thanh âm mà thúc giục tiêu phàm, lại để cho hắn tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Chỉ có điều một lát trong lúc đó, Thanh Dương Tổ sư chợt nghe đắc trợn mắt há hốc mồm, tấm tắc không ngớt lời có loại sự tình này. Thật sao không thể tưởng tượng nổi, như vậy linh dược viên chẳng lẽ là tạo hóa chi bảo? Tiêu Phàm liền vội vàng hỏi, "Tổ sư, cái gì gọi là tạo hóa chi bảo?" Thanh Dương Tổ sư liếc hắn một cái, nói ra, "Tạo hóa chi bảo là thiên hạ chí bảo, nhưng khống chế thiên địa tạo hóa, không đếm xỉa giới diện pháp tắc, uy lực vô cùng. Người cái này linh dược viên thì có thần thông như vậy, Đối với cái này thế giới pháp tắc, hoàn toàn không thấy. Linh dược sinh trưởng tốc độ sâu sắc vượt qua ngoại giới, nói là không đếm xỉa cái này thế giới pháp tắc cũng có một chút đạo lý. Tiêu Phàm không khỏi tò mò, hỏi Tổ sư, cái này trong thiên hạ bảo vật rốt cuộc đều bao hàm nào? Thỉnh Tổ sư làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Tuy nhiên Thanh Dương Tổ sư cũng sinh trưởng tại trung thổ thế giới tan vỡ về sau, không có kinh nghiệm bản thân quá năm tu chân giới nhưng thứ 36 đời trưởng giáo chân nhân thiên minh tổ sư, nhưng lại kinh nghiệm bản thân. Cứ việc không gian thông đạo sụp đổ trước kia, thiên minh tổ sư tuổi còn quá nhỏ, tu vi nông cạn, đối với tu chân giới vô cùng nhiều bí văn, hay là nghe sư môn trưởng bối nói tới qua. Thanh dương tổ sư là thiên minh tổ sư truyền đồ tôn, đối với mấy cái này tu chân giới chuyện cụ bí văn, tự nhiên cũng biết đắc không ít. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những ngày bí văn mới dần dần chôn vùi đích. Thanh Dương Tổ Sư cười cười, loát tròm dâu nói ra, tu chân giới bảo vật nhiều vô số kể, bình thường mà nói, dựa theo pháp bảo lợi hại trình độ, đại khái chia làm năm chủng chồng. Thường thấy nhất tự nhiên cũng là bình thường nhất pháp bảo, là kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ, tự hành luyện chế pháp bảo. Cái này pháp bảo nhiều nhất, đủ loại, khó có thể phân loại. Bình thường pháp bảo phía trên, thì là thượng phẩm pháp bảo. Danh như ý nghĩa, thượng phẩm pháp bảo so bình thường pháp bảo uy lực phải cường đại hơn nhiều, công hiệu đặc biệt rõ rệt. Thượng phẩm pháp bảo số lượng, tự so bình thường pháp bảo thiếu nhiều lắm rồi, trăm dặm không một. Giống nhau kim đan kỳ tu sĩ, là rất khó có được thượng phẩm pháp bảo đích, trừ phi là tu chân đại phái kim đan kỳ tu sĩ, mới có thể có được thượng phẩm pháp bảo. Tu chân tiểu tông môn cùng tiểu gia tộc, thậm chí tán tu bên trong kim đan kỳ tu sĩ, có được thượng phẩm pháp bảo tỷ lệ rất nhỏ. Cho dù có, cũng là che giấu, tuyệt không dám đơn giản kỳ nhân. Đây là vì cái gì? Tiêu phàm kinh ngạc hỏi. Thanh dương tổ sư liếc nhìn hắn một cái, nói ra, rất đơn giản, càng là uy lực cường đại thượng phẩm pháp bảo, lại càng nếu như mắt người hồng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, người nên biết a. À. Tiêu phàm không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt, có chút không vui nói, như thế nói đến, tu chân giới còn là một mạnh được yếu thua thế giới. Chẳng phải là cùng thiên đạo tương rời bỏ, như vậy truy cầu trường sinh chi đạo, trời cao như thế nào lại chiếu cố thanh dương tổ sư vuốt vuốt dâu bạc trắng nói ra từ xưa đến nay chẳng lẽ không đều là mạnh được yếu thua sao chính thức chúng sinh ngang hàng thế giới cực lạc đó là không tồn tại đích chính là cái kia tây thiên tịnh thổ cũng có xâm nghiêm đẳng cấp đương nhiên đa số thời điểm cũng vẫn có nhất định trật tự đích cũng không phải hoàn toàn nguyên thủy hồng hoang người mạnh là vua tu chân giới hàng loạt đại phái đều có được thập phần quảng đại phạm vi thế lực tại nơi này trong phạm vi Tất cả tu sĩ đều muốn dựa theo những này hàng loạt đại phái định ra quy tắc làm việc, không thể lung tung tranh đấu, nếu không muốn bị phạt. Chỉ có tại những tông phái kia thế lực chỗ giao giới, hoặc là xa xôi khu, tông phái khống chế lực rất yếu, trật tự mới có thể tương đối hỗn loạn. Hay hoặc là, tại thần ma đại chiến thời điểm, trật tự tan vỡ, tu chân giả tất cả bằng bổn sự, người thắng làm vua. Tiêu Phàm im lặng. Phàm tục thế giới, kỳ thật chính là như vậy quy tắc phàm tục thế giới nguyên một đám quốc gia, không ngại giải thích vì tu chân giới nguyên một đám môn phái, mỗi quốc gia đều có quy tắc của mình cùng pháp luật, sinh hoạt tại quốc gia này trong, bất kể là quốc gia nào công dân, đều muốn tuân thủ quốc gia này pháp luật. Tu chân giới cũng là như thế, chỉ có điều đem quốc gia đổi thành tông phái. Tuy nhiên hôm nay phàm tục thế giới, một mực quảng cáo dùm bên chúng sinh ngang hàng, thuộc về, như trước còn là một cấp bậc xâm nghiêm, mạnh được yếu thua xã hội, Thanh Dương Tổ sư tựa hồ có chút giải thích Tiêu Phàm trong nội tâm suy nghĩ, cười cười, nói ra, "Tiêu Phàm, Trường Sinh chi đạo, nguyên vốn là nghịch thiên hành sự. Có lẽ trời cao chính là dùng phương thức như vậy đến Đại Thành Thiên Đạo cân đối. Nếu như mỗi một cái tu chân giả đều có thể chứng nhận lấy Vĩnh Sinh Đại Đạo, ngày đó đạo chẳng phải là muốn tan vỡ đến sao? Nghịch thiên hành sự, có thể sự thành công ấy vĩnh viễn đều là số rất ít. Phàm thường vị chi tiên Phật, đều đều trải qua vô tận kiếp nạn." cuối cùng chứng nhận vô thượng đại đạo chính là như vậy đạo lý. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 690.